Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 11. Không phải đâu, cứ như vậy một cước thật đem người cho đạp bay. Phải biết rằng chết mập heo tuy rằng nhân phẩm không động, thế nhưng tối thiểu, cũng có cái 200 cân đi lên tính đi. Cái này vãi một cước được bao lớn độ mạnh yếu, mới có thể dễ dàng như vậy đem đạp bay. Hầu như trong sát na, mọi người tại đây đều dùng một loại nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm thần sắc nhìn Trần Phi. Một bộ tròng mắt trợn tròn bất khả tư nghị dáng dấp. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, bất quá cũng có người kinh ngạc sau ngay tức khắc trở nên hưng phấn không thôi, một đám như là cùng đánh máu gà vậy. Trước không nói hai cái đi theo Lạc Thiên Kỳ phía sau, vóc người biêu hãn, nhãn thần hung ác, vô cùng chấn NSIOTA lực bảo tiêu, liền nói bọn họ lúc này cái loại này xem náo nhiệt hưng phấn trong lòng, trên thực tế cũng còn bao hàm có một loại đúng trước chết mập heo thủ đoạn hèn hạ trơ trẽn. Cùng với trong lòng biệt khuất cảm thả ra sảng khoái. Mẹ, có tiền không dậy nổi a, chỉ biết cầm cái này bẩn đồ vật đến uy hát yêu ta người. Hiện tại rốt cục có người nhìn không được đứng ra vì tấm ảnh nhỏ tinh ra mặt. Một cước này, thật mẹ hết giận. Hai người các ngươi còn mẹ cho ta sửng sốt làm gì? Không phát hiện ta đã bị hắn đả thương sao, lên cho ta, trên a, giết chết hắn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Đúng lúc này Lạc Thiên Kỳ thống khổ nằm trên mặt đất gầm hét lên, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn dáng dấp. Mẹ, hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Đây chính là đường đường chân ngã phục sức nhãn hiệu thực quyền cổ đông một trong, hàng tỷ phú ông. Có thể hắn hiện tại lại cư nhiên ở như vậy trước mắt bao người, bị người một cước đạp bay, đây là hạng nhục nhã. Quả thực như là ở trên mặt hắn hung hăng tát một bạt tai, lửa giận trong nháy mắt dường như chiều dâng vậy điên cuồng hiện ra đến, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lão bản xin yên tâm, chúng ta sẽ làm cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử, vào hôm nay, lưu lại không cách nào ma diệt thảm thống ấn tượng. Hai cái vóc người hung hãn hộ vệ áo đen trên mặt nhất tề lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, hướng phía Trần Phi động thủ. Lạc tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song nhất thời có chút nóng nảy, mặt cười trên hiện ra thất kinh vẻ. Hảo hảo nói, hảo hảo nói thí. Thối, ngươi không phát hiện hắn vừa rồi đạp ta. Lạc Thiên Kỳ thẳng đến lúc này, mới miễn miễn cường cường từ dưới đất bò dậy, nhìn Trần Phi còn có Cố Phi song đôi cẩu nam nữ này sắc mặt âm trầm, giọng nói hung hãn nói. Ánh mắt càng không kiêng nể gì cả tràn ngập sát khí nhìn Trần Phi. Lão già này, xem ra ngươi là thật không nhớ lâu. Gặp lão già này cư nhiên như thế không nhớ lâu, còn muốn như vậy nói năng lỗ mãng, Trần Phi đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia hàn mang. Chậm rãi nói. Thực sự là uy phong thật to. Ngươi cho là ngươi là ai, lại dám đúng Lạc tiên sinh nói như thế, thực sự là muốn chết. Lý tỷ gặp Trần bay đến loại thời điểm này, đều lại còn là một bộ hoàn toàn không thần sắc sợ hãi, không khỏi nghĩ khởi bản thân trước bị hắn như vậy trào phúng, trên mặt hiện ra lau một cái vặn vẹo, cả tiếng thét chói tai châm chọc nói. Hai người các ngươi là không nghe được ta nói sao? Mau ra tay lên cho ta muốn cho hắn biết. Gan dám đắc tội ta Lạc Thiên Kỳ, sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Lạc Thiên Kỳ gặp đối phương lại còn dám như vậy trào phúng bản thân, nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, không nể mặt, muốn nhượng hộ vệ của mình đúng Trần Phi xuất thủ. Vâng, lưỡng vóc người khôi ngô bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau, hung ác trong con người nhất tề xẹt qua lau một cái dữ tợn màu sắc, sau đó một tả một hữu hướng về Trần Phi phát động tiến công. Quả đấm to lớn không chút do dự hướng về Trần Phi đầu. Tựa hồ căn bản không có lưu thủ ý tứ. Hanh! Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên không khỏi trong mắt hàn mang lóe lên, trong miệng lạnh lùng hừ một tiếng, năm ngón tay khẽ nhếch, đều đã âm thầm ngưng tụ ra một tia lực lượng, đang chuẩn bị xuất thủ khiển trách là lúc, đột nhiên khóe mắt dư quang phiết đến một gã tiếp viên hàng không mang theo 3-4 cái sân bay an ninh xuất hiện. Coi như các người vận khí tốt, vừa thấy được 3-4 cái sân bay an ninh đến, Trần Phi tự nhiên cũng biết không đánh nổi. Khẽ lắc đầu, thu hồi âm thầm tích xúc lực đạo. Tự sau đó một khắc, trong đó một vị an ninh hét lớn một tiếng nói dừng tay, các người đây là đang làm gì? Hai vị kia Lạc Thiên Kỳ bảo tiêu xem thời cơ chàng an ninh đều tới, hai trong mắt người nhất tề hiện lên một chút do dự vẻ, cuối cùng vẫn bỏ qua, không có ở đúng Trần Phi xuất thủ, dương ra sẽ vẻ mặt âm trầm Lạc Thiên Kỳ bên người. Tiểu tử, người có gan, chúng ta đi nhìn. Lạc Thiên Kỳ hướng phía Trần Phi tức giận trừng mắt một cái, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp lại tiếp tục nháo sự, sắc mặt hắc được cùng đáy nồi tựa như, vẻ mặt âm trầm làm trở về bản thân vị trí ban đầu.
Mặc dù là hắn tự nhận là tài trí hơn người, có thể so với phổ thông hành khách nhiều hơn rất nhiều quan hệ, năng lượng, nhưng là không muốn tại đây loại đại đình quảng từ dưới, nhiều người công chúng trường hợp nháo sự. Dù sao dư luận lực lượng là rất đáng sợ, nếu là có người đem chuyện này truyền tới online, hắn mặc dù quan hệ lại cứng rắn cũng không tốt. Đừng đánh, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thật lợi hại, nguyên lai cũng chính là con cọp giấy, tấm tắc. Ngược lại thì Trần Phi vẻ mặt gật đầu chào phúng theo, xoay người không chút khách khí chiếm đoạt Cố Phi xong bên cạnh chỗ ngồi, nhượng Lý Tỷ tức giận cả người run. Ngươi, đứng lên cho ta, đây là ta chỗ ngồi. Chỉ thấy Kỳ dùng tay chỉ Trần Phi mũi quát mắng. Cút sang một bên. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại chợt trong mắt hàn mang lóe lên, ngẩng đầu nhìn đúng mới thản nhiên nói ngươi là hoa số truyền thông. Ngươi tin hay không, coi như là Lưu Thành lúc này đứng trước mặt ta, cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Vì vậy, sấn ta còn không tức giận trước, mà Lưu lăn một bên, ta không rảnh cùng ngươi loại này không biết liêm sỉ tiểu nhân vật bi bi. Ngươi nói thật, Lý Tỷ khởi điểm nghe được Trần Phi giọng nói như vậy coi thường hắn, còn nhất thời phản xạ có điều kiện vậy tức giận không được, mà khi hắn nghe được Trần Phi trong giọng nói Lưu Thành hai chữ, lại ngay tức khắc muốn thốt ra thô tục toàn bộ dừng lại, trên mặt hiện ra lau một cái dại ra, một bộ không dám tin hình dạng nhìn Trần Phi, thần sắc run nhẹ nhẹ. Lưu Thành là ai? Có thể người thường sẽ cho rằng đây là một cái rất tầm thường tên, có thể rơi vào hắn cái này hoa số truyền thông thâm niên người đại diện trong tai, lại giống như đất bằng phẳng sấm sét vậy, lại càng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ trên đỉnh đầu tối trực hệ đại bo SS, trong ngoài nước điện ảnh và truyền hình vòng giải trí tiếng tăm lừng lẫy tư bản đại ngạc, hoa số truyền thông đại lão bản, chính là tên là Lưu Thành. Lẽ nào, hắn nhận thức đại lão bản. Nghĩ đến đây, Lý Tỷ nhất thời sắc mặt đều sợ trắng. Trách không được đối phương nắm chắc khí liên lạc Thiên Kỳ Lạc Tổng cũng không coi vào đâu, hắn cư nhiên nhận thức chúng ta hoa số truyền thông đại lão bản. Cái này, vị tiên sinh này, ta, xin lỗi. Cũng chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản cực kỳ phách lối người đại diện Lý Tỷ, trong nháy mắt như là thay đổi một người khác không gì sánh được khiêm tốn, xấu xí khuôn mặt mang theo cầu xin tha thứ cùng lấy lòng nói. Bởi vì ở trong mắt người khác, hắn có thể còn cũng coi là một cái thần thông quảng đại thâm niên người đại diện, cần phải là đặt ở hoa sư truyền thông đại lão bản cái tầng thứ kia, hãy cùng một con kiến hôi không có gì khác nhau, có thể. Đuổi mau tránh ra đi, lẽ nào ngươi nghe không hiểu lời nói của ta? Thế mà Trần Phi tái kiến đối phương trước sau nếu có khác biệt trời vực biến hóa, nhịn không được vẻ chán ghét nói, phất tay như là đuổi con ruồi vậy nói. Đối với loại này bắt nạt kẻ yếu, vô liêm sỉ tên, hắn thật sự là không cách nào sinh ra hảo cảm gì. Tiên sinh, đúng, xin lỗi. Ngươi và Phi xong chậm rãi trò chuyện, ta lập tức đi, lập tức đi. Thấy tình cảnh này, Lý Tỷ tuy rằng sinh lòng tuyệt vọng, nhưng lại hay là không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt nhiễu tâm tình người ta, vẻ mặt ảm nhiên thất lạc ly khai. Hắn làm xong rồi Trần Phi trước làm cái vị trí kia. Này, các ngươi nghe không, nguyên lai người trẻ tuổi kia cư nhiên nhận thức hoa sư truyền thông đại lão bản. Trách không được như thế khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn. Căn bản không đem mập mạp chết bầm không coi vào đâu. Hư, nhỏ giọng một chút, thành thật xem cuộc vui được, chớ cho mình mạc danh kỳ diệu tìm một ít phiền phức. Máy bay cũng nhanh muốn bay lên, người còn là bớt tranh cãi đi. Bên kia, Lạc Thiên Kỳ đám người tựa hồ cũng nghe được Trần Phi sau theo như lời nói, một người trong đó bảo tiêu nghe vậy nhịn không được tiến đến Kỳ bên tai, lo lắng nói lão bản, người nghe không? Tiểu tử kia nói hắn nhận thức hoa số truyền thông Lưu Tổng. Tuy nói chân ngã phục sức, hoa số truyền thông đều thuộc về quốc nội lừng lẫy nổi danh xí nghiệp lớn, đại tập đoàn, cần phải là giảng đạo lý nói, người sau nội tình còn có ảnh hưởng lực hay là muốn so với người trước cường một ít. Chớ nói chi là hắn Lạc Thiên Kỳ tuy rằng vẫn lại đã qua trên mặt mình THIO ta vàng, có thể tình huống chân thật, cũng hắn kỳ thực bất quá cũng chỉ là thật ta phục sức một cái tiểu cổ đông mà thôi. Xa so sánh với Lưu Thành ở hoa số truyền thông như vậy không thể dao động tối cao vị trí. Nghe được thì thế nào? Lẽ nào chuyện này cứ tính như vậy? Hắn Lưu Thành như bức nữa, còn có thể quản đến ta Lạc Thiên Kỳ trên đầu đến. Thế mà Lạc Thiên Kỳ vừa bị Trần bay đạp một cước, đang tức giận, tự nhiên nghe không vào bất luận cái gì tỏ ra yếu kém nói. Một bộ cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt dáng dấp, nổi giận đùng đùng. Lão bản! Ta không phải là ý tứ này, tiểu tử kia lại dám đạp ngươi một cước,
không có khả năng cứ tính như vậy, ý của ta là hắn nếu đem ngươi đả thương, chúng ta đây tự báo nguy a. Sân bay hẳn là thì có đồn công an đi, đừng quên lão bản ngươi không phải là có vị thúc thúc là cùng châu thị phó thị trưởng sao. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói của ngươi, chẳng phải là tùy tiện chơi. Thế mà hộ vệ kia lại vẻ mặt âm hiểm nở nụ cười, hạ giọng ở Lạc Thiên Kỳ bên tai hiến mưu hiến kế. Mẹ, ta thế nào đem chuyện này quên? Tốt, cứ làm như vậy, lại dám như vậy đắc tội ta Lạc Thiên Kỳ, tiểu tử thối, chúng ta đi nhìn, đợi lát nữa thấy cùng châu thị, chúng ta ai chơi được quá ai. Lạc Thiên Kỳ nghe vậy nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh vậy vỗ vỗ đầu, xấu xí đôi mắt hiện ra lau một cái âm ngoan vẻ. Tuy rằng hắn mấy năm nay từ lâu không có ở cùng châu thị phạm vi hoạt động, có thể hắn quả thật có cái tiểu thúc ở bên cạnh trà trộn con đường làm quan, hơn nữa có người nói gần nhất còn ngồi trên phó vị trí thị trường, tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó, chỉ cần cho này sân bay đồn công an tên, sáng ra bản thân đường đường phó thị trưởng cháu trai biển chữ vàng, còn sợ không ai cho hắn hỗ trợ làm việc. Nhất định sẽ đều cho hắn vài phần mặt mũi. Đến lúc đó, ha ha, còn sợ thu thập không đến vậy chết tiệt tiểu tử thối. Lão già này, thế nhưng hắn cũng không từng phát hiện, ngay hắn âm hiểm cười nói ra lời nói này lúc, hàng Trần Phi không thể vết tích hướng phía hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra vòng vo trở lại, cùng Cố Phi xong cười nói. Phi ca, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu mới vừa rồi không có ngươi trợ giúp nói, ta không biết. Máy bay cất cánh sau, Cố Phi xong mặt cười hồng hồng, nhìn Trần Phi một đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích nói. Chớ nhìn hắn hay là ở màn huỳnh quang trên ngăn nắp xinh đẹp, đã bị rất nhiều người ái mộ nhiệt tình yêu thương cùng truy phủng, có thể sự thực ni, hắn cũng chính là một cái không nơi nương tựa cô gái yếu đuối mà thôi. Đặc biệt hay là đang điện ảnh và truyền hình vòng giải trí cái này đại vòng xoáy trong, có chút thời gian thực sự thân bất do kỷ, thậm chí cảm giác tuyệt vọng. Nhất là giống như hắn ngày hôm nay gặp gỡ loại tình huống này, đối phương lấy một phần ký tên phí cao tới 7 vị tính đại nói hợp đồng mê hoặc, mềm cứng rắn cũng thi, hơn nữa làm của nàng người đại diện, nếu không không có giúp nàng nói chuyện ý tứ, còn rất trực tiếp muốn đem hắn bán đi, thúc đẩy cái này tờ đơn sinh ý, lấy cùng công ty ký kết hợp đồng tướng UH Iota. Bức bách hắn. Nếu là một lần hai lần, hắn có thể vẫn có thể chịu đựng bản tâm, tuyệt không đi vào khuôn khổ. Thế nhưng, nếu thời gian lâu dài, liền chính cô ta đều cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, vẫn có thể như vậy kiên quyết cự tuyệt sao? Cái này sợ rằng cũng nói không rõ sở. Cho nên hắn lúc này quả thực rất cảm kích lão thiên gia đối với nàng quan tâm, ở hắn nhân sinh tối mê man luống cuống thời khắc, phái tới một vị trưởng người cứu nàng đem hắn kéo hồi đường ngay. Nghĩ đến đây, Cố Phi xong liếc trộm Trần Phi mặt cười có càng thêm đỏ, đôi mắt đẹp lấp lánh không biết suy nghĩ cái gì. Đi nữa, nói những lời này không phải khách khí, lẽ nào ngươi đã quên, chúng ta là bằng hữu sao? Ngược lại thì Trần Phi cũng không có nghĩ ngày hôm nay như thế đứng ra, là nặng bực nào đại ý nghĩa, vì vậy chỉ là mở miệng cười nói. Dù sao lúc đầu ở Sa Loan hội sở tuy rằng cũng tự mấy cái như vậy giờ, nhưng đối phương quả thực để lại cho hắn rất tốt ấn tượng. Trung đụng rất vui vẻ, vì vậy bất chi bất giác đem đối phương trở thành là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, xuất thủ tương trợ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đương nhiên không có gì lớn không được. Bất quá người người đại diện là nên thay đổi, cái gì phá người. Ngươi nếu là không phương tiện nói, theo ta tìm cái thời gian cho Lưu Thành đánh tới đi. Hắn lại cùng mở miệng nói rằng, còn là ta tự mình tới đi, chuyện này cũng không cần phi ca ngươi quan tâm. Bất quá đợi đến cùng châu thị sân bay, phi ca ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta coi mập mạp chết bầm sắc mặt, cũng sẽ không như vậy tự từ bỏ ý đồ. Cố Phi xong nghe vậy trong lòng ấm áp, lại nhịn không được hạ giọng nhỏ giọng nói. Dù sao khoang hãng nhất lại lớn như vậy địa phương, hắn lại là ngồi ở chỗ ngồi hàng trước nhất, đương nhiên có thể liếc trộm đến hậu phương Lạc Thiên Kỳ vẻ mặt sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút lo lắng. Rồi, rồi, đợi được tỉnh Giang Nam vậy chính là ta địa bàn. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đừng sợ hắn? Nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, ta xem hắn có thể thế nào nhảy nhót. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại vẻ mặt không có vấn đề nói. Tuy nói địa bàn mở rộng đến tỉnh Giang Nam có chút khoa trương, có thể hắn nói cũng phải đại lời nói thật. Dù sao có Đồng Văn Thành vị này cùng châu thị một tay chỗ dựa, hắn còn thật không tin đối phương có thể lật lên sóng gió gì, vì vậy, rồi rồi rồi. Điều này cũng đúng.
Cố Phi Song nghe vậy trong con ngươi xinh đẹp lo lắng yếu bớt mấy phần, hắn lúc này tự nhiên cũng nhớ lại, Trần Phi vốn chính là tỉnh Giang Nam bên này người, trước lại Liên Tiếu Thiếu bọn người đối với hắn như vậy tôn kính, khẳng định không phải là người bình thường, ngược lại cũng quả thực không cần hắn mù quan tâm. Nhất niệm đến nước này, hắn đột nhiên đầu nhỏ trong xẹt qua một tia gan lớn ý niệm trong đầu, đỏ mặt, ôm chầm Trần Phi cánh tay đầu chầm xuống phía dưới phi ca, ta có một ít mệt nhọc, vì vậy muốn mượn dùng dưới cánh tay của ngươi. Ngươi ứng với cần sẽ không để tâm chứ, hì hì. Ngạch, đương nhiên, được rồi, ngươi muốn chầm tựu chầm đi. Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng có chút sở khóc sở cười, cũng hơi có chút trong lòng rung động, tim đập hơi nhanh lên lên. Tuy nói cái này Cố Phi Song hiện nay chỉ có cái có chút danh tiếng tam lưu minh tinh điện ảnh, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đẹp a, tinh xảo tịnh lệ dung nhan, lửa nóng vóc người cao gầy, cùng lúc này trước mặt nhào tới mê người thơm, trong mắt chỉ cần hơi chút dưới rời, là có thể thoáng nhìn làm người ta huyết mạch căng phồng rất tròn hai ngọn núi. Đây quả thực là không gì sánh được tràn đầy sức dụ dỗ cảnh sắc, làm hắn nhịn không được tâm viên ý mã, gương mặt cũng hơi có chút đỏ lên lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng liền vài canh giờ hậu sau Trần Phi cũng đã đáp xuống cùng Châu Thị sân bay. Chỉ là tại nơi xuống phi cơ lúc, an tĩnh một đường Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên ngăn ở Trần Phi đám người phía trước, vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng nói tiểu tử thối, ta xem ngươi không phải mới vừa rất có loại. Dám không dám ở nơi này chờ cái mấy phút, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi, phi ca không thích nghe hắn nói bậy, chúng ta đi nhanh đi. Cố Phi Song tuy rằng minh bạch Trần Phi cũng không phải người thường, nhưng lúc này vừa nghe đến đối phương uy hát yêu ta, cũng vẫn là không nhịn được lo lắng. Bất quá, Trần Phi lại vẻ mặt tùy ý cười đem hắn nói cắt đứt, sau đó tự tiếu phi thiếu nhìn ngăn ở trên người mình Lạc Thiên Kỳ, lạnh lùng nói mập heo, cũng đừng nói bản đại thiếu không để cho ngươi cơ hội. 5 phút đồng hồ, ta ở nơi này chờ ngươi 5 phút đồng hồ, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, tốt lắm. Có dũng khí ở nơi này cho ta ngoan ngoãn chờ. Chúng ta đi, Lạc Thiên Kỳ bị Trần Phi cái này phách lối giọng nói tức giận cả người run, sắc mặt âm trầm chạy đến một bên đi gọi điện thoại đi. Đến mức hai cái vóc người hung hãn bảo tiêu, tắc chính là vẻ mặt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai người, để tránh khỏi bọn họ sớm chạy thoát. Thấy tình cảnh này, Cố Phi Song nhìn không được lo lắng ở Trần Phi bên tai nói rằng Phi ca, chúng ta thật muốn chờ ở đây sao? Ta tự mình một người tại đây được rồi, người đi trước đi. Nếu để cho người biết, không tốt lắm. Trần Phi nghe vậy vẫn là tùy ý mở miệng cười, bất quá lại muốn cho Cố Phi Song rời đi trước. Dù sao thân phận của nàng là minh tinh điện ảnh, là nhân vật công chúng, là có chút không tốt lắm xen vào đến những. Này chuyện hư hỏng bên trong đến. Không, Phi ca người đây là muốn đuổi ta đi. Người đã không đi, ta đây cũng không đi. Chỉ là Cố Phi Song nghe vậy nhưng không biết vì sao. Bỗng nhiên có chút tức giận bĩu môi nói. Ngạch, vậy được rồi. Như thế này để xuống giật mình giờ, xem nhiều hơn bớt nói. Trần Phi thấy thế cũng là có một ít trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, thẳng thắn đổi đề tài nói. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại báo lại cảnh? Lạc tiên sinh là ai? Chỉ chốc lát sau, có mấy người mặc sân bay chế phục cảnh sát, một đám thần sắc lạnh lùng nhanh chóng từ chuyên dụng thông đạo chạy đến. Vừa lên đến tựu thập phần có khí thế quát to. Thế nhưng, Cố Phi Song lại chú ý tới bọn họ cư nhiên đang hỏi Lạc tiên sinh là ai, nhất thời nhìn không được trong lòng căng thẳng, mặt cười hoảng loạn lên. Song song, xem ra những, này thực sự là Lạc Thiên Kỳ tìm người tới. Mấy vị cảnh sát đồng chí, ta chính là Lạc Thiên Kỳ. Lạc vận binh là thúc thúc ta. Chỉ thấy Lạc Thiên Kỳ nghe vậy ngay tức khắc nhảy dựng lên, một bộ chỉ cao khí ngang. Cực kỳ không ai bị nổi dáng dấp, chỉ vào vẻ mặt bình tĩnh Trần Phi khiển trách chính là hắn trước ở trên phi cơ đánh ta. Điểm này hộ vệ của ta còn có vừa rồi một chuyến bay ngồi vụ nhân viên đều có thể làm chứng. Ngươi tại sao như vậy? Rõ ràng là bản thân ra tay trước, phi ca mới bị vội và phản kích, ngươi cái này hoàn toàn chính là ngậm máu phun người. Cảnh sát đồng chí, cũng không nên nghe hắn nói bậy. Cố Phi Song nghe được đối phương cư nhiên như thế hắc bạch điên đảo, tránh nặng tìm nhẹ, nhất thời mặt cười hơi biến sắc, vội vàng hướng này sân bay đồn công an cảnh sát giải thích. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không đánh người bị hại? Chỉ thấy vài cảnh sát tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, chợt lạnh như băng mở miệng nói, lại cư nhiên trực tiếp đem Lạc Thiên Kỳ bỏ vào người bị hại vị trí, khiến Trần Phi ánh mắt lạnh lẽo.
Ta chỉ là tự vệ, hắn theo cực bình tĩnh thản nhiên nói. Tự không có gì đáng nói, nếu động thủ đánh người, vậy ngươi trước hết đi với ta đồn công an đi một chuyến đi. Nghe được Trần Phi nói, cảnh sát kia trực tiếp không nói lời gì cười lạnh nói. Này, các ngươi là không phải là hơi quá đáng, lúc nào tự vệ đều phải tiến đồn công an. Cố Phi xong nghe vậy nhất thời không làm, phụng phịu mở miệng nói. Đi sang một bên, đừng làm trở ngại chúng ta chấp hành công. Sở trưởng, vân vân chờ đã, ta trò hay nhận thức hắn. Hắn không phải là diễn XXX bên trong cái kia ai ai ai. Phác sở trưởng, cô gái này hình như là cái tiểu minh tinh. Nhưng vào lúc này, có một cảnh sát bình thường chợt tiến đến người trước bên cạnh nhỏ giọng nói, lại là nhận ra Cố Phi xong thân phận. Đầu năm nay, mặc kệ ngươi là ai tam lưu, nhị lưu, nhất lưu minh tinh, nhưng tối thiểu đều là công cộng nhân vật, đến không là tùy tùy tiện tiện có thể hồ lộng. Quả nhiên vừa nghe đến Cố Phi xong lại là cái tiểu minh tinh, phác sở trưởng nhất thời có chút hơi khó lên. Tuy nói cũng không phải bắt hắn, nhưng cái này nhân vật công chúng không có thể như vậy dễ gạt như vậy, bởi vì phải là nếu không may sự tình làm lớn chuyện, mặc dù là lấy hắn cùng Châu Thị sân bay đồn công an sở trưởng thân phận, cũng sợ rằng được chịu không nổi. Thế nhưng, Lạc Thiên Kỳ lại là bọn hắn cùng Châu Thị phó thị trưởng Lạc Vận Binh cháu ruột, thực sự là hai đầu cũng phiền phức. Hành, phác sở trưởng, minh tinh thì thế nào? Lẽ nào là có thể bao che đại nhân tội phạm? Nếu đúng như cái này, ta đây đã có thể thật tốt tốt hỏi một chút thúc thúc ta, quốc gia của ta luật pháp là như thế quy định sao? Nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Kỳ đi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cho chưa quyết định phác sở trưởng đánh một cái tát, lại cho một tề thuốc an thần. Đúng vậy, minh tinh làm sao vậy? Chỉ cần cắn chết đánh người chuyện này bất tùng khẩu, coi như là sự tình huyên náo lớn hơn nữa, cũng không trách được hắn cái này đồn công an sở trưởng trên đầu. Dù sao hắn cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp, giải quyết việc chung. Được rồi, thị phi khúc trực tự có chúng ta đi đến đồn công an sẽ bình phán. Cảnh sát chúng ta sẽ không vu hãm bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, vì vậy hiện tại, cho ta đem người mang đi. Phác sở trưởng thập phần có khí thế dõng dạc một trận, sau đó trực tiếp gọi người mang Trần Phi đi. Mà ở nhìn thấy đối phương thể hiện như vậy một bước theo lẽ công bằng chấp pháp, giải quyết việc chung phái đoàn, Trần Phi trong ánh mắt nhìn không được xẹt qua một tia màu sắc trang nhã, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói đã như vậy, ta tự đi với các ngươi một chuyến đi. Phi xong, ngươi không cần phải xen vào ta, có chuyện gì trước hết đi thôi. Ta không, chuyện này là bởi vì ta dựng lên. Nếu bọn họ muốn bắt ngươi đi đồn công an, ta đây cũng muốn đi theo đi. Thế nhưng Cố Phi xong lại cư nhiên bĩu môi nói như thế, ngữ khí kiên định. Vị tiểu thư này, chúng ta là đang thi hành công vụ, mời không muốn gây trở ngại chúng ta. Phác sở trưởng thấy thế nhịn không được có chút cau mày nói. Không phải nói xử lý đánh người chuyện tình sao? Chuyện này cùng ta cũng có quan, các ngươi muốn bắt Phi ca, liền đem ta cũng cùng nhau chộp tới đồn công an đi. Thế mà Cố Phi xong nghe vậy lại càng thêm kiên định mở miệng nói, giọng nói hết sức kiên quyết. Đã như vậy nói, vậy cùng nhau mang cho ta hồi trong sở. Hành, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật cho là mình là một tiểu minh tinh là cùng. Phác sở trưởng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trực tiếp vung tay lên bắt người. Sau một câu đương nhiên là hạ giọng độc thoại hừ lạnh nói. Trần Phi cái này có thể nói là thật vất vả, thiên tân vạn khổ rốt cục về tới tỉnh Giang Nam. Nhưng vẫn là chạy không khỏi nào đó não xê sinh vật tập kích. Tự giống bây giờ, cùng Châu Thị phó thị trưởng cháu trai, đường đường hàng tỷ phú ông. Cái này một loạt danh hiệu nghe còn là rất dọa người, cũng khó trách sân bay đồn công an cái kia cái gì phác sở trưởng như vậy tích cực. Dù sao nói dễ nghe một chút, cái này sân bay đồn công an phân quản sân bay khu vực này cao to trên trị an, ở trong mắt người bình thường tuyệt đối cũng coi là thể diện công tác, nhưng trên thực tế ni. Cũng liền chỉ là một tiểu lâu lâu mà thôi, thuộc về huyện cấp đã ngoài công an bộ phận then chốt quản lý. Nói trắng ra là, kỳ thực cũng chính là cái phổ phổ thông thông biên chế nội cơ sở mà thôi, tự nhiên phàm là hơi có chút dã tâm tên, đều muôn ôm ở Lạc Thiên Kỳ, hoặc là phía sau hắn thúc thúc bắp đùi. Dù sao đây chính là đường đường tỉnh lỵ thành phố phó thị trưởng, tuy rằng cũng còn không tính là 1, 2, 3, 4, 5 bắt tay. Có thể ở phác sở trưởng như vậy cơ sở đồn công an sở trưởng trong mắt, coi như là siêu cấp như bức, siêu cấp đại nhân vật. Đây cũng là hắn thà rằng đắc tội Cố Phi xong như vậy một cái nhân vật công chúng, cũng muốn lấy lòng Lạc Thiên Kỳ nguyên nhân.
Nếu đem Lạc thị trưởng vị này hàng tỷ phú ông cháu trai hống tốt rồi, chẳng phải là con đường làm quan, tài nguyên cuồn cuộn đến lúc đó còn chưa phải là muốn ăn cái gì tựu ăn cái gì. Cho ta đàng hoàng một chút, bất quá ta nói tiểu tử ngươi lá gan cũng ghê gớm thật, liên lạc vận binh Lạc thị trưởng cháu trai cũng dám đánh, như bức. Chỉ thấy Lạc Thiên Kỳ giữa hai lông mày vẻ mặt ngạo nghễ cùng Phác sở trưởng đi ở phía trước, hậu phương còn lại là Trần Phi còn có Cố Phi song bị vài người lính cảnh sát bao mang theo, một người trong đó trêu ghẹo nói. Hắn không giống nhà mình sở trưởng như vậy có dã tâm, cũng không có tư cách đó đi theo Lạc thị trưởng cháu trai đi trên đường, vì vậy thẳng thắn hiếu kỳ quan sát bên cạnh Trần Phi đến. Nhìn tiểu tử này tuổi quá trẻ, thậm chí ngay cả Lạc thị trưởng cháu trai cũng dám đánh, là thật không sợ chết. Còn là đừng có cái gì dừa. Ở bót cảnh sát cái này phức tạp chức vị trộn hơn, tùy tùy tiện tiện giống như hắn loại này lính cảnh sát cũng gặp hơn loại sự tình này, tự nhiên riêng phần mình trong lòng cũng có cân đòn, không giống Phác sở trưởng thiên hướng như vậy trực tiếp. Thật giống như nhận định Trần Phi trong tay năng lượng không bằng Lạc thị trưởng vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, quả thực cũng là, đường đường tỉnh Giang Nam Thịnh hội thành phố một thành dài, mặc dù là cái phó, cũng không phải thường vụ. Nhưng này coi như là siêu cấp như bức. Toàn bộ cùng châu thị chính vỏ hơn mấy trăm ngàn người có bao nhiêu người có thể so với hắn cường. Vì vậy cũng trách không được bọn họ Phác sở trưởng sẽ như vậy. Đánh tựu đánh, lẽ nào hắn còn có thể làm gì ta? Ngược lại là Trần Phi nghe vậy cười ha hả mở miệng nói, vẻ mặt khinh thường hình dạng. Đúng vậy, đánh cũng liền đánh, chẳng lẽ còn có thể đem hắn thế nào? Nhưng đây chính là chúng ta cùng châu thị Lạc vận binh Lạc phó thị trưởng cháu trai, ngươi xác định chuyện này huynh đệ ngươi kháng dưới. Này lính cảnh sát một cái nghe vậy sắc mặt càng cổ quái, một người trong đó nhịn không được cầm lấy tóc thấp giọng nói. Ngoan ngoãn, đây chính là Lạc phó thị trưởng cháu trai. Lẽ nào bọn họ thật gặp gỡ cái gì thần tiên đánh nhau người phàm tao ương? Xem tiểu tử kia cái này thái độ, hình như thật không có đem chuyện này không coi vào đâu. Phó thị trưởng cháu trai thì thế nào? Lẽ nào xã hội này còn không có vương pháp? Rõ ràng là chính hắn động thủ trước, quan phi ca chuyện gì? Bất quá Cố Phi xong nhưng vẫn là hơi có chút lo lắng dáng dấp, phi Trần Phi bênh vực kẻ yếu. Đúng vậy, nếu không phải Lạc Thiên Kỳ bản thân trước tìm việc, muốn cho Trần Phi một cái lỗ tai, như thế nào sẽ theo bị một cước đạp bay? Cố tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào, đánh người chính là không đúng. Ta khuyên hai vị nếu thật động thủ, tốt nhất còn là nhượng bộ một bước, đợi thoáng đem tư thái để xuống thấp một ít, hướng cái kia cái gì Lạc tiên sinh nói lời xin lỗi. Nghe đến đó, trước hết nhận ra Cố Phi xong thân phận lính cảnh sát làm bộ lạnh giọng khiển trách. Nhưng thật ra là hảo tâm. Đúng vậy, xã hội này chính là như vậy, có thể Cố Phi xong điện ảnh và truyền hình minh tinh thân phận ở trong mắt người bình thường rất tốt, rất có ảnh hưởng lực, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông tiểu dân chúng. Nếu đối phương nếu đổi lại là một hàng tỷ phú ông, đường đường tỉnh lỵ thành thị phó thị trưởng cháu trai, vẫn còn có chút thiếu xem. Trong sát na, đi theo Trần Phi hai người bên cạnh lính cảnh sát các tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, đây là hiện thực. Sống ở cái vòng này cũng chỉ có thể tiếp thu. Phi ca, thấy tình cảnh này, có lẽ là đã bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, Cố Phi xong nội tâm lo lắng trở nên càng nồng nặc, nhịn không được nhỏ giọng hướng về Trần Phi nói. Ta gọi điện thoại, thấy tình cảnh này, Trần Phi bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, bấm Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư điện thoại. Lúc đầu hắn cũng còn muốn nhìn nhìn lại, nhìn đối phương cứu có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì, nhưng bây giờ có cái Cố Phi xong bên người, ai, quên đi vậy trước tiên không chơi đi. Cùng lúc đó, sân bay hàng đứng lâu nhận điện thoại phòng khách, mấy vị chỉ là Từ Viễn Phương nhìn qua cũng cảm giác khí chất phi phàm. Thân phận tất nhiên không giống tầm thường hai nam một nữ đang ở yên lặng chờ. Sau khi đứng dậy cách đó không xa tuần tra rất nhiều vị bảo tiêu. Có lẽ là chờ chân thực có chút không nhìn được, lại có lẽ là nhìn chuyến từ Thẩm Quyến gửi tới máy bay hành khách tựa hồ thật đã không sai biệt lắm tất cả đi ra, trong đó một vị chừng 40 tuổi trung niên nam tử nhịn không được mở miệng nói anh vợ, Trần Tiên Sinh thế nào còn chưa có đi ra. Lẽ nào, là giữa đường trong xảy ra vấn đề gì? Người này bất ngờ chính là Hương Cảng Nam Đại Hào Môn một trong Trần gia trưởng tử Trần Diệu Dương. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đến Cùng Châu, cô đó phải là thê tử của hắn Đồng Thục Nhàn, đến mức một vị khác, bị hắn xưng là anh vợ, hiển nhiên là cái này Cùng Châu thị một tay. Thị uy bí thư Đồng Văn Thành. Chờ một chút đi.
Đồng Văn Thành như trước thần sắc bình tĩnh dáng dấp, chỉ là, hắn hơi có chút tay run rẩy, lại bán đứng hắn lúc này nội tâm lo lắng tâm tính. Đúng vậy, loại này thời khắc hắn làm sao có thể không nóng nảy. Đô đô, đô đô đô. Nhưng vào lúc này, Đồng Văn Thành chuông điện thoại chợt vang lên, cầm lên vừa nhìn, dĩ nhiên là Trần Phi dãy số. Cái này khiến Đồng Văn Thành lúc đó lo lắng nội tâm nhất thời thở dài một hơi, liên miên nhịn không được nhận nghe điện thoại, đồng thời lập tức ý bảo Trần Diệu Dương an tĩnh tới, là Trần Tiên Sinh điện thoại. Thấy mình anh vợ nói là Trần Tiên Sinh gọi điện thoại tới, Trần Diệu Dương trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái dị dạng vẻ, mang theo ước ao. Phải biết rằng, trải qua lúc đầu chợ đêm sau đêm đó, hắn sao có thể còn không biết Trần Phi là chính mình siêu phàm vũ lực người, hơn nữa, lại còn so với Mã Thế Hào lão già kia càng đáng sợ hơn, nếu không phải là bởi vì chợ đêm, bởi vì sống đủ 20 năm, đều vẫn là năm đó bộ dáng kia phúc bá. Trần Tiên Sinh, ta là Đồng Văn Thành, xin hỏi ngươi đã đến sân bay sao? Ở đâu? Chuyển được điện thoại sau, Đồng Văn Thành hơi cung kính dò hỏi. Xin lỗi, Đồng Bí Thư cho các ngươi đợi lâu, ta hiện tại ở cùng Châu Thị sân bay, bất quá, ta bây giờ lại bị cảnh sát khấu trừ, ân. Hình như là sân bay đồn công an. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi nhạt mở miệng cười nói rằng, lại tiếng tốt nói Đồng Văn Thành bỗng nhiên sửng sốt, chợt sắc mặt nổi giận. Cái gì, sân bay đồn công an? Trần Tiên Sinh làm phiền ngươi chờ, ta ngay tức khắc gọi điện thoại. Không, ta ngay tức khắc tự mình đến. Đi, đi sân bay đồn công an. Đồng Văn Thành vừa nghe đến Trần Phi nói, trái tim bỗng nhiên vừa nhảy, sau đó nhịn không được nội tâm hiện ra cuồng nhưng mà giận dữ. Phải biết rằng, ở trong mắt hắn Trần Phi cũng không vẻn vẹn là một chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ giả đơn giản như vậy. Sự hiện hữu của hắn, càng quan hệ đến phụ thân hắn sinh tử tồn vong, có thể hay không đủ nhường hắn nước đục ở giường bệnh cha già một lần nữa tỉnh lại, nhưng bây giờ, lại có người bắt hắn cho bắt, cái này há có thể nhường hắn không giận. Cái gì, Trần Tiên Sinh bị bắt? Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là lại càng hoảng sợ. Đừng nói giỡn. Đây chính là Trần Tiên Sinh, ngay cả đường đường Mã gia lão quái vật Mã Thế Hào đều bị hắn đùa bỡn ở vỗ tay trong lúc đó, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chính là một vị chân chính chính mình siêu phàm vũ lực khủng bố tồn tại. Nhân vật như vậy, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, lại có bao nhiêu người có tư cách động hắn. Nhưng bây giờ, hắn hiện tại cư nhiên bị đồn công an bắt lại. Cái này vãi là ở khôi hài. Đi! Ngay Đồng Thục Nhàn. Trần Diệu Dương hai người bị kinh ngốc rơi lúc, Đồng Văn Thành đã nổi giận đùng đùng, vẻ mặt âm trầm hướng về sân bay đồn công an sải bước chạy đi. Thấy tình cảnh này, Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người lúc này mới bừng tỉnh, ngay tức khắc thần sắc cuống quyết chặt đi theo sát. Nguy rồi! Cái này, chỉ sợ là thực sự ra đại loạn tử. Phi ca, người vừa rồi đang cùng ai gọi điện thoại? Điện thoại đầu này, Trần Phi vừa đem điện thoại cắt đứt. Một bên Cố Phi xong liền nhìn không được tò mò hỏi. Đồng Văn Thành, người nhận thức sao? Nghe vậy, Trần Phi cười tủm tỉm mở miệng nói. Đồng Văn Thành. Đồng Văn Thành. Chẳng lẽ là chúng ta cùng Châu Thị Thị Uy bí thư, Đồng Văn Thành. Cố Phi xong bởi vì không phải là cùng Châu Thị người, cho nên khi hắn nghe được Đồng Văn Thành tên còn có chút không rõ. Thế nhưng... Đứng ở hắn các bên cạnh này lính cảnh sát vừa nghe đến Đồng Văn Thành cái này ba đại tự, đầu tiên là nhất tề sửng sốt, sau đó mạnh toàn bộ đều thiếu chút nữa chân mềm nhún, như là như nhìn quái vật nhìn Trần Phi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khó khăn, lẽ nào, tiểu tử này nhận thức Đồng Văn Thành? Cái này mẹ không phải đâu. Cái này cũng không trách bọn họ như vậy. Thật sự là Đồng Văn Thành cùng Châu Thị người đứng đầu thân phận thật sự là quá dọa người, ai chịu nổi. Lại cử một cái rõ ràng hơn ví dụ, đó chính là bọn họ sở trưởng vừa nghe đến Lạc Phó Thị trưởng cháu trai thân phận, giống như cái này quyến rũ các loại lấy lòng, trong lòng sợ đến run run, nhưng này cũng chỉ là Lạc Phó Thị trưởng cháu trai a. Còn chưa phải là Lạc Phó Thị trưởng bản thân, cái này nếu thật đổi thành đường đường cùng Châu Thị một tay Đồng Bí Thư bản thân. Vậy đơn giản tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng một màn kia. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đồng Bí Thư, Phi ca, cái này đều lúc nào, người còn đang nói đùa, thực sự là. Ngược lại thì Cố Phi xong nghe vậy sửng sốt một chút, đương nhiên không tin hắn Trần Phi khắc cuồng ngôn, tức giận nói. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế?
Trần Phi thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Đầu năm nay, nói thật ra còn không ai tin. Ngươi, Phi ca, ngươi thực sự là nhận thức đồng bí thư. Vậy hắn có thể đứng ra giúp ngươi đè xuống việc này sao? Thế nhưng, lấy thân phận của hắn vậy không giống tầm thường, sẽ nhúng tay loại chuyện nhỏ này. Cố Phi xong nghe vậy kinh ngạc nói, lẽ nào Phi ca thực sự nhận thức Thị Uy bí thư? Thế nhưng, đồng bí thư đó là hạng thân phận tầng thứ đại nhân vật. Sẽ nhớ kỹ cùng Trần Phi quan hệ giữa sao? Còn có, loại phiền toái này chuyện, hắn cái loại này đại nhân vật sẽ ra mặt sao? Xem ra hắn là đem Trần Phi trở thành là cái loại này chỉ cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, quan hệ cũng không phải rất khắc sâu cái loại này. Nếu không, hà tất muốn nhiều như vậy? Tuy nói Cố Phi xong biết Trần Phi cũng không phải người thường, Liên Tiếu Thiếu, thậm chí bọn họ Hoa số truyền thông đại lão bản Lưu Tổng đều như vậy nể tình, thế nhưng Trần Phi nói hắn cư nhiên nhận thức tỉnh lỵ thành phố một tay, hắn còn là một vạn cái không tin. Dù sao, tỉnh lỵ thành thị Thị Uy bí thư cái thân phận này quả thực quá dọa người. Đường đường mấy trăm vạn cùng châu nhân dân một tay quan phụ mẫu, càng trong truyền thuyết tỉnh Giang Nam tỉnh Uy một trong những cự đầu. Phỏng chừng ai nghe xong cũng không tin. Cái gì Lạc Thiên Kỳ thúc thúc mặc dù là phó thị trưởng, nhưng nếu là cùng Đồng Văn Thành so sánh với, còn là chênh lệch không chỉ một bậc. Nói không tốt nghe một chút, nếu là Đồng Văn Thành tức giận, phỏng chứng ngay cả vị kia phó thị trưởng cũng phải kinh hồn táng đảm, chớ nói chi là hắn cái này cáo mượn oai hùm cháu trai. Bởi vậy, mặc dù trong lòng hắn Trần Phi địa vị đã rất cao, nhưng hắn vẫn cảm thấy Trần Phi nói ngoa chiếm đa số. 89 phần 10 là cái loại này Trần Phi ở một cái trường hợp, trùng hợp gặp qua vị kia một mặt, hắn đương nhiên tự nhận là vào lúc đó biết, thế nhưng đồng bí thư còn có nhớ hay không, cái này phỏng chừng chỉ có trời biết. Dù sao đây chính là Thị Uy bí thư A, đường đường tỉnh lỵ thành phố một tay, nếu thật là Trần Phi có như thế thiết, như thế nghịch thiên quan hệ, giờ phút này chút ít chuyện hư hỏng, còn chưa phải là từng phút tùy ý giải quyết. Chỉ là... Trần Phi đang nói câu kia hắn nhận thức đồng bí thư thời gian, rồi lại có vẻ quá tự nhiên, quá đương nhiên, dĩ nhiên cho nàng một loại tỷ nghĩa thiên hạ, tay cầm quyền to cảm giác, hình như trong lúc bất chợt biến thành người khác vậy. Như vậy Cố Phi xong trong lòng lại có bàng hoàng, lẽ nào, Phi ca thực sự nhận thức đồng bí thư? Đến chỗ rồi, hai vị, mời đến đi. Đúng lúc này, bọn họ đoàn người đã đi tới sân bay đồn công an. Trong đó một vị lính cảnh sát tư để hạ cho Trần Phi xử một cái ánh mắt, sau đó uy phong lẫm lẫm khiển trách. Cố Phi xong nghe vậy bàng hoàng tư tự thoáng cái đình chỉ, trở về đến rồi hiện thực, thân thể mềm mại không kiềm hãm được hơi run một chút. Yên tâm đi, không có việc gì. Bất quá đúng lúc này, một ấm áp hữu lực tay lại nhẹ nhàng mà cầm hắn trắng nõn, thanh tràn ngập tự tin nói. Nói đùa, hắn Trần Phi người nào? Đường đường tu chân giới cao nhân thế tục truyền thụ. Nếu thật là liên điểm ấy tiểu tràng diện đều ứng phó không được, vậy hắn còn trộn cái rắm. Những thứ khác tạm không nói đến, nếu bảo hôm nay thật đưa hắn chọc giận, lấy hắn nhất lưu cổ vũ giả đỉnh phong thực lực kinh khủng, phỏng chừng coi như là chú đóng ở cùng châu thị tỉnh công an thính đặc biệt bộ đội cũng không làm gì được hắn. Trừ phi, là này cao cấp nhất lão quái vật xuất động. Nhưng này khả năng sao? Ha ha, không có việc gì, ngươi cho là ngươi là ai? Đều đến địa phương này. Ngươi còn tưởng rằng sẽ giống như trên phi cơ may mắn như vậy, có người tới cứu ngươi. Ngay Trần Phi trấn an Cố Phi xong, một đạo tràn đầy cười lạnh trào phúng thanh bỗng nhiên từ một bên vang lên, cũng Lạc Thiên Kỳ một bộ không ai bì nổi lại xuất hiện. Ở phía sau hắn, tự nhiên cần theo vẻ mặt quyến rũ, trên mặt đồng dạng mang theo cười nhạt phác sở trường. Tiểu tử, tụ chúng ẩu đả, nhiễu loạn công cộng trị an, coi như ngươi cái này tội có thể không coi là nhỏ a. Nếu chiếu quy củ, ngày hôm nay không phải đem ngươi tạm giam không thể. Phác sở trưởng vẻ mặt cười nhạt mở miệng nói. Ngươi cái gì ý, Cố Phi xong nghe vậy không khỏi mặt cười hơi biến sắc, thân thể mềm mại khẽ run nói. Rõ ràng là Lạc Thiên Kỳ ra tay trước, dựa vào cái gì hiện tại lại biến thành tụ chúng ẩu đả, nhiễu loạn công cộng trị an. Lẽ nào cái này đồn công an thực sự tự không có gì vương pháp có thể nói. Bất quá của nàng lời còn chưa nói hết đã bị Trần Phi khẽ cười phất tay ngăn cản. Chỉ thấy Kỳ có nhiều ý tứ hàm xúc liếc phác sở trưởng liếc mắt, bình tĩnh nói phác sở trưởng đúng không? Chỉ là hai người đánh nhau tự thành tụ chúng đánh nhau. Còn có, ta bất quá chỉ là cho một heo một cái tát sao, đều đem của chính ta tay cho ô uế, cái này rõ ràng là vì danh trừ hại,
thế nào tự biến thành nhiễu loạn công an trị an. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Phác Sở Trưởng, chợt làm bộ một bộ bất khả tư nghị khoa trương biểu tình. Không phải đâu, Phác Sở Trưởng, lẽ nào ngươi cùng đầu này mập heo là cùng loại? Phốc suy, chỉ là trong nháy mắt Cố Phi Song tự cười văng. Hơn nữa không chỉ là hắn, cái khác này lính cảnh sát ngay từ đầu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhất tề không nín được muốn chợt cười cảm xúc. Một đám mặc dù là điên cuồng che miệng, nhưng là còn là sắc mặt đỏ lên được không được, áp không chế trụ được cười nhẹ thanh nối liền không dứt lên, khiến Lạc Thiên Kỳ còn có cái gì Phác Sở Trưởng đều sắc mặt lúc trắng lúc xanh, âm trầm dọa người. Cẩu vật, đều đến lúc này còn lớn lối như vậy. Tốt, 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 người nghĩ rằng ta thật không có biện pháp thu thập ngươi sao? Phác Sở Trưởng, người cũng thấy đấy, nhục mạ chính đang thi hành công vụ nhân viên, không biết ứng với cho hắn định cái tội gì ni. Lạc Thiên Kỳ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng vẫn là áp chế phẫn nộ cười lạnh nói. Đương nhiên là tội làm trở ngại công vụ, mấy người các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì, còn không đem người cho ta bắt đi vào. Phác Sở Trưởng như gân xanh trên trán đều tức giận trống, đưa tay, tự muốn nắm Trần Phi cổ áo, muốn đem hắn lôi vào đi sân bay đồn công an. A, à, đánh người nữa, cảnh sát đánh người nữa. A, à, mau đến xem a, à, cảnh sát đánh người nữa. Nhưng vào lúc này, tay hắn đều còn không có đụng tới Trần Phi, nhưng đối phương bỗng nhiên thảm liệt quát to một tiếng, sau đó thập phần thông minh té trên mặt đất đại hống đại khiếu lên, dẫn tới cách đó không xa người đi đường, sân bay hành khách đều ghé mắt. Thấy tình cảnh này, Phác Sở Trưởng trên mặt âm hiểm thần sắc bỗng nhiên cứng lại rồi. Ta XYZ, lão tử đụng cũng còn không đụng tới ngươi, thế nào tự thành đánh người? Này, mau nhìn, bên kia chuyện gì xảy ra? Ngươi không phát hiện là cảnh sát đang làm việc, đoán chừng là đánh người đi. Ngươi không phát hiện trên mặt đất tên kia làm cho thảm như vậy. Wow, cảnh sát đánh người. Đây không phải là đại tin tức, mau nhanh ghi đến, ghi đến. Cách đó không xa này vô giúp vui không sợ lớn chuyện tên nhất thời kích động, một đám lấy điện thoại di động ra, chữ số camera điên cuồng hướng phía bên này phương pháp ghi hình, chụp ảnh, nhất là còn cố ý nhắm ngay Phó Sở Trưởng trên mặt cứng đờ âm hiểm thần sắc. Khiến người sau sắc mặt nhất thời vặn vẹo, nhìn còn nằm trên mặt đất thảm liệt kêu to Trần Phi dữ tợn nói tiểu tử, ngươi nháo đủ chưa? Ừ, hình như được rồi. Ngốc treo, Trần Phi thấy thế sạch sẽ lưu loát đứng lên phủi phủi quần áo trên bụi, sau đó nhìn đối phương vặn vẹo dữ tợn trí cực sắc mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, cười lớn vươn một cây ngón giữa. Ngươi, tốt, 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 hy vọng ngươi như thế này tiến vào, còn có thể như thế cười được. Phác Sở Trưởng đã bị Trần Phi tức giận bể phổi, dùng tay chỉ Trần Phi rung giọng nói. Yên tâm, ta hàm răng trắng, muốn cười tự cười. Đi thôi Phi Song, chúng ta đi vào. Trần Phi thấy thế khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt vẻ khinh thường. Chợt, hắn liền lôi kéo Cố Phi Song nghênh ngang đi vào sân bay đồn công an. Đại ca, người xem gặp, vừa rồi đi vào đồn công an hai người kia. Hình như là Trần Tiên Sinh, đúng lúc này. Cách đó không xa Đồng Văn Thành đám người sải bước xuất hiện ở góc chỗ. Làm Trần Phi lôi kéo Cố Phi Song đi vào cơ xương đồn công an lúc, Đồng Thục Nhàn hình như là gặp được, ngay tức khắc lớn tiếng nói. Đi, Đồng Văn Thành nghe vậy sắc mặt trở nên càng khó coi mấy phần, không khỏi dưới chân tốc độ lại thay đổi nhanh mấy phần. Đứng lại, các ngươi là cái gì? Ngay Đồng Văn Thành đám người chuẩn bị tiến nhập sân bay đồn công an lúc, lại bị lối vào phiên trực lính cảnh sát ngăn lại. Có thể hắn chất vấn nói đều còn chưa nói hết, ánh mắt lại sớm phiết đến Đồng Văn Thành Trương cùng Châu Thị Quan Trường biên chế vợ cũng không có so với mặt mũi quen thuộc thời gian, gần đến tiếp sau thốt ra nói đều toàn bộ chặt đứt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, toàn bộ phía sau trong nháy mắt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta là ai? Ta là Đồng Văn Thành. Đồng Văn Thành lúc này thanh âm lãnh khốc tới cực điểm, tựu như cùng gương mặt của hắn vậy, sắc mặt âm trầm xấu xí tới cực điểm. Chợt. Hắn liền sải bước nhanh chóng bước chân vào cơ xương đồn công an. Oanh! Xong, cư nhiên thực sự là Đồng Bí Thư. Phiên trực lính cảnh sát thần sắc đờ đẫn run run ngã nhào trên đất, trong đầu cho nhau vang lên Trần Phi trước vui đùa vậy nói. Phi ca, ngươi vừa rồi tự cấp ai gọi điện thoại? Đồng Văn Thành, ngươi nhận thức sao? Hắn vãi cư nhiên thực sự nhận thức Đồng Bí Thư. Cùng lúc đó, Phác Sở Trưởng đám người trực tiếp đem Trần Phi đơn độc dẫn tới một cái bí ẩn phòng giam.
đến mức Cố Phi xong, tắc lúc trước bị bọn họ có thể ra đi. Cút vào cho ta. Vừa mở phòng giam đại môn, Phác Sở Trưởng tự lộ ra nguyên hình vậy vẻ mặt dữ tợn hét lớn. Ha ha. Thấy vậy tình, Trần Phi chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái khinh thường mỉm cười, cười lạnh một tiếng, bình tĩnh đi vào. Tự cái này phá địa phương, còn không bằng trước ở Bắc Sơn Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục cửa sắt, lại làm sao có thể đưa hắn Trần Phi thực sự quan ở. Bất quá Phác Sở Trưởng, Lạc Thiên Kỳ đám người hiển nhiên không phải là muốn như vậy. Bọn họ gặp Trần Phi lão lão thật thật vào phòng giam, vào bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý làm bậy địa bàn, nhất thời một đám cả tiếng cười như điên, Phác Sở Trưởng càng còn vẻ mặt dữ tợn không biết từ đâu cầm đến một cây vải trắng bọc trường côn tử, trên tay mang cái bao tay. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bức, lại còn dám mắng ta, có lá gan, thật sự có lá gan, hiện tại ta cũng muốn nhìn ngươi một chút còn không dám mắng ta. Đến a, ngươi lá gan ngươi tự thử lại lần nữa. Phác Sở Trưởng giơ trường côn tử hướng phía Trần Phi vẻ mặt dữ tợn cười như điên nói. Chửi. Trần Phi nghe vậy ngón tay móc móc cái lỗ tai, trên mặt không lại hiện ra lau một cái thần sắc cổ quái. Mẹ, hèn như vậy yêu cầu bản đại thiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, được rồi, ngươi đã như thế thành tâm thực lòng yêu cầu, quyển kia đại thiếu tự lòng từ bi thỏa mãn ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ thật cao giơ lên hai cái tay ngón giữa. Dùng một loại thong thả mà lại không có so với trong suốt làn điệu, gần từng chữ một ngốc tương đương treo. Trong sát na, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt Lạc Thiên Kỳ còn có Phác Sở Trưởng, bọn họ là hết toàn bộ cũng không nghĩ tới đều đến rồi loại thời điểm này, Trần Phi lại còn là bước này phách lối tư thái, lại còn dám mắng. Người sau tức giận gương mặt đều cùng nát vụn cả vậy, tím đỏ lên, vậy đơn giản đỉnh đầu ứa ra khói xanh. Thân thể cuồng chiến. Khốn cây ết yêu ta ngươi ma. Phác Sở Trưởng rốt cục không nhịn được, dữ tợn diện mạo trở nên càng diện mục khả tăng lên, giơ lên trong tay trường côn ngón tay run rẩy hướng phía Trần Phi hung hăng vẫy đi. Mẹ, đến lúc này ngươi cũng còn dám lớn lối như vậy, tốt lắm, lão tử để ngươi kiêu ngạo cái đủ. Nhưng vào lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn, phía sau bọn họ phòng giam cửa đều bỗng nhiên bị nặng nề mà đạp ra. Có thể ở Trần Phi đi đã qua hương cảng trước. Ở Đồng Văn Thành trong lòng, người trước có thể còn chỉ là một y thuật rất cao minh thần y. Mà khi đến tiếp sau chuyện tình sau khi phát sinh, Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn hai vợ chồng dùng như vậy sợ hãi giọng báo cho hắn, về Trần Phi ở chợ đêm cổ bảo trước đại môn phát sinh tất cả, Đồng Văn Thành hiện nay tự nhiên không dám lại có chút khinh thường tâm lý. Bản thân hắn chính là một cái cổ vũ giả, tự nhiên rõ ràng hơn nhất lưu cao thủ đỉnh ý vị như thế nào, hơn nữa còn trẻ như vậy. Phỏng chừng coi như là tỉnh công an thính đặc biệt bộ môn, cũng ít có thể tìm tới như vậy yêu nghiệt tồn tại, chớ nói chi là, hiện tại Trần Phi còn là duy nhất có khả năng cứu tốt phụ thân hắn hy vọng, cho nên khi nhưng mà tuyệt đối không cho sơ thất. Một là vì phụ thân hắn. Hai cũng là, để như vậy một cái kinh khủng nhân vật không phát sinh bạo động. Phải biết rằng, ở đương sơ lần kia đặc biệt sự kiện trong, tỉnh công an thính đặc biệt bộ đội vẻn vẹn chỉ là xuất động một vị nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ cường giả, tự dễ dàng bị diệt gần trăm vị phần tử khủng bố phòng thủ xâm nghiêm hang ổ. Mà bây giờ Trần Phi thực lực nghi là so với người kia tăng thêm sự kinh khủng, nếu để cho như vậy bom hẹn giờ tao ngộ không công chính, sinh lòng oán tức giận, sợ rằng đúng khắp cả xã hội mà nói đều tai nạn. Hơi chút cụ thể một điểm, hùng bá lĩnh Nam Ba tiết kiệm dưới đất cực mạnh hắc thế lực ngầm hổ báo đường. Chính là một cái thập phần tiên minh ví dụ. Người nói loại này giấu kín ở góc tối giờ bẩn u ác tính, mặt trên không muốn đem lau đi sao? Đáp án nhất định là muốn, thế nhưng, đối phương lại chính mình mấy vị liên quốc gia đều kiêng kỵ tiên thiên cường giả. Cái này tựu như cùng chợ đêm ở hương cảng tính đặc thù vậy. Có người đã từng nói, một vị tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả siêu cấp cường giả, có thể so với một cái quân đội tinh anh chiến sĩ còn khủng bố. Bởi vậy đã rất có thể nói một vài vấn đề. Cho nên khi Đồng Văn Thành vẻ mặt âm trầm đi tới sân bay đồn công an phòng giam ngoài cửa, vừa vặn nghe được Phác Sở Trưởng kiêu ngạo tới cực điểm quát mắng lúc, nhất thời nhìn không được uy nghiêm hai mắt xẹt qua một tia hàn mang, giơ chân lên nặng nề mà nhằm vào đại môn, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa bị trọng trọng đạp ra. Người nào, là ai, lại dám đến đồn công an nháo sự? Thật là lớn gan. Ô ô ô,
Làm cửa kia bị đá văng nổ thanh ù ù điếc tai, nguyên bản đã bị Trần Phi tức giận nổi trận lôi đình, tinh thần thất thường Lạc Thiên Kỳ nhất thời bị lại càng hoảng sợ, không khỏi chửi ầm lên. Có thể lời của hắn đều còn chưa nói hết, lại bị một bên một cái khác nhanh tay lẹ mắt lính cảnh sát hung hăng che miệng. Người sau lúc này sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta XYZ, đồng bí thư cư nhiên thực sự tới. Mà khi cửa kia bị đá văng sau, Đồng Văn Thành vừa vặn thấy phác sở trưởng giơ lên thật cao vải trắng trường côn, chính vẻ mặt dữ tợn làm bộ muốn đánh Trần Phi, lúc này nội tâm cư nhiên nhịn không được hơi run một chút chiến, sau đó hai mắt không khỏi hàn mang tăng vọt, vẻ mặt lãnh giảm khiển trách dừng tay cho ta. Thật to gan, người cứ như vậy như thế làm cảnh sát. Đến mức theo phía sau hắn vào Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người, lúc này tức thì bị sợ đến chân đều mềm nhũn, nhịn không được cả người ứa ra hàn khí. Ta, ông trời của ta, đương sơ bọn họ thế nhưng tận mắt gặp Trần Phi đem Mã Gia lão quái vật đánh thành chó chết, thậm chí đều thiếu chút nữa cùng Hương Cảng đáng sợ nhất hắc ám thế lực dưới đất chợ đêm dở mặt, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái cơ sở đồn công an lính cảnh sát lại dám động hắn, hơn nữa còn là muốn cầm trường côn đánh. Cái này mẹ là thật muốn tìm cái chết, còn là muốn kéo càng nhiều người vô tội hạ thủy. Như vậy kinh khủng Trần Phi nếu là tức giận, người nào cản trở xuống tới? Ai mẹ, ngươi là đồng bí thư. Phác sở trưởng lúc đầu ở nổi nóng, hướng phía Trần Phi vẫy đi qua trường côn đều còn không có đập xuống, lại không hiểu kỳ diệu bị một đống không biết điều người xông vào, còn lại dám quát hắn, tự nhiên trong nội tâm lửa giận càng thêm dâng trào lên. Thế nhưng, mà khi hắn xoay người lại đang muốn sắc mặt dữ tợn chửi ầm lên lúc, ánh mắt dừng lại ở Đồng Văn Thành cái loại này sảng giọng mà lại vô cùng quen thuộc uy nghiêm khuôn mặt lúc, nguyên bản không ai bì nổi khuôn mặt biểu tình bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân có một hàn khí xuyên thủng toàn thân của hắn. Thân thể hắn vào giờ khắc này điên cuồng run rẩy, bởi vì sợ. Ngươi thật là đồng bí thư. Phác sở trưởng bây giờ biểu tình hãy cùng nuốt chuột chết vậy không gì sánh được tái nhợt. Cả người sở hữu bộ vị đều bởi vì sợ không ngừng run rẩy, lòng bàn chân hàn khí ứa ra. Cái này, điều này sao có thể? Đồng bí thư đó là hạng tầng thứ siêu cấp lớn nhân vật, toàn bộ cùng châu thị không thể tranh cãi một tay, mấy trăm vạn nhân dân quần chúng cha mẹ quan, có thể hắn hiện tại, cư nhiên xuất hiện ở nơi này, nhưng lại vừa vặn thấy đến hắn cầm trường côn tử muốn đánh người một màn, điều này làm cho phác sở trưởng cả người đều sợ ngây người. Đồng bí thư, trong lòng ngươi còn có ta cái này bí thư, tốt, thật là không có nghĩ đến, ở ta cùng châu thị lại còn có ngươi loại này không để ý vương pháp người cặn bã. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đồ trên tay là cái gì? Cái này trên người không mặc cảnh phục tên, là ai? Dù là Đồng Văn Thành mấy năm nay từ lâu luyện tựu Thái Sơn băng vu trước mà không đổi màu bản lĩnh, có thể hắn hiện tại, lại còn là khắc chế không nổi tâm tình của mình. Hướng về phía vẻ mặt dại ra, môi trở nên trắng phác sở trưởng gào lên. Ngày hôm nay, nếu không hắn tới sớm một bước, nếu là một côn này tử thực sự đập xuống, trời biết lúc này đang ngồi ở phòng giam nội vẻ mặt mỉm cười Trần Phi sẽ làm ra cái gì. Có thể người khác không biết, thế nhưng hắn đã từ bình thản mỉm cười trong phát giác lau một cái nhàn nhạt lãnh ý, làm hắn cái này đường đường tỉnh lỵ thành thị thị uy bí thư, đều cảm giác có chút nhút nhát. Cái này, đây là... không... Đồng bí thư, ngươi, ngài xin nghe ta giải thích. Phác sở trưởng bị Đồng Văn Thành như thế gầm, càng sợ đến kinh hồn táng đảm, run run mở miệng nói. Ta nói vị này cảnh sát đồng chí, đồng bí thư hình như không cho ngươi giải thích đi. Nói một chút coi đi, tên kia là ai? Tựu tránh góc tường cái kia. Nhưng vào lúc này, một cười hì hì thanh âm đem cắt đứt, chỉ thấy Trần Phi chỉ vào cách đó không xa, chính cả người run tránh góc tường Lạc Thiên Kỳ mở miệng nói. Khiến người sau nguyên bản cũng đã rất kinh hoàng sắc mặt, trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệch lên. Không, không phải đâu. Khó khăn, lẽ nào đồng bí thư thực sự là tiểu tử kia tìm tới? Nếu hắn không là thế nào còn dám tại đây loại đường đường thị uy bí thư nổi giận lúc, còn vẻ mặt cười hì hì cướp nói. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Kỳ không khỏi có chút đầu váng mắt hoa, mập mạp thân thể sụi lơ ở góc. Ta con mẹ nó, đến tột cùng đem cái gì đại nhân đắc tội? Không, ngươi, ta, đồng bí thư, ngươi nghe ta giải thích a. Phác sở trưởng nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm hoảng loạn lên, còn kém không quỳ xuống, run run vẻ mặt nói lắp.
Câm miệng, lẽ nào ngươi không có nghe được Trần tiên sinh nói? Nói, hắn là ai vậy? Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Đồng Văn Thành vẻ mặt lạnh như băng cắt đứt. Mà kỳ trong miệng sở xưng hô Trần tiên sinh, ba chữ này, cũng khiến ở đây mọi người nghe vậy nhất thời dọa nhảy, từ bàn chân mọc lên một sỏ xuyên qua toàn thân hàn khí, môi trở nên trắng, run run cái liên tục. Ta, khốn cây S.I.O. ta, Đồng bí thư hạng siêu cấp lớn nhân vật, lại cư nhiên, lại còn nói cái gì? Trần tiên sinh, ở đây mọi người lúc này đều có một loại óc bị cửa kẹp lấy ảo giác cảm, như là đang nằm mơ. Cái này, điều này sao có thể, lấy Đồng bí thư thân phận, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng tôn xưng phương thức, xưng hô người khác, hơn nữa, còn là trẻ tuổi như vậy một người trẻ tuổi. Giờ này khắc này, mọi người tại đây đều có loại trái tim thình thịch nhảy lên lợi hại cảm giác, phảng phất tùy thời muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Bởi vì bọn họ không ai là người ngu, như thế nào sẽ nhìn không ra, nguyên lai cái kia trước bị bọn họ nhận làm bối cảnh không bằng Lạc phó thị trưởng cháu trai tuổi nhỏ người, cư nhiên mới thật sự là siêu cấp ẩn giấu đại bo SS, liên đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị một tay Đồng bí thư đều đối với hắn báo dĩ tôn xưng. Trời ạ! Đây rốt cuộc là từ đâu chui ra ngoài nhân vật đáng sợ, chạy tới như thế trêu chọc bọn họ những. Này cơ sở tiểu nhân vật, như vậy thực sự thích hợp sao? Thực sự là, tuy rằng bọn người kia mỗi một người đều nghĩ rất ủy khuất, có thể là bọn hắn cũng không suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải bọn họ vừa lên đến tự ôm lấy lòng Lạc Thiên Kỳ, lấy lòng Lạc phó thị trưởng cháu trai loại này dơ bẩn tư tưởng, như thế nào sẽ rơi xuống loại này hạ tràng ni? Đặc biệt cái kia cái gì phát sở trưởng. Hiện tại thế nhưng bị Đồng Văn Thành tận mắt nhìn thấy hắn muốn động hình phạt riêng, ở đồn công an ẩu đả Trần Phi, như thế nào sẽ làm loại này bại hoại hoàn hảo qua đây? Nhất niệm đến nước này, Đồng Văn Thành cũng lười lo lắng nữa Lạc Thiên Kỳ đến cùng là thân phận gì, sắc mặt âm trầm vung tay lên, không gì sánh được uy nghiêm mở miệng nói được rồi. Các ngươi trước đem điều này bại hoại hệ thống công an thanh danh hủ bại phân tử bắt lại, còn có hắn cũng cho ta cùng nhau khảo tiến đến. Ta đợi sẽ đích thân gọi thị cục công an Tần Hướng Nghiệp đồng chí, chuyện này phải nghiêm tra tới cùng, tuyệt không nuông chiều, sở hữu có quan hệ người đều phải vấn trách, quyết không thể đủ để cho bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đồng sách, vừa nghe đến Đồng Văn Thành như vậy nghiêm nghị giọng nói, cùng lạnh lùng chính là lời nói, phát sở trưởng răng trên răng dưới răng đều đã khởi chiến đến, rốt cuộc minh bạch cái gì là tận thế, trước mắt tối sầm, cư nhiên cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Xong. Kiểu này là thật xong. Mà Lạc Thiên Kỳ thấy tình cảnh này, tự nhiên mạnh cả người tóc gáy dựng đứng, tay chân băng lãnh, phát thông một tiếng hướng phía Trần Phi, còn có Đồng Văn Thành quỳ xuống, run giọng lắp bắp nói cái này, vị tiên sinh này, còn có Đồng bí thư, là ta có mắt như mù. Thúc thúc ta là Lạc Vận Binh, còn xin ngươi các xem ở mặt mũi của hắn trên, tạm tha quá ta lúc này đây đi. Hanh, nguyên lai là hắn cháu trai, nhưng vậy thì thế nào? Thúc thúc ngươi như vậy công chính không a, pháp trị nghiêm minh, ngươi cho là cho hắn biết chuyện này, hắn sẽ vì ngươi cầu tình sao? Ngươi, mang cho ta đi. Thế mà Trần Phi đều không nói gì, Đồng Văn Thành cũng đã cướp trước một bước, diệt tuyệt Lạc Thiên Kỳ trong lòng cuối cùng một tia huyễn tưởng. Giờ này khắc này, ngoại trừ hai cái đã bị còng tay khảo đi phát sở trưởng còn có một mặt ngây ra Lạc Thiên Kỳ ở ngoài, sợ rằng rung động nhất chớ quá vì vậy vài người lính cảnh sát không còn ai. Dù sao vừa rồi đến gặp thời hậu, bọn họ thế nhưng chính tai nghe được Trần Phi cho Mạc Bí Thư gọi điện thoại, hơn nữa, lại còn này đây như vậy thông thường giọng nói cùng thái độ. Nhưng còn bây giờ thì sao, đường đường tỉnh Lỵ Thành thị cùng Châu Thị một tay, mấy trăm vạn người lớn nhất quan phụ mẫu tự sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng lại đúng Trần Phi báo dĩ Trần tiên sinh loại này tôn xưng hô, để cho bọn họ chỉ là nghe vào tai đóa trong, cũng cảm giác trái tim bang bang phanh nhảy. Phảng phất sắp hít thở không thông vậy. Càng hay là đường đường chủ tịch cũng bởi vì Trần Phi sở gặp không công bình đãi ngộ, lúc này nghiễm nhiên đã nổi giận. Ngôn từ thét ra lệnh tuyệt đối muốn tra rõ chuyện này, nhất định nhấc lên thiên đại sóng gió. Bọn họ phát sở trưởng cũng sẽ không nói, tại nơi loại tầng thứ đại nhân vật trong mắt cũng liền chỉ là cái tiểu con kiến hôi mà thôi. Thế nhưng, Lạc Thiên Kỳ cũng Lạc Vận Binh phó thị trưởng cháu trai, nếu là cho hắn biết chuyện này, thực sự sẽ như vậy tự thiện bày làm huề sao? Cái này sợ rằng chỉ có trời biết. Nhưng loại sự tình này đến tiếp sau phát triển đã không cần bọn họ quan tâm. Trần tiên sinh, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đúng lúc này,
Trần Diệu Dương nhìn không được mở miệng nói. Đúng vậy, Trần tiên sinh, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Một bên Đồng Thục Nhàn nghe vậy ngay tức khắc nói giúp vào. Mặc kệ nói như thế nào, việc này gây nữa xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa, còn là đi ra ngoài đi. Ừ, ngày hôm nay việc này thực sự là đa tạ mấy vị, Nga, được rồi, ta vị bằng hữu kia đâu. Bị các ngươi nhốt vào địa phương nào đi. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Ở bên ngoài, Cố Tiểu Thư là nhân vật công chúng, chúng ta sở trưởng, Nga, không. Pháp Vệ Quốc không muốn phức tạp, để chúng ta đem Cố Tiểu Thư trước hết mời đến phòng làm việc nghỉ ngơi đi. Bị Trần Phi hỏi lính cảnh sát đầu đầy mồ hôi mở miệng nói. May là bọn họ Pháp sở trưởng vừa rồi không muốn phức tạp, bằng không, sợ rằng hiện tại liên bọn họ đều ở đây tao ương. Tốt lắm, Đồng Bí Thư, Đồng Nữ Sĩ, còn có Trần Tiên Sinh chúng ta đi thôi. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tiếu ý, trực tiếp từ phòng giam nội tọa ỷ đứng lên, loảng xoảng làm một tiếng, chiếc khóa lại tay hắn khảo đã vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng cắt ngang mặt, khiến ở đây tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mặc dù là lấy Đồng Văn Thành thân phận cùng nhãn giới, đều là như vậy. Phải biết rằng đồn công an nội tay khảo không có thể như vậy phổ thông kim loại, độ cứng là thập phần dọa người. Nhưng bây giờ, nó lại cư nhiên bị Trần Phi dễ dàng nứt ra rồi, hơn nữa, cắt ngang mặt còn như vậy trơn chuột, san bằng, chỉ sợ cũng liên phụ thân hắn thực lực đỉnh lúc, đều không nhất định có thể làm được. Nguyên lai, đây là cái gọi nhất lưu cao thủ chính tự sao? Thực sự là thật là đáng sợ. Cái này, ta vãi, Trần Phi cùng Đồng Văn Thành đám người lục tục đi ra phòng giam, chỉ còn lại có vài người lính cảnh sát chính dại ra ở tại chỗ. Một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều cảm giác vì sao của mình khối kia vì sao lạnh như vậy. Cái này vãi có thể là đồn công an bọn họ đích thực còng tay a. Không có thể như vậy món đồ chơi, thế nhưng, cứ như vậy nứt ra rồi. Mấy người bọn hắn trên ót bỗng nhiên hiện ra một tảng lớn mồ hôi lạnh, trong lòng oa lạnh. Trách không được tới cuối cùng, bọn họ đều giác Trần Phi hình như hoàn toàn không sợ vậy. Trách không được vừa rồi Đồng Bí Thư xông lúc tiến vào, sẽ như vậy nổi giận. Phi ca, người không, Đồng Bí Thư. Bên kia, làm Trần Phi đám người đi tới sân bay đồn công an phòng làm việc nhận Cố Phi xong thời gian, người sau khởi điểm còn là một bộ thập phần lo lắng thụ sợ hình dạng, có thể sau lại, khi nàng thấy rõ ràng đứng ở Trần Phi phía sau Đồng Văn Thành khuôn mặt lúc, nhất thời nhìn không được kinh hô lên. Đồng Bí Thư, cư nhiên thật là Đồng Bí Thư. Đi thôi, không sao. Ngược lại thì Trần Phi vẻ mặt bình tĩnh tiêu ý, mang theo Cố Phi xong ly khai sân bay đồn công an. Ngồi ở cùng châu thị xe số 1 trong, Cố Phi xong sẽ nhớ tới trước phát sinh tất cả, lại kìm lòng không đậu đi qua hàng kính chiếu hậu phủi phiết đang ở nói chuyện phiếm Trần Phi cùng với Đồng Văn Thành khuôn mặt, hắn chỉ cảm giác mình hiện tại như là đang nằm mơ. Một cái so với cô bé lọ lem đột nhiên biến thành công chúa còn muốn hoang đường mộng. Hắn là thật không có nghĩ đến, một ngày kia bản thân cư nhiên có thể ngồi ở cùng châu thị xe số 1, càng không nghĩ đến, trong mắt hắn thập phần nghiêu bức phi ca, cư nhiên thực sự so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêu bức, liên đường đường cùng châu thị một tay đều biết, còn như vậy nể tình tự mình đến cứu giá. Đây thật là, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Phi xong, đúng lúc này, đi ở hàng sau Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. À, cái gì, phi ca ngươi nói. Cố Phi xong ngay tức khắc có cảm giác sợ hết hồn hết vía, ngơ ngác nói. Ai ngươi, làm gì chứ, ta lại không nói đem ngươi ăn, đến mức như thế sợ sao? Trần Phi thấy thế im lặng móc móc cái lỗ tai, tùy ý nói sớm ta nhận thức Đồng Bí Thư, ngươi còn chưa tin, cái này tin chưa? Hắc hắc, thế nhưng, ai có thể nghĩ tới phi ca ngươi cư nhiên nhận thức thứ đại nhân vật này, dù sao đây chính là Đồng Bí Thư a. Gặp Trần Phi như vậy cười hì hì quen thuộc tư thái, Cố Phi xong trong lòng đột nhiên cảm giác được dễ chịu mấy phần, bĩu môi nói thầm nói, tự nhiên là càng nói càng nhỏ thanh. Này, ngươi nói cái gì đó? Thế nào cùng mũi kêu tựa như, ông, Trần Phi làm bộ không nghe được, khoa trương nói. Nha, ngươi nói cái gì? Ngươi mới là mũi, cả nhà ngươi đều là. Cố Phi xong nghe vậy nhất thời không trải qua óc kêu to lên, khi nàng sau đó phản ứng kịp lúc. Mặt cười ngay tức khắc xấu hổ đỏ lên, lại ngoan ngoãn trang nổi lên câm niếc đến. Bất quá đến lúc này,
Trong lòng nàng đã không có trước nhiều như vậy cảm khái, dù sao Trần Phi đúng thái độ của nàng còn là trước sau như một. Như vậy thân thiết, nếu làm sao, còn xa cầu cái gì ni? Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái tiếu ý, trong lòng thầm thở dài nói cuối cùng là đem chuyện này mà cho giải quyết, dù sao cũng là bằng hữu nha, hắn có thể không muốn bởi vì cái khác ngoại tại cái gì mạc danh kỳ diệu duyên cớ, dẫn đến quan hệ giữa bọn họ làm bất hòa, trở thành nhạt, vậy thật rất không đáng. Đúng lúc này, Đồng Bí Thư bỗng nhiên mở miệng hỏi Trần tiên sinh, đêm nay có thể đến ta nơi nào đây sao? Cha ta hắn. Ừ, đi thôi. Đồng lão gia tử tình huống hiện tại thế nào? Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái nói. Nếu là không có trước Lạc Thiên Kỳ cùng phát sở trưởng cái này chuyện hư hỏng mà, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã thành ở Đồng gia biệt thự, cho Đồng lão gia tử chữa bệnh. Dù sao nếu như không là đối phương giúp hắn từ Hương Cảng nhập cư trái phép hồi đại lục, hắn hiện tại đều còn không biết ở địa phương nào đặt ni, đây là tình nghĩa, tự nhiên không thể quên. Thật không tốt. Vừa nói đến bản thân cha già tình huống. Dù là Đồng Văn Thành như vậy thiết huyết bong bong hán tử, cũng không nhịn được viền mắt hơi có chút đỏ lên, làm bộ bình tĩnh nói đã nằm ở trên giường bệnh rất nhiều ngày, đặc biệt từ 2-3 ngày trước bắt đầu, đã triệt để mất đi ý thức. Bác sĩ nói hắn bây giờ sinh mệnh đặc thù, rất không xong. Ngủ mê man 2-3 ngày, vậy hẳn là còn kịp. Chỉ là thiếu bụi cây kia nửa đêm hoa sen đen, sợ rằng Đồng lão gia tử muốn tấn chức nhất lưu cao thủ tầng thứ chấp niệm, được sau này mà thoáng hoãn lại một chút. Trần Phi nghe vậy lại phảng phất định liệu trước vậy, như là đang an ủi, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Ngược lại thì ngồi ở xe số một hàng trước Cố Phi xong nghe có chút mơ mơ màng màng, cái gì nửa đêm hoa sen đen, cái gì nhất lưu cao thủ trình tự. Cứ như vậy đại khái qua hơn nửa canh giờ, Trần Phi bọn họ làm xe số một trước đem Cố Phi xong đưa đến mục đích sau, lại một đường không chậm trễ chút nào giết hướng về phía Đồng gia biệt thự. Theo ở phía sau còn có Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn hai phu thê xe. Dù sao đêm nay, đây chính là quyết định Đồng lão gia tử vận mạng thời khắc. Sinh, hoặc là chết. Làm xe số 1 đi tới Đồng gia biệt thự sau, Đồng Văn Thành vẻ mặt bình tĩnh dẫn Thành bay đi lên lầu 3. Thế mà Trần Phi lại quan sát được, vị này thì uê bí thư hai cái tay, lúc này chính đang phát run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi hít một mạch, sau đó giơ tay lên do dự chỉ chốc lát, ở đối phương vỗ vỗ lên bả vai. Giọng nói bình tĩnh và lại kiên định nói Đồng Bí Thư, yên tâm đi. Đêm nay coi như là Diêm La lão gia tới, cũng từ trong tay của ta cướp không đi Đồng lão gia tử mệnh. Trần tiên sinh, Đồng Văn Thành cùng với kỳ sau lưng Đồng Thục Nhàn hai người thân thể nhất tề run lên, sau đó không hẹn mà cùng nhẹ giọng nói Trần tiên sinh, ba của ta mệnh, tự nhờ ngươi. Trần Phi cười khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt mọi người cánh cửa kia. Chỉ nghe được chi nha một tiếng. Một nhìn bằng mắt thường không gặp hàn khí giống như hàn tuyền vậy một chút tràn đầy đi ra, khiến ở đây tất cả mọi người không kiềm hãm được dùng mình một cái, không giải thích được buồng tim tử phát lạnh. Thấy thế, Trần Phi hơi nhíu mày. Nhìn nữa mê man nằm ở trên giường bệnh Đồng lão gia tử, lúc này đã cùng trước Trần Phi nhìn thấy thân thể cường tráng dáng dấp, có long trời lỡ đất khác biệt. Gầy như que củi, ấn đường biến thành màu đen, toàn thân gân mạch xông ra, dữ tợn đáng sợ. Ngay cả tiếng hít thở kia cũng hoàn toàn là tiến khí ít, thở ra thì nhiều dáng dấp, khiến Đồng Văn Thành, Đồng Thục Nhàn cũng không nhịn được viền mắt đỏ lên, người sau mạnh che miệng lại, thiếu chút nữa không khóc ra thành tiếng. Đều đi ra ngoài, đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói rằng, giọng nói kia khiến ở đây tất cả mọi người cảm giác chân thật đáng tin. Trần tiên sinh, Đồng Thục Nhàn nghe vậy tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Đồng Văn Thành cắt đứt. Thục Nhàn đừng nói nữa, chúng ta đi ra ngoài. Đồng Văn Thành hướng phía cách đó không xa vẻ mặt trầm mặc Trần Diệu Dương xử một cái ánh mắt, sau đó cầm muội muội mình đi bước một đi ra ngoài. Bất quá, ngay hắn sắp đạp ra phiến cửa phòng thời gian, chợt nhịn không được nghiêng đầu đến, nói Trần tiên sinh, cha ta tự nhờ ngươi. Nói xong, dầm một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đóng lại. Yên tâm đi, ta Trần Phi hứa hẹn trôi qua sự tình. Đến trước mắt còn không có nhất kiện là không làm được. Trần Phi nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, sau đó xoay người nhìn phía lẳng lặng nằm ở trên giường hôn mê Đồng lão gia tử, bỗng nhiên nở nụ cười Đồng lão gia tử, xem ra ngươi cùng ta vậy không thế nào nhận người thích a. Nếu không, đều như vậy bộ dáng, lại còn có người nhẫn tâm cho ngươi hạ độc, thực sự là, có chút quá ác độc đi. Cái gì?
hắn lại còn bị người hạ độc. Tỉnh Giang Nam, ta quần sơn trùng điệp ở chỗ sâu trong. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, lại có xà trùng thử nghĩ kỳ đa, gốc cây rắt, quái thạch đá lởm chởm, mùi thơm lạ lùng sương mù. Đó là một chỗ người ở hãn tới núi cao vùng cấm. Chỉ thấy tại nơi dường như xanh biếc chiều sóng che giấu cổ lâm ở chỗ sâu trong, bất ngờ tồn tại một chỗ bí ẩn tới cực điểm hiện đại hóa quân sự cấm địa, ngay một chỗ thấp bé trong thung lũng, an tĩnh không tiếng động. Có lẽ là bởi vì nơi này quá hẻo lánh, quá vết người rất hiếm, dẫn đến mọi người cũng không thể nghĩ đến đây lại còn tồn tại loại địa phương này, mặc dù là có phi cơ trực thăng thỉnh thoảng từ nơi này bay qua, hơn phân nửa cũng bởi vì cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp duyên cớ, phạm vi nhìn có điều không kịp, nhìn không thấy. Ngay tại lúc hiện đại hóa căn cứ quân sự cách đó không xa, ta vách núi vách đá biên, lúc này đang có một vị nam tử trẻ tuổi lẳng lặng mà đứng, thật giống như thiên nhiên vậy bình tĩnh. Nhãn thần là không có gợn sóng, biểu tình lạnh lùng giống như là cái hòn đá, làm cho không hiểu có chút cực sợ. Ngươi lại ở chỗ này, số 7. Đột nhiên, từ bên vách núi rậm rạp tùng lâm bỗng nhiên xuất hiện một đạo dường như núi hùng vậy cao tráng thân ảnh, cầu kiện hữu lực bắp thịt, nhô ra gân xanh, cộng thêm mặt kia bồn vậy lớn nhỏ quả đấm. Di động lúc hình như liên mặt đất đều biết phát sinh hơi rung động thanh. Cái này mẹ là người sao? Sợ rằng thực sự là một đầu hùng tới. Ở trước mặt hắn cũng sẽ có vẻ nhỏ bé đi, cái này vãi. Làm gì, trong căn cứ không có chuyện gì. Nam tử trẻ tuổi kia nhưng thật giống như đã thành thói quen vậy, liên đầu cũng không có hồi, chỉ là thanh âm sâu kín mở miệng nói. Ta tới hỏi ngươi sự kiện mà, ngươi nên biết cho đồng gia lão đầu chữa bệnh tiểu tử kia không chết đi. Tiếp nên xử lý như thế nào? Núi hùng vậy hùng tráng thân ảnh ồm ồm nói, cũng không có để ý nam tử trẻ tuổi vô lễ. Không chết sẽ không chết đi, dù thế nào ta cũng cho đồng lão đầu hạ độc, lẽ nào ngươi cho rằng đại nhân độc, sẽ mất đi hiệu lực sao? Người trẻ tuổi kia sâu kín cười cười, vẻ mặt không sao cả hình dạng, như là đúng cái gọi là đại nhân độc rất có lòng tin. Ừ, ta đây đi trở về. Núi hùng vậy hùng tráng thân ảnh trầm mặc gật đầu, lại xoay người, chậm rãi ly khai. Chỉ để lại nam tử trẻ tuổi kia hai mắt phiêu hốt nhìn viễn phương, khi thì trong ánh mắt hiện ra lau một cái dữ tợn. Khi thì trong ánh mắt hiện ra lau một cái cô đơn, thấp giọng lẩm bẩm đúng vậy. Đại nhân độc, lại lúc nào mất đi hiệu lực quá. Chỉ là khi hắn ở nhẹ giọng nỉ non câu nói này thời gian, vì sao như thế hận ni. Dưới màn đêm, đồng gia bên trong biệt thự. Trần Phi mặt không biểu tình vây bắt trên giường bệnh đồng lão gia tử dạo qua một vòng, sau đó bỗng nhiên ngưng chỉ thành đao, đặt ở kỳ chỗ cổ tay nhẹ nhàng mà cắt một chút. Nhất thời liền có một giọt hôi máu đen từ đồng lão gia tử khô trên da chảy ra, rất đục chọc, mang theo một chút tanh tưởi, khiến Trần Phi trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra lau một cái tinh mang. Đây là tu chân giới thủ đoạn, Trần Phi có chút không dám tin nỉ non ra, rơi vào trầm tư. Căn cứ vị kia tu chân giới cao nhân ký ức truyền thừa, độc này, rõ ràng là ta tu chân giới nổi danh ma đạo thủ đoạn đơn giản hóa phiên bản, tuy rằng xem chừng cũng liền nắm giữ kỳ một phần mười đại khái. Nhưng đặt ở cái này thế tục thế gian, cũng coi là đại sát khí vậy tồn tại. Sợ rằng tiên thiên cường giả cũng phải đau đầu, khó giải, vì vậy hắn mới có thể có vẻ như vậy giật mình ngoài ý muốn. Cổ vũ giả, người tu chân. Hai người này hoàn toàn chính là thiên nhưỡng bất đồng vòng tròn. Hắn vốn tưởng rằng tại đây thế tục thế gian, trừ hắn ra, cũng không khả năng có nữa cái khác người tu chân vết tích, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại cư nhiên ở đồng lão gia tử trên người phát hiện tại cái thế giới kia ma tu thủ đoạn. Thật là có ý tứ a, cái này rốt cục có thể không còn cô đơn nữa. Trần Phi khóe miệng vẽ bề ngoài lau một cái hăng hái bừng bừng mỉm cười, đảo mắt nhìn trên giường bệnh đồng lão gia tử, bỗng nhiên vươn tay nhoáng lên, ngay sau đó cư nhiên ngón tay tựu ở giữa không trung viết viết vẽ một chút lên. Chỉ chốc lát sau, một chương như viết đầy văn tự bạch sắc quang giấy nhẹ bỗng rơi vào đồng lão gia tử cái trán. Sau đó, bên trong cả gian phòng liền bị màu trắng ánh sáng chói mắt che mất. Ngày thứ hai sáng sớm, Đồng Văn Thành, Đồng Sách Chọn cùng với Trần Diệu Dương, còn có Đồng Văn Thành thê tử Ninh Sanh Di, nhi tử Đồng Kiến Huy lúc này đều viền mắt mang theo tơ máu, yên lặng không nói ở Đồng gia biệt thự lầu một trong đại sảnh chờ. Ba, mụ, còn có Tiểu Di, Dượng, nếu không các ngươi tựu trước đi nghỉ ngơi một hồi đi. Có ta một người chờ ở đây được rồi, các ngươi xem. Cái này đều trời đã sáng. Bây giờ bầu không khí có vẻ càng ngưng trọng,
Đổng Văn Thành nhi tử Đổng Kiến Huy vuốt ve mình viên khuôn mắt kiếng gọng vàng, thấp giọng nói. Đây là một cái đại khái 21-22 tuổi tuổi nhỏ người, thoạt nhìn cũng không cao, đại khái chỉ có một thước 75-76 hình dạng, nhưng cho người cảm giác lại hết sức nhã nhặn, thật giống như kịch truyền hình bên trong cái loại này nhà bên tiểu đệ vậy, lông rậm rạp kim sắc tóc lém lỉnh, làm cho nhìn kìm lòng không đậu sẽ cảm giác được thân cận. Trên thực tế cái này Đổng Kiến Huy coi như là thập phần hiểu chuyện, cũng không có bởi vì cha mình chính là cùng Châu Thị Thị Uy bí thư, mà thì có mảy may hiêu trương bạt hỗ quần là áo lượt tâm tính. Tương phản, người này còn là một cái thập phần nỗ lực người, tuổi còn trẻ cũng đã thu được nước ngoài nổi danh đại học bằng thạc sĩ trở về, hoàn toàn cũng coi là chính phủ đại viện nội trẻ tuổi mẫu. Về phần hắn ra ra còn có Trần Phi chuyện tình, tuy rằng trước hắn vẫn luôn ở nước ngoài, nhưng là đi qua mẫu thân nàng còn có tiểu di miệng hiểu nhất thanh nhị sở, tự nhiên hoàn toàn không dám có bất kỳ khinh thường trong lòng. Phải biết rằng đây chính là có lá gan cùng hương cảng chợ đêm dở mặt nhân vật nghiêu bức, nghi là trong truyền thuyết nhất lưu cổ vũ giả cường giả, tuy rằng tựa hồ cùng hắn cũng rất trẻ tuổi, nhưng này hoàn toàn không phải là một tầng thứ thật là tốt đi. Dễ dàng hoa thức treo lên đánh hắn, không huyền niệm chút nào. Không được, chờ một chút. Thế mà con trai mình mặc dù là hảo tâm, nhưng loại thời điểm này Đổng Văn Thành làm sao có thể nghỉ ngơi xuống tới, mặt không thay đổi mở miệng nói, như trước ở nơi đâu, động đều không động một cái. Nhưng vào lúc này, trên lầu 3 bỗng nhiên như có như không truyền đến một tiếng phòng cửa mở ra hoặc là đóng thanh âm, cái này khiến ánh mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra lau một cái tinh mang. Chờ mong, hay là khẩn trương? Đại ca, là Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh xuống. Đồng Thục Nhàn tựa hồ cũng nghe lên trên lầu động tĩnh, che miệng ngơ ngác dù gì nói. Mà tự sau đó một khắc, Trần Diệu Dương bỗng nhiên đứng dậy hướng phía cửa thang lầu phương hướng hơi khom người, nói Trần Tiên Sinh, ngươi. Mặt của ngươi sắc, nguyên lai mọi người ở đây đang khi nói chuyện, mặt tái nhợt Trần Phi đã mặt không thay đổi từ thang lầu chậm chậm lại, chỉ là thân thể kia, nhưng thật giống như còn đang hơi run. Lẽ nào? Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cũng không nhìn được tâm một người trong lộc bộp, một dự cảm bất tường ra hiện ở trong lòng bọn họ. Trần Lão Đệ, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Lão ca ta thiếu ngươi một cái mạng a. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo khàn giọng thanh âm già nua theo từ Trần Phi phía sau vang lên, mọi người sắc mặt nguyên bản không gì sánh được bi thương thần sắc, như là bỗng nhiên cứng lại rồi vậy, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cửa thang lầu. Chỉ thấy có một đạo gầy như que củi còng xuống thân thể, cư nhiên từ cửa thang lầu kia từng bước một chậm rãi đi xuống, liền theo mọi người đôi mắt co rút lại, Đổng Thục Nhàn bỗng nhiên khóc không thành tiếng vui vẻ nói ba. Nhất thời ở đây tất cả mọi người như trong lòng một khối tảng đá lớn hạ xuống, xảy ra một hồi kỳ tích vậy, mạnh kinh hỉ lên. Bởi vì khô gầy như que củi còng xuống thân ảnh chính là đã thức tỉnh Đổng lão gia tử. Ba, ngươi không sao? Vì sao không ở phía trên nghỉ ngơi a? Ngươi vừa mới bị Trần Tiên Sinh cứu lại. Đổng Văn Thành vẻ mặt kích động chạy tới đỡ Đổng lão gia tử cánh tay, kỳ tâm trong bây giờ vui sướng quả thực không cách nào dùng từ nói đến mặt ngoài, chỉ có thể là quá kích động, thật cao hứng. Ba, đi nữa, ngươi lão tử ta còn chưa tới đi cái đường đều phải người phù mức. Còn không mau đi cảm tạ Trần lão đệ, nếu không phải hắn, ta lại làm sao có thể từ Diêm La lão ra vậy muốn hồi một cái mạng. Thế mà Đổng lão gia tử lại vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra con trai mình tay, xoay người hướng phía Trần Phi chậm rãi khom người nói Trần lão đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta Đổng Kiến Quốc thiếu ngươi một cái mạng. Đổng lão gia tử ngươi đây là muốn ta nói vài lần a? Đều là ngươi mình phúc lớn mạng lớn, nếu không, lại làm sao có thể được đền bù mong muốn ni. Ha ha ha, Trần Phi nghe vậy nhẹ khẽ cười, chỉ là trên mặt tái nhợt thần sắc như trước. Kiến Huy, đi cho Trần lão đệ cũng chén nước. Trần lão đệ, mặt của ngươi sắc trắng như vậy, không có sao chứ? Đổng lão gia tử có chút lo lắng dò hỏi. Hắn tự nhiên minh bạch Trần Phi bây giờ hư nhược trạng thái, toàn bộ là bởi vì cứu hắn, nếu không, lấy hắn nhất lưu cao thủ đỉnh kinh khủng tu vi thực lực, khí huyết như hồng, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện khiến cho suy yếu như vậy ni? Vâng, ra ra, ta lập tức đi. Đổng Kiến Huy nghe vậy ngay tức khắc tiểu bảo rót nước đi. Trần Tiên Sinh, cảm ơn ngươi. Mà đúng lúc này, Đổng Văn Thành, Đổng Thục Nhàn hai huynh muội bỗng nhiên cùng đi đến Trần Phi trước mặt, 75 độ cúc cung nửa người trên sâu đậm cung kính xuống phía dưới, một chữ một cái, cảm kích vô cùng nói rằng.
làm tại ngoại giới trở thành hiếu tử, hiếu nữ hai huynh muội, phỏng chừng chưa nói có ai có thể cảm nhận được bọn họ hiện tại không nhẫn nại được tâm tình kích động. Bọn họ phụ thân lại còn sống, bị Trần Phi cứng rắn từ tử vong tuyến thượng kéo trở về, cái này giống như là từ hắc ám tuyệt vọng đến quang minh tân thế giới vậy. Đồng Thục Nhàn đến bây giờ đều ở đây thỉnh thoảng bóp bản thân hổ khẩu, sợ đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Đến mức Đồng Văn Thành, cái này từ lâu ở quan trường luyện tự một thân Thái Sơn băng vu trước mà không đổi màu người có bản lĩnh, lúc này cũng giống như không nhẫn nại được nội tâm kích động hứng thú, một chuyến thanh lệ chậm rãi hạ xuống, đại biểu cho kích động, vui sướng. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương còn có Đồng Văn Thành thê tử Ninh Xanh Di cũng là hướng phía Trần Phi chậm rãi khom người, vẻ mặt cảm kích mở miệng nói Trần tiên sinh, nay ngây thơ đa tạ ngươi. Rất cảm tạ. Đi nữa, các ngươi nếu còn như vậy, ta đây cũng chỉ có phủi mông một cái đi. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói, nhưng cũng ở trong lòng thấp giọng nỉ non. Đồng Văn Thành a Đồng Văn Thành, còn nhớ rõ ngươi ở đây Hương Cảng giúp qua ta một lần đi, cái này coi như là ta còn ngươi, còn hài lòng không? Trần thúc thúc, thỉnh uống nước. Đúng lúc này, Đồng Kiến Huy tiểu bào cầm bôi nước ấm đã trở về, ngay sau đó nhưng không biết cần xưng hô như thế nào Trần Phi, sau đó hình như chân thực không có biện pháp. Đam xấu hổ giới từ trong miệng biệt xuất một cái Trần thúc thúc, thiếu chút nữa không đem đang uống nước Trần Phi cho lộng đau sốc hông. Ta vãi gọi ta cái gì? Thúc thúc. Ta có như thế lão ngươi, ngươi cư nhiên gọi thúc thúc ta. Chúng ta giảng đạo lý có được hay không? Tuy rằng ta thừa nhận ngươi lớn lên lém lỉnh, có thể trang nột, nhưng ngươi kêu ta thúc thúc lại là mấy cái ý tứ. Bản đại thiếu như vậy phong nhã hào hoa, anh tuấn tiêu sái, oai hùng bất phàm. Ta vãi cư nhiên kêu thúc thúc, Trần Phi nhất thời chán một đầu hắc tuyến, ánh mắt cực kỳ bất thiện hướng về Đồng Kiến Huy quét tới. Ngạch, Trần thúc thúc ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là nước ấm không thích hợp? Một đầu tóc vàng lém lỉnh Đồng Kiến Huy hiển nhiên đã nhận ra Trần Phi bất thiện ánh mắt, vẻ mặt xấu hổ trong lòng có chút không giải thích được hình dạng, chột dạ nói. Có thể ở vào tuổi của hắn, tự thu được nước ngoài nổi danh đại học bằng thạc sĩ trở về. Đủ để chứng minh hắn chỉ số thông minh khẳng định không thấp, đương nhiên cũng minh bạch Trần Phi hôm nay chính là bọn họ lão Đồng nhà đại ân nhân, Bồ Tát sống, cho nên tuyệt không phải là hắn cái nhà này trong nhỏ nhất bối phận người có thể đắc tội, nếu không, chỉ sợ hắn ba còn có hắn tiểu di cũng phải quất chết hắn. Chỉ là, bản thân hình như không có tội hắn đi. Không chỉ có liên nước đều ngoan ngoãn đi đến rồi, thậm chí ngay cả câu kia thúc thúc đều nắm lỗ mũi gọi. Ngạch, chẳng lẽ là... Ngạch. Hai chúng ta còn là đơn độc nhận thức một chút đi. Ta gọi là Trần Phi, không kêu thúc thúc, ok. Quả nhiên, sau một khắc Trần Phi tự ho nhẹ một tiếng, nhìn Đồng Kiến Huy mặt nghiêm trang, không gì sánh được nghiêm túc nói. Ngạch, cái kia, nếu không ta còn là gọi ngươi Trần tiên sinh đi. Có thể không gọi Trần Phi cái này cùng mình không sai biệt lắm lớn người thúc thúc, Đồng Kiến Huy trong lòng tự nhiên là 100.000 cái nguyện ý, chỉ là, ngại vì các trưởng bối mặt mũi. Hắn vẫn hơi chút do dự một hồi, lúc này mới sau cùng định miệng nói Trần tiên sinh, ta gọi là Đồng Kiến Huy. Đây là cha mẹ ta, hắn dùng tay chỉ Đồng Văn Thành còn có Ninh Xanh Di. Cái này không là được rồi, Trần tiên sinh thật tốt nghe, gọi cái gì thúc thúc a? Trần Phi nghe vậy lúc này mới hài lòng đích thì thầm một tiếng, sau đó xoay người sắc mặt thoáng nghiêm túc hướng phía Đồng Văn Thành còn có Đồng Lão Gia Tử nói Đồng Bí Thư, Đồng Lão Gia Tử các ngươi tìm một chỗ an tĩnh đi. Ta có chút chuyện muốn cùng các ngươi nói. Một nghe đến đó, Đồng Lão Gia Tử khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia tinh mang, xoay người hướng phía Đồng gia bên trong biệt thự một tầng bên trong đại sảnh mọi người nói các ngươi đi nghỉ trước đi. Văn Thành, Trần Lão Đệ, chúng ta đi thư phòng. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây không khỏi gặp gỡ liếc nhau, đều hiểu Trần Phi có thể là muốn nói chuyện trọng yếu gì, liền yên lặng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cái này đau khổ nhịn một đêm. Bọn họ cũng hay là thật hơi mệt chút. Mà Trần Phi, Đồng Văn Thành, Đồng Lão Gia Tử ba người, tắc chân trước theo chân sau cùng đi đến rồi lầu hai thư phòng. Trần Lão Đệ, nói đi, là chuyện gì? Vừa ngồi xuống đến, Đồng Lão Gia Tử liền không nhịn được nghi ngờ trong lòng đặt câu hỏi. Đến cùng là chuyện gì mà, cần chi mở những người khác rồi hãy nói đi. Đúng vậy, Trần tiên sinh, có chuyện gì tự mời nói đi. Chỉ cần là ta Đồng Văn Thành đủ khả năng, ta chính là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt đối cấp cho ngươi thành. Đồng Văn Thành nghe vậy cũng nói như thế.
chỉ là hắn hình như nghĩ Trần Phi đây là có chuyện gì mà, muốn tìm bọn họ làm. Không phải của ta chuyện này, là của các ngươi. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại lắc đầu, nhìn Đồng Lão Gia Tử, Đồng Văn Thành hai người nghiêm túc nói Đồng Lão Gia Tử, Đồng Bí Thư, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút có đúng hay không bình thường đắc tội người nào. Đắc tội người nào? Lời vừa nói ra, Đồng Văn Thành còn có Đồng Lão Gia Tử đều sững sờ một chút, tốt nửa ngày sau, người sau mới nhìn không được sắc mặt cổ quái nói Trần Lão Đệ, ngươi lời này có ý tứ. Chẳng lẽ là, người bị người hạ độc, nhưng lại không phải là thông thường độc. Trần Phi cũng lười ở thừa nước đục thả câu, quần áo ngươi trong bao lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ, ném cho đứng một bên chính sững sờ Đồng Văn Thành, chậm rãi nói đây là ta từ Đồng Lão Gia Tử trong máu nói ra độc tố. Đồng Bí Thư, không phải là tỉnh công an thính có cái đặc biệt gì bộ môn. Đặc biệt nhằm vào chúng ta người như thế, vì vậy ngươi có thể đem đồ chơi này cầm cho bọn hắn tra một chút, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Vâng, Trần Tiên Sinh, ta hiểu được. Đồng Văn Thành bàn tay lạnh như băng cầm bình thủy tinh nhỏ, thở một hơi thật dài, gật đầu nói. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Trần Phi tại sao muốn đơn độc gọi hai người bọn họ bắt đầu. Bởi vì, này sự kiện căn bản là chỉ có hắn có thể xử lý. Tỉnh công an thính đặc biệt bộ môn, đó là quốc gia đặc biệt nhằm vào chính mình siêu phàm vũ lực đặc thù nhân quần, mà đơn độc thiết lập cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt. Kỳ tồn tại trực tiếp cùng quốc gia tầng cao nhất nóc, địa phương không có quyền điều động, chỉ huy, xử lý, cũng liền chỉ bảo lưu cho mời xin giúp đỡ cùng yêu cầu hiệp trợ quyền lợi, tầm thường chức quan hơi thấp giờ người, sợ rằng liên biết bọn họ tồn tại tư cách cũng không có. Cũng may mà hắn Đồng Văn Thành chính là tỉnh lỵ thành thị một tay, trên đầu càng chĩa vào có tỉnh uy đầu sỏ đại mạo, lúc này mới có tư cách trực tiếp đúng bên kia người lãnh đạo đối thoại. Tuy rằng đây là lời thừa, nhưng ta còn là nói nhảm nhiều một câu. Có thể rèn luyện ra loại độc tố này người, hoặc thế lực, tuyệt không đơn giản. Vì vậy hai vị về sau sợ rằng phải cẩn thận chút ít. Bởi vì coi như là nhất lưu cao thủ chỉ sợ cũng đỡ không được loại độc chất này. Trần Phi bỗng nhiên lại nhận chân chân mở miệng nói. Cái gì? Nhất lưu cao thủ cũng đỡ không được loại độc tố này. Đồng Lão Gia Tử, Đồng Văn Thành nghe vậy tự nhiên đôi mắt chợt co rút lại, trên mặt nhất thể hiện ra lau một cái kinh hãi. Nhất lưu cao thủ ý vị như thế nào? Như vậy là ở trong mắt bọn hắn tiên thiên dưới kinh khủng nhất tồn tại, Đồng Lão Gia Tử phấn đấu cả đời đều không đi đến, nhưng bây giờ, Trần Phi lại còn nói lên cái loại này tầng thứ cao thủ, cũng không đỡ nổi loại độc tố này. Cái này, đây tột cùng là cái gì độc? Từ đâu xuất hiện? Dù thế nào nên nói đều đã nói, Trần Phi tự nhiên cũng lười lại xen vào việc của người khác, thành thật nghỉ ngơi đi. Dù sao lúc này đây vì Đồng Lão Gia Tử chữa thương, cũng quả thực hao phí hắn không ít tinh lực, lúc này chính hư nhược không được, tự nhiên cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Ngày thứ hai, cùng Châu Thị xe số 1 chạy băng băng ở cùng Châu Thị đi trước phi trường trên xa lộ cao tốc. Lái xe là Đồng Văn Thành Bí Thư, một cái thời khắc đều mặt mang dáng tươi cười thoạt nhìn rất có lực tương tác trung niên nhân, tên là Trầm Khải. Mà một màn này, tự nhiên là Trần Phi cảm giác Đồng Lão Gia Tử chuyện này giải quyết rồi, ở cùng Châu Thị cũng không có gì chuyện, thẳng thắn trở lại Bắc Sơn quên đi. Dù sao bên kia mới là địa bàn của hắn, quen thuộc hơn. Trần Tiên Sinh, Đồng Bí Thư nhường ta với người nói thanh khiểm, bởi vì bên trong thành phố có tràng hội nghị trọng yếu, chân thực không đi được, vì vậy. Đúng lúc này, cùng Châu Thị số 1 lãnh đạo Bí Thư Trầm Khải nhẹ giọng mở miệng, dùng một loại hơi kính úy giọng nói hướng về Trần Phi mở miệng nói. Giảng đạo lý, làm đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành thị số 1 người lãnh đạo vật Bí Thư, hắn Trầm Khải tự nhận là coi như là kiến thức rộng rãi, gặp thể diện quá lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại vẫn cảm thấy đầu mình chóng mặt, cảm giác như là đang nằm mơ. Làm cùng Châu Thị tính trăm vạn số 1 quan phụ mẫu, Đồng Bí Thư lại vì không thể tự mình đưa một người trẻ tuổi đi sân bay, mà chuyên môn gọi điện thoại đến, ủy thác hắn hướng đối phương xin lỗi. Đây quả thực có thể nói là nảy sinh cái mới hắn loại này nhiều năm trà trộn chính đàn thế giới quan. Phải biết rằng, mặc dù là kinh thành này thủ trưởng, lãnh đạo nhà hài tử, cũng không đến mức nhượng đường đường tỉnh lỵ thành thị một tay làm được loại trình độ này đi. Đây quả thực. Xin lỗi, cái này có cái gì tốt xin lỗi. Trần Phi nghe vậy kinh ngạc cười cười, bỗng nhiên trong bao điện thoại di động chuông điện thoại vang lên. Đây là... Chỉ là vừa nhìn thấy Hiển Kỳ Bình điện báo biểu hiện,
Trần Phi trên mặt không khỏi hiện ra một tia vô cùng kinh ngạc. Vẻ, bởi vì, này điện thoại lại là Mộ Dung San đánh tới. Lại nói tiếp từ đương sơ Thánh La Lan tập đoàn chuyện kia sau, hắn cũng đã thật lâu chưa thấy qua đối phương, song phương điện thoại liên lạc cũng rất ít. Một tia vô cùng kinh ngạc sau, hắn vẫn ngay tức khắc nhận nổi lên điện thoại. Này, xin chào, là Trần Tiên Sinh sao? Là ta là Tiểu Béo, chính là Mộ Dung San bạn học, Trần Tiên Sinh ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Lần trước yến hội, thế mà bên đầu điện thoại kia lại vang lên một cái thanh âm xa lạ. Tiểu Béo, Trần Phi trong đầu hiện ra như vậy một bóng người. Ta đương nhiên còn nhớ rõ, bất quá Tiểu Béo, đây không phải là Mộ Dung San điện thoại. Làm sao vậy, nghe ngươi nói chuyện giọng nói vội vã như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trần Phi nghe được đối phương rõ ràng cấp thiết lời của, nhịn không được khẽ nhíu mày nói. Lẽ nào, hắn đã xảy ra chuyện gì? Cái kia, là như vậy, ta là muốn hỏi một chút Trần Tiên Sinh ngươi ở đây cùng Châu thì có người quen sao? Trưởng lớp hắn lái xe cùng người đụng phải, hiện tại cũng bị đưa cảnh sát giao thông đại đội, ngươi có thể không thể giúp một tay một chút. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi thăm, Tiểu Béo ngay tức khắc nhịn không được vội vàng nói. Lái xe cùng người đụng phải. Ngươi đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung San hắn không có sao chứ, trách nhiệm của ai, các ngươi hiện tại chưa? Trần Phi vừa nghe đến lại là đối phương ra tai nạn giao thông, không tự chủ trong lòng cũng rất cấp, nhưng vẫn là kiềm chế theo tính tình làm cho đối phương từ nhỏ một chút nói. Trần Tiên Sinh, ta dám phát thệ, ngày hôm nay chuyện này tuyệt không là trách nhiệm của chúng ta. Ngay vừa rồi ta và trưởng lớp chuẩn bị đi tham gia một hồi trọng yếu yến hội lúc, đi ngang qua Tây Thành khu Liên Chỉ đường, trưởng lớp rõ ràng là rất bình thường ở lái xe, mặt sau chợt có chiếc xe siêu tốc cực kỳ đến trước mặt hắn, sau đó trưởng lớp hình như bị hù ngã, tự đụng phải. Quyền này tới cũng không nhiều lắm chuyện này, thế nhưng... Nói đến đây, Tiểu Béo giọng nói trở nên có chút phẫn nộ, thế nhưng vậy đối phương tài xế lại xúc phạm vô lực, rõ ràng là trách nhiệm của hắn. Vô luận là từ xăm lốp vết tích hay là xe cậu ký lục nghi đều có thể đủ nhìn ra. Nhưng hắn vừa đưa ra tự lung tung mắng chửi người, chỉ trích trưởng lớp thế nào lái xe, nói trưởng lớp đem xe của hắn đụng, còn gọi điện thoại đem cảnh sát giao thông tìm tới. Có thể này vô liêm sỉ nhưng thật giống như cùng hắn là một phe, vừa lên đến liền nói muốn trưởng lớp hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng lại vu hãm trưởng lớp đánh người. Được rồi, đừng nói nữa, các ngươi hiện tại ở đâu? Khu Tây Thành cảnh sát giao thông đại đội đúng không? Trần Phi nghe thế cũng lười lại tiếp tục, lạnh lùng nói. Không sai, Trần Tiên Sinh, ta và trưởng lớp bây giờ đang ở khu Tây Thành đồn công an. Ngươi ở đây cùng Châu thì có người quen sao? Ta vừa rồi nghe này cảnh sát giao thông lén nói thầm, đàn ông kia, hình như bối cảnh rất sâu dày. Bên đầu điện thoại kia Tiểu Béo vậy cũng là điển hình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bởi vì cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới cùng bọn họ đụng nhau tài xế kia, tựa hồ lai lịch không nhỏ, bối cảnh rất sâu dày. Lai lịch không nhỏ, bối cảnh thâm hậu, Trần Phi nghe được Tiểu Béo những lời này cũng chỉ có thể cười cười, dù sao ngay cả đường đường cùng Châu thị người đứng đầu THIOTA thân bí thư, lúc này đều ở đây ngoan ngoãn làm tài xế cho hắn, còn có cái gì khác có thể so với đây càng bối cảnh thâm hậu, càng lai lịch không nhỏ sao? Hiển nhiên khả năng không lớn. Hơn nữa Trần Phi vừa nghe đến Tiểu Béo bên đầu điện thoại kia nói, tự minh bạch nhất định là này cảnh sát giao thông đang tìm chuyện này, quan quan cấu kết, ỷ thế hát yêu ta người. Nếu không dựa vào cái gì xăm lốp xe phanh lại ấn ký, xe cẩu ký lục nghi đều có, còn vừa lên đến tự xử Mộ Dung San toàn bộ trách, hơn nữa càng vu hãm đánh người. Người nói phương diện này không quỷ ai tin. Trầm Bí Thư, người nhận thức Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông người sao? Nhất niệm đến nước này. Trần Phi hướng về hàng chỗ tài xế ngồi Trầm Khải hỏi. Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông, Trần Tiên Sinh, là đã xảy ra chuyện gì sao, nếu không ta ngay tức khắc cho thị cục công an Tần Hướng sáng chói, Tần cục trưởng gọi điện thoại. Hắn là vốn là hệ thống công an rõ ràng hợp lý, cũng quản đội cảnh sát giao thông. Trầm Bí Thư nghe vậy ngay tức khắc không dám khinh thường, thận trọng mở miệng nói. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Hắn cũng sớm đã luyện tự một bộ sát ngôn quan sát bản lĩnh, tự nhiên nhìn ra được Trần Phi lúc này bao nhiêu có chút tức giận, nếu không, cũng sẽ không vừa rồi gọi điện thoại thời gian, ngữ khí của hắn có vẻ hơi có chút lãnh. Nghĩ đến đây hắn cũng kìm lòng không đậu có chút suốt mồ hôi chán. Phải biết rằng đây chính là liên đồng bí thư đều như thế chăng dám đơn giản chậm trễ đại nhân vật,
nếu để cho hắn nổi giận, trời biết sẽ phát sinh sao cái gì đáng sợ chuyện. Thì hệ thống công an rõ ràng hợp lý, đều không khoa trương như vậy, chỉ là bằng hữu ta cùng người khác ra một hồi tai nạn giao thông, có thể rõ ràng trách nhiệm không ở hắn, lại bị đối phương gọi tới cảnh sát giao thông vừa lên đến tự lung tung phán định toàn bộ trách, hơn nữa còn là vu hãm hắn đánh người. Tuy nói hắn hiện tại sợ rằng chỉ cần một câu nói, là có thể nhượng Đồng Văn Thành cho hắn 1.000 cái 1.000 cái mặt mũi, càng đừng nói cái gì thì hệ thống công an rõ ràng hợp lý. Chỉ là, chuyện này nói cho cùng cũng chính là món tai nạn giao thông, no chết cũng cứ như vậy đinh hơi lớn, vì vậy hắn cũng chân thực không có ý tứ vì chút chuyện này huyên náo phiền phức như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi dứt khoát nói Trầm Bí Thư, nếu không ngươi trước giúp ta gọi điện thoại, gọi người hỗ trợ ổn một chút cục diện. Bất quá cũng đừng đả thảo kinh xà, chờ chúng ta đi qua nhìn, rồi hãy nói bước tiếp theo làm sao bây giờ. Đi, Trần Tiên Sinh ngươi yên tâm, ta minh bạch ý của ngươi. Ta đây hình như có Tây Thành khu công an phân cục Tất Chính Vĩ cục trưởng điện thoại, vậy ta trước gọi điện thoại cho hắn đi qua, nhượng hắn hỗ trợ ổn một chút cục diện đi. Rất hiển nhiên cái này Trầm Khải cũng là cá nhân tinh, chỉ là một câu nói, tự ngay tức khắc nghe minh bạch Trần Phi là có ý gì, đào ra điện thoại của mình. Cho Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ đồng chí gọi điện thoại. Hơn nữa hắn cũng rất muốn rõ ràng, nếu là ở Tây Thành khu đội cảnh sát giao thông ra chuyện này, kia Tây Thành khu công an phân cục trưởng mới có thể nói đi. Dù sao cái gọi là cảnh sát giao thông đại đội cũng là thuộc về ngành công an. Đến mức bên đầu điện thoại kia Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ vừa tiếp xúc với đến Trầm Khải điện thoại, đầu tiên là phản xạ có điều kiện sửng sốt. Sau đó ngay tức khắc trở nên không gì sánh được nhiệt tình có thừa, thậm chí có một ít sợ hãi lên. Ngoan ngoãn, Đồng Bí Thư số một Bí Thư cư nhiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, đây chẳng lẽ là, chuyện gì xảy ra hắn còn không biết chuyện lớn. Tất cục trưởng, là như vậy, ta có chuyện mà muốn làm phiền ngươi. Trầm Khải tiếp đem Trần Phi bằng hữu sự tình cho đối phương nói một lần, sau đó đặc biệt nhấn mạnh sáng nay Đồng Bí Thư nhượng hắn đưa Trần Phi đi sân bay ngồi mù mịt. Sau đó lại đang đối phương hơi hơi run rẩy trong giọng nói, trọng điểm nói rõ Trần Phi ý tứ. Trước ổn định cục diện, nhưng đừng đả thảo kinh xa, phức tạp, tất cả đợi được bọn họ đi qua sau rồi hãy nói. Vâng, vâng, là Trầm thư ký ta hiểu được. Xin ngươi yên tâm, cũng thỉnh vị kia Trần Tiên Sinh yên tâm, ta hiện tại ngay tức khắc chạy đi cảnh sát giao thông đại đội, tuyệt không nhượng Trần Tiên Sinh vị bằng hữu kia đã bị mảy may không công bình đãi ngộ. Bên đầu điện thoại kia, Tất Chính Vĩ cục trưởng có thể nói là đã đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng không nhịn được chửi ầm lên cảnh sát giao thông đại đội này không có mắt phế vật. Con mẹ nó người hỗ trợ thì giúp một tay, có thể cũng phải đem bản thân cặp kia cầu áp phích cho đánh bóng một ít a. Thậm chí ngay cả Đồng Bí Thư đều muốn đích thân an bài đối phương đi phi trường đại nhân vật bằng hữu cũng dám hãm hại, có đúng hay không chán sống. Ừ, vậy làm phiền ngươi, Tất cục trưởng, ta cúp điện thoại trước. Trầm Khải cúp điện thoại sau, đi qua kính chiếu hậu hướng về Trần Phi cung kính mở miệng nói Trần Tiên Sinh, ta đã thông chi Tây Thành khu công an phân cục Tất cục trưởng đã chạy tới. Ừ, đã như vậy, chúng ta cũng mau hơn đi thôi. Trần Phi nghe vậy chậm rãi gật đầu nói. Mà khi cùng Châu thì Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ, còn có Trần Phi hai người từ các phương vị đuổi hướng Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội thời gian. Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội La đại đội trưởng cũng vừa tiếp xong một chiếc điện thoại. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt trần trờ nhìn một vị ục ịch ngốc đầu nam tử. Sau đó lại nhìn một chút một bên đang ở lấy khẩu cung, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, lại vẻ mặt ủy khuất Mộ Dung San. Cảm giác có chút nhức đầu. Bởi vì ngay vừa rồi, đỉnh đầu của hắn thủ trưởng Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ tự mình gọi điện thoại tới. Vì cái này mở mã toa lạp đế cô gái trẻ tuổi nói, nhượng hắn chăm chú xử lý cái này tai nạn giao thông. Lúc đầu nha, làm vì bọn họ cảnh sát giao thông đại đội người lãnh đạo trực tiếp, Tất Chính Vĩ cục trưởng mặt mũi hắn đương nhiên được cho. Có thể vấn đề bây giờ là một vị khác mở bó nam tử lại địa vị lớn hơn nữa. Bởi vì hắn chính là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên nhi tử, Trương Tuyền. Phải biết rằng, đây cũng không phải là chánh pháp ủy phó thư ký cái loại này hư chức. Mà là thật thật tại tại duy nhất một quản công an, kiểm sát, pháp viện thị ủy lãnh đạo, ngay cả cục trưởng thị công an cục cũng về hắn quản. Như vậy hắn chính là một cái tiểu cảnh sát giao thông đối chiến, thụ khởi dám ở trước mặt đối phương làm càn. Nhưng cũng tựu sau một lát, chỉ thấy hắn cắn răng đi tới Mộ Dung San bên cạnh, nhỏ giọng nói cô nương,
chuyện này ta cũng liền cho ngươi nói rõ. Tuy rằng bằng hữu ngươi thỉnh động chúng ta khu Tây thành công an phân cục tất cục trưởng, thế nhưng, đối phương địa vị lại lớn hơn nữa, hắn là chúng ta cùng châu thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử. Vì vậy nếu không cứ như vậy đi, ngươi ăn chút thua thiệt, ta cho ngươi xử chuyện này cố toàn bộ trách, chúng ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, ngươi xem, thế nào? Cái gì, chánh pháp ủy thư ký nhi tử? Tiểu béo ở một bên nghe vậy lại càng hoảng sợ, mí mắt kinh hoàng. Cái gì, xòe ra đồ chơi, cùng châu thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử. Cái này địa vị cũng quá đi. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được vẻ mặt khẩn trương thấp giọng nói trưởng lớp, nếu không chúng ta hay là thôi đi. Đối phương địa vị quá dọa người. Thế nhưng, vậy được rồi, Mộ Dung San nghe vậy bưng bản thân má phải chứng ửng đỏ giấu năm ngón tay. Trong lòng tuy rằng ủy khuất tới cực điểm, có thể cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cắn môi gật đầu nói. Dù sao hắn ở cùng châu thì cũng chỉ có thể xem như là cái người bên ngoài, hơn nữa đối phương còn lại là bản thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử. Cái loại này cao độ, chân thực để cho nàng không sanh được lại tiếp tục nháo đi xuống tâm tư. Bởi vì coi như lại tiếp tục nháo xuống phía dưới, sợ rằng hối hận cũng chỉ có thể là bọn họ đi. Cảnh sát giao thông đại đội trên đầu là hệ thống công an. Hệ thống công an ở thì cấp bậc nội lại quy về chánh pháp ủy bộ môn phối hợp quản lý. Cho nên đối phương có thể cùng hắn nói như vậy, đã coi như là rất đạt đến một trình độ nào đó. Ừ, Mộ Dung tiểu thư, chúng ta cứ như vậy quyết định. Tây thành khu cảnh sát giao thông đại đội La đại đội trưởng thấy thế cũng hơi thở dài một hơi, lại đón lại đi tìm một người đương sự Trương Tuyền thương lượng Trương Thiếu, ngươi nhìn đối phương cũng nhận mình là toàn bộ trách, nếu không chuyện này cứ định như vậy đi. Dù sao cũng không phải đại sự gì. Không là đại sự gì. Lẽ nào ngươi không biết cái này nông dân đụng phải xe của ta, hơn nữa lại còn dám đẩy ta, đối với ta nói năng lỗ mãng. Không được, ta muốn để cho bọn họ tiếp thu trị an xử phạt, cho ta chịu nhận lỗi. Thế mà đối phương lại không chịu từ bỏ ý đồ. Cái gì? Trị an xử phạt. Còn muốn chịu nhận lỗi. Một nghe nói như thế Mộ Dung San cũng chịu không nổi nữa nội tâm ủy khuất. Lớn tiếng nói dựa vào cái gì? Rõ ràng sẽ là của ngươi trách nhiệm. Không sai, các ngươi chân thực hơi quá đáng. Xe cẩu ký lục nghi video cũng còn ở chúng ta trên tay ni, các ngươi như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, có đúng hay không hơi quá đáng? Tiểu béo cũng chân thực không nín được nói. Đúng vậy, rõ ràng chính là tiện nhân kia không đúng, siêu tốc trái với quy tắc giao thông không nói, hơn nữa còn là hắn động thủ trước có người. Nhưng lại miệng các loại không sạch sẽ, thô bỉ nói từng mảnh. Cái này mới có mặt sau Mộ Dung San chân thực không nhịn được tự đẩy đối phương một chút, nhưng này cũng không ứng với thành cho các ngươi vu hãm người mượn cớ đi. Rõ ràng là nhất kiện là một mọi người có thể phân rõ sở trách nhiệm thông nhau sự vụ, lại chậm chạp không cách nào làm được, nhưng lại muốn để cho bọn họ bị người hại chịu thiệt. Được rồi, chịu thiệt cũng nên nhận, ai bảo ngươi tử địa vị lớn như vậy. Nhưng bây giờ đối phương cư nhiên cũng còn chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn cho Mộ Dung San chịu nhận lỗi, tiếp thu trị an xử phạt, cái này có phải là thật hay không có chút quá phận? Lẽ nào hiện tại thế đạo này thực sự sẽ không có vương pháp đáng nói sao? Dựa vào cái gì, ngươi cái tiện nữ nhân, còn ngươi nữa cái này từ nông thôn đến tên nhà quê, nói cho ngươi biết, ba ta thế nhưng chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên. Các ngươi là không phải là muốn tìm cái chết. Trương Tuyền nghe vậy nhất thời thần sắc dữ tợn, thần sắc cực kỳ khó chịu tức miệng mắng to. Hai vị, trước chớ quấy rầy. Trương Thiếu, chúng ta mượn một bước nói. La đại đội trưởng nhìn thấy Trương Tuyền như vậy ỷ thế hát yêu ta người, trong lòng một trận lắc đầu. Hanh, Trương Tuyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng cùng hắn đến một bên lén giao lưu đi. Trương Thiếu, ta lời nói thật nói cho ngươi. Chuyện này nghiêm ngặt tuy nói là tất cả của ngươi trách. Hơn nữa trong tay đối phương mặt lại có chứng cứ, xe cẩu ký lục nghi, vì vậy nếu là thật nháo lên, chúng ta cũng không tiện làm, hơn nữa. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói hơn nữa đối phương tựa hồ cũng có chút địa vị, vừa rồi tất cục trưởng gọi điện thoại tới cho ta. Tất cục trưởng, tất chính vĩ cục trưởng, Trương Tuyền nghe vậy nhìn không được nao nao, tuy nói lấy phụ thân hắn thân phận, địa vị, cũng sẽ không đem chính là một cái công an phân cục trưởng không coi vào đâu. Thế nhưng, dù sao cũng là phụ thân hắn, cũng không phải hắn. Vì vậy chuyện này nếu thật là nháo lên, chỉ sợ cũng vẫn còn có chút phiền phức. Mẹ, mấy cái tên nhà quê còn phiền toái như vậy.
Trương Tuyền tuy rằng kiêu ngạo, nhưng vẫn là biết đường đường công an phân cục cục trưởng không dễ chọc, chợt vẻ mặt xui nói được rồi, ta đã biết. Nếu tất cục trưởng đều lên tiếng, vậy hãy để cho bọn họ cho ta chịu nhận lỗi được rồi. Mà ở nhìn thấy một màn này, cảnh sát giao thông đại đội La đại đội trưởng rốt cục thở dài nhẹ nhõm, phảng phất trong lòng một khối tảng đá lớn lúc đó hạ xuống, sau đó sẽ độ hướng về Mộ Dung San, Tiểu Béo hai người đi đến, vẻ mặt lúng túng thấp giọng nói hai vị, hơi chút trang giả vờ giả vịt nói lời xin lỗi được rồi. Dù sao ba hắn là chúng ta cùng Châu thị chánh pháp ủy thư ký, quả thực nón quan quá dọa người, vì vậy, các ngươi xem. Theo lý thuyết, khi hắn loại này khu cấp bậc cảnh sát giao thông đại đội trưởng trong mắt, có thể lái nổi mã toa lạp đế như vậy hào xe, có thể mời được phân cục cục trưởng tự mình gọi điện thoại đến biện hộ cho, cái này đã cũng coi là rất có phân lượng. Chính là chỉ tiếc, bọn họ vận khí không tốt, giờ lưng, gặp gỡ đối diện địa vị dọa người hơn. Ta, Mộ Dung San nghe vậy gắt gao cắn môi, dùng tay cầm mặt cười trên còn chưa tiêu sưng dấu năm ngón tay, trong lòng có dũng khí không nói được ủy khuất cảm. Tuy nói hắn cũng không phải loại cuộc sống đó ở răng ngà bên trong tháp ngây thơ tiểu công chúa, tinh khiết thật đáng yêu, mấy năm nay gây dựng sự nghiệp cũng chịu không ít vị đắng, gặp hơn những này. Thế nhưng, ủy khuất chính là ủy khuất, hắn thật sự là không có biện pháp tiếp thu. Thấy tình cảnh này, là đại đội trưởng trong lòng cũng có dũng khí không nói được tư vị, muốn há mồm khuyên nữa khuyên, thế nhưng hắn lại phát hiện mình cư nhiên không biết mở miệng như thế. Đội trưởng, tất cục trưởng tới. Mà tự sau đó một khắc, Tây Thành khu công an phân cục trưởng Tất Chính Vĩ vội vã đi đến. Thấy tình cảnh này, là đại đội trưởng nội tâm giật mình ngoài ý muốn đồng thời, cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Người Tất Chính Vĩ tất cục trưởng đích thân đến, như vậy món chuyện phiền toái nên không cần ta la mẫu người trở lại nhức đầu đi. Hai người các ngươi thần tiên đánh nhau, ta đây người phàm, còn là lão lão thật thật xem cuộc vui đi. Thực sự là hắn, tất cục trưởng, thấy tình cảnh này. Trương Tuyền trong ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết mình cũng không gọi điện thoại sẽ đối phương đến, thế nhưng, đối phương lại ở lúc này giờ như vậy trùng hợp xuất hiện, cái này không hề nghi ngờ, có phải là vì một nam một nữ kia tới đi? Lẽ nào đối phương thật có lợi hại gì bối cảnh, liên đường đường công an phân cục trưởng trong thời gian làm việc, đều tự mình chạy tới? Phải biết rằng mặc dù là hắn có cái thị chánh pháp ủy thư ký cha làm chỗ dựa vững chắc, nhưng khi đối phương cố ý tới rồi lúc, cũng cần phải cấp cho vài phần mặt mũi. Dù sao thật phải nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn Trương Tuyền đính thiên chính là cái không quan không có chức công tử ca, tuy rằng phía sau có cha nghiêu bức, nhưng là không chịu nổi trên người đối phương có nón quan, hơn nữa phân lượng cũng còn tay không coi là nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dần dần có dũng khí hơi không ổn, nhưng lại rất nhanh thì tiêu tán không thấy. Nói đùa, hắn Trương Tuyền là ai? Tại đây cùng Châu thị thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng tròn, đều tuyệt đối cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Nhưng bây giờ, liền hắn tự mình ra mặt, lại thậm chí ngay cả nhất kiện nho nhỏ tai nạn giao thông cũng không có xử lý tốt, điều này làm cho hắn có dũng khí bị khinh thị, bị không nể tình cảm giác. Trong lòng rất là căm tức cùng không phục. Nghĩ đến đây, hắn dài ở trên mặt thập phần không hài hòa hẹp dài hai mắt xẹt qua một tia hàn mang. Khó chịu. Xin hỏi vị kia là Mộ Dung San tiểu thư, còn có Tiểu Béo tiên sinh. Đúng lúc này, vội vã mà đến tất cục trưởng cư nhiên chưa kịp cho La đại đội trưởng chào hỏi, tự lau cái trán một thanh mồ hôi, vội vội vàng vàng hỏi. Nói đùa, vị kia khiến đồng bí thư cũng không có so với coi trọng đại nhân vật Trần tiên sinh lập tức đều phải đến rồi, hắn lại còn không có đem chuyện này thật xinh đẹp xử lý tốt, điều này làm cho hắn có thể không vội sao. Ta là Tiểu Béo. Vị này chính là Mộ Dung San. Bất quá làm sao ngươi biết tên của chúng ta, còn có, ngươi là cục trưởng. Mộ Dung San đều còn chưa mở miệng nói rằng, Tiểu Béo liền không nhịn được tò mò mở miệng hỏi, vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc. À, nguyên lai hai vị chính là Mộ Dung San tiểu thư cùng Tiểu Béo tiên sinh a. Xin lỗi, vừa rồi bên trong cục có một số việc không có thể trước tiên chạy tới, nghe nói các ngươi phát sinh tai nạn giao thông. Không có sao chứ. Yên tâm, ta biết cái này không phải là của các ngươi trách nhiệm, chúng ta công an bộ phận then chốt nhất định sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Tất Chính Vĩ cục trưởng gặp rốt cuộc tìm được chính chủ, liên miên vô cùng nhiệt tình mở miệng nói những lời này cũng làm cho mọi người tại đây sững sờ. Cái này vãi chuyện gì xảy ra? Cái này tất cục trưởng,
không động kinh đi. Phải biết rằng nếu là dựa theo chương trình kịch bản, người Tất Chính Vĩ mặc dù là Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng, nhưng đến cái này cảnh sát giao thông đại đội. Ít nhất, cũng còn là trang giả vờ giả vịt cho địa đầu xà chào hỏi đi. Chớ nói chi là đường đường chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên nhi tử Trương Tuyền Trương Đại Thiếu vẫn còn cái này vẻ mặt âm trầm đứng nghi, hắn nhưng thật giống như không thấy được. Không, nhìn như vậy, hình như là thật không có thời gian thấy. Tất cục trưởng, người có ý tứ. Nghe thế, Trương Tuyền nhịn không được sắc mặt âm trầm nói. Là ai, gì, đây không phải là Trương Tuyền sao? Người thế nào cũng ở đây. Tất Chính Vĩ như là nghe được cung nhảy linh hạ giọng lời. Nhất thời biến sắc, xoay người lại muốn quát, lại theo nhìn thấy Trương Tuyền Trương hắn hết sức quen thuộc mặt, cũng là thoáng cái ngây ngẩn cả người. Làm vì mình trực hệ đại lãnh đạo nhi tử, Tất Chính Vĩ dĩ nhiên đối với đối phương không xa lạ gì. Thế nhưng, Tất Cục Trưởng xin chào, khó có được Cục Trưởng ngươi còn nhớ rõ ta, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên đi. Trương Tuyền gian đối phương cuối cùng đem bản thân nhận ra, trong lòng nín đoàn lửa rốt cục dập tắt một ít. Nhưng vẫn là giọng nói có chút không tốt, làm cho vừa nghe tựu minh bạch. Ha ha, Trương Hiền chất ngươi đây là hiểu lầm ta. Bất quá hôm nay ngươi có thể đã gây họa, nếu là ngươi, có thể nghe thúc thúc ta một câu khuyên, cùng đối phương nói lời xin lỗi, xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân trên chuyện này đối với phương vậy cũng sẽ không truy cứu nữa, nếu không, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Thế mà Tất Chính Vĩ nghe vậy lại ha ha cười cười, nói bỗng nhiên tiến đến Trương Tuyền bên tai thấp giọng nghiêm túc nói. Cái gì? Xòe ra đồ chơi. Nhượng ta Trương Tuyền cho tiện nữ người nói xin lỗi. Tất cục trưởng, người có đúng hay không đang nói đùa? Chỉ bằng mấy người bọn hắn tên nhà quê, dựa vào cái gì? Có tư cách nhượng ta Trương Tuyền hướng bọn họ nói khiểm. Hắn nhịn không được vẻ mặt âm trầm nói, khuôn mặt phẫn nộ. Cảm giác mình hình như bị nhục nhã. Ai, Tiểu Tuyền, người đã muốn nghĩ như vậy? Ta đây Tất thúc thúc ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, ngày hôm nay cái này tai nạn giao thông ta sẽ đích thân phụ trách, nên bên kia trách nhiệm, vậy khẳng định tuyệt đối chạy không thoát. Nghĩ đến đây Tất Chính Vĩ cục trưởng cũng lười nhiều hơn nữa nói, lưu lại một câu như vậy xoay người ly khai. Tất cục trưởng, ngươi, mà ở nhìn thấy Tất cục trưởng rõ ràng như vậy thái độ, Trương Tuyền rốt cục ý thức được có chút không tốt, hơi biến sắc mặt nói. Quả thật, nếu chỉ là cái phân cục cục trưởng, nói toạc thiên cũng liền một cái chánh sự cấp cán bộ, hắn có hắn lão tử ở sau lưng chỗ dựa, tự nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, bây giờ đối với phương loại thái độ đó lại không giống là một người a. Hơn nữa đối phương ở biết rõ thân phận của hắn tình huống dưới, còn nói muốn hôn tự công chính xử lý. Đây ý là nói phải xử lý hắn. Đúng lúc này, lại có một vị cảnh sát giao thông dẫn hai vị nam tử đi đến. Trong đó một vị đại khái ở ba ngoài 40. Thân thể hơi có chút mập ra, nhưng thoạt nhìn rất nho nhã, nhã nhặn. Đến mức một vị khác còn lại là cái toàn thân hàng vỉa hè tiện nghi hóa hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại cư nhiên đi tuốt ở đằng trước, mặt không biểu tình, nhưng nhãn thần sắc bén, trong lúc giở tay nhấc chân có một loại không rõ cảm giác, phảng phất có thể làm cho một loại lớn lao áp lực. Rất hiển nhiên, lúc này xuất hiện hai người chính là Đồng Văn Thành THIOTA thân bí thư Trầm Khải, cùng với mặt không thay đổi Trần Phi. Là đội trưởng, Tất cục trưởng, Trầm bí thư tới. Sau một khắc, dẫn hai người vào cảnh sát giao thông run giọng mở miệng, khiến ở đây mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, sau đó, mọi người trái tim cũng không từ mạnh vừa nhảy. Làm Đồng Văn Thành đồng bí thư bình thường ở cơ sở người phát ngôn, cùng Châu Thị Quan Trường không thể tranh cãi số 2 lãnh đạo, Trầm Khải khuôn mặt tự nhiên bị phía dưới rất nhiều người biết rõ. Thế nhưng đồng bí thư THIOTA thân bí thư tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào? Trầm thư ký xin chào, nghĩ đến vị này chính là Trần Tiên Sinh đi. Hạnh ngộ, ta là Tây Thành khu công an phân cục cục trưởng, Tất Chính Vĩ. Mà đúng lúc này, từ lâu biết được tin tức, vì vậy có thể trước hết phản ứng kịp Tất Chính Vĩ, đã vội vàng đi tới chào hỏi. Hơn nữa mọi người hết hồn, không gì sánh được chấn kinh là... Rõ ràng vị kia đồng bí thư THIOTA thân bí thư Trầm Khải tựu ở bên cạnh, hắn Tất Chính Vĩ lại cư nhiên hình như đúng tránh một người trẻ tuổi càng nhiệt tình, càng cung kính. Một màn này những mọi người tại đây đều sợ ngây người, đặc biệt lúc này đều đã kinh ngạc đến che miệng Mộ Dung San hai người. Ta thích cái ngoan ngoãn đó không phải là Trần Phi sao? Thế nào, cư nhiên, nghiêu như vậy?
Tất cục trưởng xin chào, ta là vì bằng hữu ta chuyện tình tới. Không biết hiện đang xử lý thế nào, là bên kia trách nhiệm. Trần Phi vừa cười cùng cách đó không xa Mộ Dung San, tiểu béo hai người xử một cái ánh mắt, một bên bình thản hướng về tất cục trưởng hỏi. Ngạch, cái này, là đội trưởng ngươi không phải mới vừa đang xử lý chuyện này sao? Mau tới đây, cho Trần Tiên Sinh hảo hảo nói một chút. Tất cục trưởng nghe vậy tự nhiên lúng túng cười cười, nhãn thần trộm phiêu theo đem tránh ở một bên La đại đội trưởng đẩy đi ra. Hơn nữa một bên đẩy, còn một bên dùng nhãn thần ý bảo nhượng hắn nhất định phải hảo hảo nói, hẳn là trách nhiệm của ai chính là của người đó trách nhiệm. Cái kia, cái này, lúc đầu đều xử lý không sai biệt lắm, Mộ Dung tiểu thư bên này nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn, bất quá, Trương thiếu bên kia còn không hài lòng, hy vọng Mộ Dung tiểu thư có thể nói lời xin lỗi. La đại đội trưởng bỗng nhiên bị đẩy ra cũng là bối rối, lắp bắp cư nhiên thực sự tình hình thực tế nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời vừa nói ra, tất chính vĩ chết tâm đều có, tâm tình trong nháy mắt khổ ép tới cực điểm, thần sắc giống như nuốt một con ruồi vậy khó chịu. Thảo A, lão tử gọi là ngươi đi ra giảng hòa, không phải là cho ngươi cái này ngu xuẩn đi ra làm cho chuyện. Con mẹ nó ngươi nói như vậy. Chẳng phải là rồi hãy nói hắn tất chính vĩ vô năng, vỗ ngực bảo chứng chuyện mà đều không làm tốt. Toàn bộ trách, còn xin lỗi, vị này cảnh sát giao thông đồng chí thật xác định là chúng ta bên này trách nhiệm sao, lẽ nào là bằng hữu ta vừa rồi ở đối với ta nói xạo. Trần Phi nghe vậy cũng sắc mặt âm trầm lên, thanh âm có chút lãnh. Hắn đương nhiên không tin là Mộ Dung San đối với hắn nói xạo, vì vậy lời nói này đi ra, tự nhiên là làm cho nghe. Cái gì nói xạo? Rõ ràng chính là những tên kia nhìn đối phương có cái thị chính pháp ủy thư ký nhi tử, cho nên muốn đổi trắng thay đen, mạnh mẽ muốn cho chúng ta chịu thiệt, chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không chỉ có như vậy, Phi ca, trưởng lớp đại nhân đều bị tiện nhân kia quạt một bạt tai, hắn còn muốn ác nhân cáo trạng trước. Đúng lúc này, tiểu béo bất mãn cao giọng kêu to lên. Thế nhưng hắn nói đều vẫn chưa xong phân nửa, đã bị đứng ở bên cạnh Mộ Dung San đỏ mặt kéo lại. Tuy nói đã trúng một bạt tai, trong lòng của hắn ủy khuất, thế nhưng hắn lại càng không muốn trước mặt mọi người nhắc tới bản thân trước cùng cái người đàn bà tranh chua tựa như đánh nhau hành vi, nhiều mất mặt a. Không tố chất, San tỉ mặt của ngươi, mà ở phía sau, Trần Phi cũng rốt cục thấy đến Mộ Dung San gò má trên chưa tiêu đi dấu năm ngón tay, nhất thời sắc mặt càng thêm lạnh lên. San tỉ ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ nhường ngươi làm chủ. Trần Phi hướng phía Mộ Dung San hứa hẹn một câu, sau đó xoay người nhìn phía Từ Hắn cùng với Trầm Bí Thư ngay từ đầu xuất hiện, cũng đã sắc mặt đại biến, thần thái hoảng hốt Trương Tuyền, cùng Nhảy Linh hai người, lạnh lùng nói ai động thủ có San tỷ. Hiện tại, bản thân đứng ra cho ta. Giọng điệu này quả thực bá khí một nhóm, hình như hoàn toàn không đem cái kia cái gì thị chính pháp ủy thư ký nhi tử không coi vào đâu. Mà đang nghe thái độ như thế không tốt chất vấn. Khi nào bị loại này ủy khuất Trương Tuyền rốt cục không nhịn được, dùng tay chỉ Trần Phi thét to ngươi là ai, ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, là lão tử có thì thế nào? Thế nào? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái trào phúng vậy thiếu ý, bỗng nhiên thân thể bước lên trước, vươn tay hung hăng vung. Ba. Mọi người tai vang lên một tiếng thanh thúy chàng pháo tay. Trong sát na, toàn bộ hiện tại đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phi, sau đó, lại len lén liếc liếc vẻ mặt cuồng nộ Trương Tuyền, trong nháy mắt đều bối rối. Chúng ta giảng đạo lý được rồi. Mặc dù là hắn Trương Tuyền đỉnh phá thiên cũng chính là cái không quan không có chức nha nội, nhưng vấn đề là như thế nào đi nữa nói, cha hắn coi như là vốn là thị uy một trong những cự đầu, đường đường chính chính duy nhất thị chính pháp ủy thư ký. Cũng coi là cùng châu thị thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng nhân vật có mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã có người căn bản không cho hắn mặt mũi, hoàn toàn không kiêng nể gì cả quăng hắn một cái tát, hơn nữa còn là ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới. Cái này vãi, có muốn hay không như thế treo? Lẽ nào cái này một thân hàng vỉa hè hàng tuổi nhỏ người thật có cái gì dọa người bối cảnh, liên đường đường tỉnh lỵ thành phố chánh pháp ủy thư ký cũng không chụp. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Trương Tuyền bụng mặt dữ tợn nói. Thế mà nghe nói như thế, Trần Phi nhưng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, trong miệng thản nhiên nói Nga, ngươi là ai? Nga, ngươi là ai?
Loại giọng nói này giống như là đang hỏi bên lề đường người thường vậy, căn bản không thèm để ý chút nào, nhất thời làm Trương Tuyền cảm thụ được nồng nặc vũ nhục, sắc mặt cực vi khó coi nói ta là ai. Ta là Trương Tuyền, ba ta là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên, nói như vậy vậy là đủ rồi sao? Hắn đang nói câu nói sau cùng lúc, hoàn toàn là dùng giống đi ra ngoài. Ba ta là vốn là thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên, nói như vậy là đủ rồi sao? Thị chánh pháp ủy thư ký Trương Toàn Xuyên. Trần Phi nghe vậy cũng liền thần sắc bình tĩnh cười cười, bỗng nhiên xoay người nhìn phía Trầm Bí Thư nói Trầm Bí Thư, người nhận thức hắn sao? Hắn dùng tay chỉ Trương Tuyền. Trầm Khải nghe vậy ngẩn ra, mặc dù có chút không rõ vì vậy, nhưng vẫn là ngay tức khắc khẽ gật đầu nói Trần Tiên Sinh, ta nhận thức hắn, hắn đích xác là Trương Thư Ký Công Tử Trương Tuyền. Trước đây đi Trương Thư Ký nhà bái phỏng lúc, trải qua thường gặp được. Nghe đến đó, Trương Tuyền trên mặt tự nhiên hiện ra lau một cái vẻ đắc ý, ngay sau đó giữa hai lông mày còn lướt qua một tia ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói ngươi nghe không? Có thể là của hắn nói đều vẫn chưa nói hết, lại bị Trần Phi thuận miệng cắt đứt, móc móc cái lỗ tai nói Nga, Đổng Văn Thành cùng ba hắn so với, ai lợi hại hơn. Lời này nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai đương nhiên như bị sét đánh, nhất thời làm bọn họ có dũng khí hết hồn, tay chân lạnh lẽo cảm giác. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng mẹ là ai? Cư, lại dám làm trò Đổng Bí Thư THIO ta thân Bí Thư mặt mà, gọi thẳng Đổng Bí Thư kỳ danh. Nhưng lại trước mặt mọi người hỏi như vậy bén nhọn vấn đề. Điều này làm cho mọi người tại đây đều có một loại sắp ngất xung động. Con mẹ nó ngươi đến cùng có biết hay không lời như vậy rất phạm kiêng kỵ, nếu không phải cẩn thận truyền tới Trương Thư Ký trong lỗ tai. Lẽ nào hắn là thật không có đem Trương Thư Ký không coi vào đâu? Nghe đến đó, dù là Trầm Bí Thư loại này tự nhận là thân kinh bách chiến, kiến thức rất rộng chính là nhân vật, cũng kìm lòng không đậu cái trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Môi run run nói cái kia, cái này. Tuy rằng Trương Thư Ký đứng hàng bản thị chánh pháp ủy thư ký chức vị tương đương cao, nhưng nếu là cùng Đổng Bí Thư so với, tự nhiên hay là muốn thoáng chênh lệch một ít. Hắn cái này đương nhiên nói đúng lời nói thật. Tỉnh lỵ thành thị chánh pháp ủy thư ký tuy rằng nhiêu bức, nhưng cùng một tay so với, cũng xác xác thật thật chênh lệch một ít. Nhưng cái này lời nói thật nghe vào Trương Tuyền cái này đương sự nhi tử trong lỗ tai, đã có loại cha mình bị chửi bới. Vũ nhục tức giận cảm, chợt hướng phía Trần Phi lạnh lùng khiển trách tiểu tử, người coi là vật gì vậy? Lại dám như vậy ở lén chửi bới cha ta cùng Đổng Bí Thư? Người có đúng hay không óc có bệnh? Thế mà Trần Phi nghe vậy, lại dùng một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt hướng bên cạnh Trầm Bí Thư nói Trầm Bí Thư, cho Đổng Bí Thư gọi điện thoại đi. Ta có việc bận tìm hắn. Thế nhưng Đổng Bí Thư chính đang họp, Trầm Bí Thư nghe vậy cũng là sửng sờ. Có chút do dự mở miệng. Đổng Văn Thành hiện nay đang ở mở một cái rất trọng yếu sẽ, trọng yếu đến liên hắn cái này THIO ta thân bí thư cũng không có tư cách đi theo. Vì vậy, làm Trần Phi yêu cầu hắn cho Đổng Bí Thư gọi điện thoại, hắn mới như vậy do dự. Dĩ nhiên, cũng còn có cái nguyên nhân, đó chính là đứng ở góc độ của hắn, tựa hồ cũng không nguyện nhìn chuyện này vượt nháo càng lớn. Dù sao đối phương phía sau thế nhưng chánh pháp ủy Trương thư ký, không nói thân phận. Trình tự trong lúc đó chênh lệch, liền nói mọi người một cái thể chế dưới, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Thật muốn là làm lớn chuyện, Đổng Bí Thư bên kia cũng xấu hổ a. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn loại sự tình này mà phải dùng tới hắn một người bí thư mù quan tâm sao? Nga, vậy tự ta đánh đi. Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng ứng tiếng, chợt bản thân móc ra điện thoại gọi thông Đổng Văn Thành dãy số. Cái kia, Trần Tiên Sinh, ta không phải là ý đó, ngươi. Thỉnh ngài đừng hiểu lầm. Có thể ở nhìn thấy một màn này, Trầm Bí Thư nhất thời một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh ngộ bản thân phạm vào nhiều một sai lầm, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, thần sắc hốt hoảng giải thích. Ta nói Trầm Khải con mẹ nó ngươi thực sự là đầu bị cửa kẹp đi. Trần Tiên Sinh muốn ngươi gọi điện thoại ngươi tự đánh đi, phải mặc danh kỳ diệu do dự một chút, cái này tốt rồi. Tên đầu heo đều có thể nghe ra Trần Phi trong giọng nói mất hứng. Ngươi làm gì? Ta cũng bất quá tự nhiều lời vài câu, ngươi cho Đổng Bí Thư gọi điện thoại có ý tứ. Chuyện của chúng ta tự chúng ta lén giải quyết không tốt, làm phiền trưởng bối coi là cái gì. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên thật trực tiếp móc ra điện thoại cho Đổng Bí Thư đánh, trước còn một bộ khó lường, khoan dung Trương Tuyền lúc này cũng trong nháy mắt ngớ ngẩn, sắc mặt tái nhợt, có chút cuống quýt lớn tiếng nói.
Khốn cây Ediota. Chúng ta chuyện của mình, chạy đi cho đồng bí thư cáo trạng coi là bản lãnh gì. Chỉ biết ỷ thế hát yêu ta người. Thế nhưng hắn lại đã quên dĩ vãng nếu không phải hắn ỷ vào cha mình chức quan, nơi làm cho huyền diệu mình là chánh pháp ủy thư ký nhi tử, nơi lấy cái này tạo áp lực người khác lại làm sao có thể cho hắn cái này nói toạc thiên, cũng chính là cái không quan không có chức nha nội lớn như vậy mặt mũi. Cho nên nói a, ác tâm còn cần ác nhân mài. Đặc biệt Trần Phi loại này tựu không thể gặp người phách lối người phải đã qua trong tay hắn đụng, trách được ai. Tiểu Phi, nếu không cứ tính như thế đi. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi vì mình mà trở nên như vậy hùng hổ dọa người, phải sẽ đối phương cho cái thuyết pháp, Mộ Dung San trong lòng tự nhiên có dũng khí không nói ra được vui sướng cùng ngọt ngào. Có thể, đối phương dù sao cũng là chánh pháp ủy thư ký nhi tử, lão tử lớn như vậy quan chức. Có thể coi là hay là thôi đi. San tỷ, yên tâm đi, không có việc gì. Đồng bí thư, là ta, Trần Phi. Ngay Trần Phi nghe vậy cười nhạt vỗ vỗ tay hắn lúc, bên đầu điện thoại kia rốt cuộc kết nối, hắn nhất thời mở miệng cười nói. Trần tiên sinh ngươi không phải là hiện tại hẳn là ở trên phi cơ sao? Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đồng Văn Thành sang sáng tiếng cười, đương nhiên trong đó cũng có một chút nghi hoặc. Dù sao, Trần Phi vé máy bay là hắn tự mình phân phó người mua, coi là hiện tại thời gian không phải là vừa vặn sao. Làm sao sẽ hiện ở gọi điện thoại cho hắn đi? Gặp gỡ chút chuyện, trước hết không đi, cái này không, lại tìm đến người vị này đại thư ký lên trên người. Trần Phi nghe vậy mở miệng cười nói, tùy tùy tiện tiện trêu chọc giọng, thẳng nhượng mọi người tại đây ngẩn người, hết hồn. Ông trời của ta, phải biết rằng bên đầu điện thoại kia thế nhưng đồng bí thư. Vốn là chút nào không tranh cãi một tay, nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi lại cư nhiên dùng loại này tùy ý giọng nói, cùng hắn như vậy lỗ mảng nói. Cái này vãi, Trầm bí thư sắc mặt nhất thời phát khổ, không gì sánh được ảo não bản thân vừa rồi vì sao óc rút, ở Trần Phi trước mặt lưu lại hỏng ấn tượng. Đến mức Trương Tuyền từ lúc trước một giây, cũng đã sắc mặt mắt thường có thể thấy được trắng bệch lên, môi run lập cập. Hắn hiện tại vừa đó là ngu xuẩn như lợn. Cũng hiểu nhóm người mình chiêu chọc phải người không nên chọc. Trần tiên sinh khách khí, có chuyện gì, người cứ việc nói. Bên đầu điện thoại kia Đồng Văn Thành sắc mặt cũng ngưng trọng, dùng một loại nghiêm túc nói dò hỏi. Xem vui đùa, mặc dù không đề cập tới Trần Phi cứu sống hắn cha già chuyện tình, liền nói hắn một thân đạt đến tới nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ tột cùng, đáng sợ tu vi thực lực, tới khiến hắn cái này đường đường tỉnh lỵ thành thị một tay không dám có bất kỳ khinh thường. Dù sao Trần Phi bây giờ còn là hảo hảo nói mà thôi, còn không có động thủ. Mà nếu thật đem hắn lão nhân ra khí đến động thủ, ai quản ngươi Đồng Văn Thành Đồng Văn Heo là ai? Không đem cái này cùng Châu Thị huyên náo long trời lở đất mới là lạ. Đến lúc đó, nói cái gì đều xong. Vì vậy hắn hôm nay đã sớm hoàn toàn nghĩ xong, mặc kệ từ nay về sau Trần Phi tìm hắn chuyện gì, chỉ cần mặt trên cho phép, vô luận nhiều khó khăn, hắn đều biết kiên trì tiếp được. Cái này một là vì báo ân, thứ hai vâng, để chính hắn. Kỳ thực lúc đầu không là đại sự gì, cũng tự là bằng hữu ta cùng người khác xảy ra một điểm tai nạn giao thông, trách nhiệm tự hiện nay đến xem cũng toàn bộ là đối phương. Bất quá, đối phương hình như có cái bản thị chánh pháp ủy thư ký giải cái gì nhi tử, hiện tại đang ở ta mặt mũi bày tư thái, tự cao tự đại nhi. Trần Phi một vừa quan sát ngón tay của mình giáp. Một bên khóe miệng hiện ra nụ cười cổ quái đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Ta ngay tức khắc cho Trương Toàn Xuyên đồng chí gọi điện thoại. Đồng Văn Thành một nghe rõ đây là chuyện gì, ngay tức khắc trong lòng âm thầm thở dài một hơi, sau đó lại nghiêm túc nói. Ừ, tốt lắm, đồng bí thư ta đây tự cúp trước. Trần Phi nghe vậy cười cúp điện thoại, mà mọi người tại đây lúc này cũng không so với an tĩnh. Phi ca, ngươi nghiêu như vậy, ngươi... Người thật nhận thức đồng bí thư. Đúng lúc này, tiểu béo chân thực không nín được miệng hỏi. Tuy rằng từ lúc đương sơ chàng yến hội thời gian, hắn đã cảm thấy Trần Phi không phải là người thường, thế nhưng cũng vẫn là không có nghĩ đến, cư nhiên có thể nghiêu bước đến loại trình độ này, có thể trực tiếp cùng đường đường tỉnh lỵ thành phố một tay trò chuyện, còn giọng nói vậy tùy ý. Đây quả thực như là đang nằm mơ a. Lời thừa, bản đại thiếu không nghiêu bước ai nghiêu bước. Phải thỏa thỏa, Trần Phi nghe vậy sái bảo tựa như dương dương đắc ý nói. Ngoại trừ Trương Tuyền đám người không dám cười, những người khác đều nhìn không được cúi đầu nở nụ cười.
Bất quá Tiểu Phi, Đồng Bí Thư nói cái gì a? Đối phương dù sao cũng là Chánh Pháp ủy thư ký nhi tử, Đồng Bí Thư cũng có thể sẽ nể tình đi. Có đúng hay không bảo chúng ta quên đi, chỉ là Mộ Dung San lại vẫn còn có chút lo lắng, tiến đến Trần Phi bên cạnh lo lắng nhỏ giọng nói. Nga, San tỷ, ngươi hỏi Đồng Bí Thư nói gì đó. Ta cho ngươi biết đi, hắn nói, hắn cho Trương Toàn Xuyên gọi điện thoại. Thế mà Trần Phi nghe vậy chợt cả tiếng Nga một tiếng, sau đó một chữ một cái rõ ràng cười nhạt nói, khiến Trương Tuyền sắc mặt bá một chút sốt cục trở nên tái nhợt không gì sánh được. Đồng Bí Thư nói, cấp cho Trương Toàn Xuyên gọi điện thoại. Đồng Bí Thư nói, cấp cho ba hắn gọi điện thoại. Gọi điện thoại. Bình thường không ai bị nổi kiêu ngạo quán Trương Tuyền, lúc này đây rốt cục cũng cuối cùng cũng không may đụng phải Khắc Tinh. Hắn lại không ngu, đương nhiên rất rõ ràng một vị có lá gan có thể lấy loại giọng nói này, cùng Đường Đường thị uy bí thư nói chuyện ngang hàng người, ý vị như thế nào. Quả thực làm hắn không dám tưởng tượng. Cho nên khi Trương Tuyền thấy Trần Phi cúp điện thoại, lại tận lực nói ra Đồng Bí Thư muốn đích thân cho phụ thân hắn gọi điện thoại loại này nói sau, hắn nhất thời liền có loại tay chân vô lực, tứ chi lạnh lẽo, cả người ướt đẫm cảm giác, trước ngực cùng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Đinh linh linh, mà đang ở môi hắn run rẩy như là nói cái gì nữa lúc, từ hắn túi sách trong chợt vang lên một trận dễ nghe, có thể lúc này lại có vẻ cực kỳ chói tai tiếng chuông. Cái này khiến ở đây vừa rồi sở hữu nghe được Trần Phi theo như lời nói người, cũng không từ cả người chấn động, nhịn không được trong con ngươi hiện ra lau một cái kính nể. Bọn hắn bây giờ đương nhiên là thực sự biết Trần Phi là chính mình kinh khủng bực nào năng lượng thanh niên nhân. Lúc này mới mấy phút ha, điện thoại đã tới rồi. Thế nào, Trương Đại Thiếu không nhìn xem là ai đánh tới. Vạn nhất là ngươi nhận biết người, phải làm sao ni? Đang nghe tay của đối phương cơ tiếng chuông reo khởi sau, Trần Phi nhịn không được khóe miệng cong lại, cười nhạt nói. Tuy nói hắn hiện nay đều đã chính mình trở thành cao nhân đắc đạo tiềm chất, theo lý thuyết cũng không cần theo Trương Tuyền loại này tiểu nhân vật như vậy tính toán, nhưng mặc kệ nói như vậy, năm nào Linh cũng liền mới hơn 20 tuổi, chính là tranh cường háo thắng niên kỳ kỳ. Giang Sơn dễ đổi nha. Này, ba, ta. Trương Tuyền sắc mặt tái nhợt lấy điện thoại ra. Vừa nhìn điện báo biểu hiện dĩ nhiên thực sự là bản thân cha, không khỏi sắc mặt hốt hoảng tâm tình càng đậm dày, run rẩy chuyển được điện thoại thấp giọng nói. Hắn biết rõ, tuy rằng ba hắn bình thường thầm chấp nhận hắn lén một ít mở ám, cáo mượn oai hùm, làm trời làm đất. Nhưng vấn đề là vậy cũng muốn thành lập khi hắn không trêu chọc ra nhiều đại sự cơ sở trên A. Mà bây giờ, hắn lại thậm chí ngay cả Đồng Bí Thư đều kinh động, làm cho đối phương tự mình cho cha mình đánh một chiếc điện thoại. Vừa nghĩ tới bên đầu điện thoại kia, cha mình khả năng như núi lửa bạo phát vậy kinh khủng lửa giận, Trương Tuyền chỉ cảm giác mình cả người mồ hôi lạnh không cầm được ra bên ngoài mạo. Tiểu tử thối, ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì? Quả nhiên, điện thoại vừa mới vừa tiếp thông, bên đầu điện thoại kia tự truyền đến phụ thân hắn phẫn nộ chí cực tiếng gầm gừ. Mà bởi hiện trường vốn là thập phần an tĩnh, vì vậy trong điện thoại Trương thư ký tức giận tiếng gầm gừ. Thậm chí ngay cả có mấy người dựa vào được tương đối gần người, đều nghe thấy được, một đám sắc mặt quỷ dị tới cực điểm, trong ánh mắt hiện lên theo sợ hãi. Ta, ông trời của ta! Người trẻ tuổi này đến cùng chính mình kinh khủng bực nào bối cảnh, cư nhiên nhượng Chánh Pháp ủy Trương thư ký điện thoại một đánh tới, tự hoàn toàn không nghe giải thích chửi ầm lên. Phải biết rằng, điện thoại đầu này có thể là con của hắn A. Nói A, người rốt cuộc là điếc còn là ách. Đồng Bí Thư vừa rồi gọi điện thoại mà nói ngươi chính làm khó hắn tối khách nhân trọng yếu, tiểu tử thối, ngươi có đúng hay không nghĩ ngươi lão tử cái mông ta dưới vị trí làm được quá ổn, liền Đồng Bí Thư cũng không coi vào đâu. Bên đầu điện thoại kia gặp bên này Trương Tuyền bị hét ngây ngẩn cả người, không phản ứng, tiếp tục gầm hét lên. Cũng khó trách hắn lúc này vạn phần sốt ruột a. Tuy rằng, hắn Trương Toàn Xuyên dưới mông mặt ngồi là tỉnh lỵ thành thị thị Chánh Pháp ủy thư ký vị trí. Theo lý thuyết mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng là có địa vị nhất định, có mặt mũi. Nhưng vấn đề là đối phương cũng Đồng Bí Thư A, không chỉ là đường đường tỉnh lỵ thành phố một tay, càng là cả tỉnh Giang Nam tỉnh uy một trong những cự đầu. Lời nói không dễ nghe, Đồng Văn Thành nếu là thật quyết tâm muốn đối phó hắn, hắn sợ rằng sẽ liên không có biện pháp nào, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cái kia đầu tuyệt đối là bị cửa chen lấn nhược chí nhi tử. Lại cũng dám thực sự không biết sống chết trêu chọc đến Đồng Bí Thư trên đầu,
hơn nữa còn là đối phương trong miệng rất khách nhân trọng yếu. Hắn là thật mẹ muốn mắng người. Thế nhưng ba, ta cũng không biết đối phương địa vị lớn như vậy a. Trương Tuyền lúc này là rốt cục triệt để héo, khổ buộc gương mặt thấp giọng nói. Không biết, người có đúng hay không cũng chỉ sẽ nói không biết. Người không biết có thể sằng bậy, còn không lập tức cho ta hướng đối phương xin lỗi, sau đó đưa điện thoại cho hắn. Bên đầu điện thoại kia Trương Toàn Xuyên giận dữ hét. Vâng, ba người đừng nóng giận, ta ngay tức khắc xin lỗi. Trương Tuyền bị cái này gầm thiếu chút nữa sợ choáng, sau đó thật vất vả mới chậm rãi thong thả lại sức, vẻ mặt khẩn trương đi tới Trần Phi trước mặt, run rẩy nói Trần tiên sinh xin lỗi, ta mới vừa rồi là thật không biết ngươi thân. Ta nói ngươi cùng ta xin lỗi có ích lợi gì, chẳng lẽ là ngươi đụng xe của ta? Thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại móc móc cái lỗ tai, không hài lòng nói. Đúng vậy, cũng không phải ngươi đụng xe của ta, ngươi nói xin lỗi ta làm gì? Nga, xin lỗi, ta biết sai lầm rồi, ta cho các ngươi xin lỗi. Vừa nghe đến Trần Phi không hài lòng giọng nói, Trương Tuyền cả người một cái giật mình, ngay tức khắc xoay người không chút do dự hướng về Mộ Dung San, tiểu béo hai người nói xin lỗi lên, vẻ mặt sợ hãi dáng dấp, đầu đầy mồ hôi. Tiểu Phi, nếu không cứ như vậy đi, Mộ Dung San vừa nhìn thấy đối phương cái này thảm thương dáng dấp, tuy rằng trong lòng hết giận, nhưng vẫn còn có chút nhẹ dạ, chợt ngay tức khắc nói. Tốt rồi, nếu sự tình cứ như vậy. Tất cục trưởng, ta đây cùng bằng hữu ta cũng không cần lưu lại nữa hiệp trợ điều tra đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nghĩ khiển trách mục đích cũng không sai biệt lắm đạt tới, đương nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục nữa, thẳng thắn muốn trực tiếp đi. Bất đồng, ngài và bằng hữu ngài việc, chúng ta cái này phải nên làm như thế nào sẽ làm như thế nào. Nhất định sẽ căn cứ quy tắc giao thông đến xử lý. Đều thấy tận mắt trước khi tới dọa người một màn, tất cục trưởng nào còn dám đình lại Trần Phi loại này liên đồng bí thư đều sai sử động đại nhân vật thời gian, nghe vậy vội vàng nói. Tốt lắm. Trần Phi nghe vậy gật đầu, xoay người hướng về Trầm Khải nói Trầm bí thư, người tựu ở tại chỗ này giám sát bọn họ xử lý đi. Ta và chúng ta bằng hữu đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp thét Mộ Dung San, tiểu béo hai người đi, lưu lại một đoàn người ở cảnh sát giao thông đại đội ngốc suy nghĩ. Mẹ, quả nhiên là liên đồng bí thư đều có thể đủ sai sử động đại nhân vật, liên Trầm Khải như vậy số một thủ trưởng trước mặt THIOTA thân bí thư đều lười khách sáo vài câu, tùy tiện tự đuổi rồi. Chỉ có Trầm Khải vẻ mặt cười khổ, trong lòng vừa tối tự ảo não bản thân vừa rồi thế nào tự óc đột nhiên phạm quất nhi, ai, thực sự là. Từ khu Tây Thành cảnh sát giao thông đại đội sau khi ra ngoài, tiểu béo chân thực không nhẫn nại được nội tâm kích động. Hướng về phía Trần Phi hiếu kỳ quan sát nói Phi ca, ngươi cũng thật lợi hại đi. Thậm chí ngay cả đồng bí thư đều như thế cho ngươi mặt mũi. Ngươi không phát hiện cái gì Trương Tuyền mới vừa sắc mặt, trước còn như vậy như bức, kết quả một chút tự yên, ngẫm lại tự hết giận, ha ha ha. Lúc đầu đối phương vừa lên đến tự ỷ vào thị chánh pháp ủy thư ký nhi tử thân phận hùng hổ dọa người, ỷ thế hát yêu ta người, hắn và Mộ Dung San trong lòng đều nín thật rất lớn một khí. Có thể theo Trần Phi chạy tới sau, lại hung hăng đem cái kia thảo nhân ghét tên cho đạp một cước, thậm chí ngay cả hắn cái kia thị chánh pháp ủy thư ký cha đều tự mình gọi điện thoại đến trợ công. Còn có cái gì so với đây càng hết giận sao? Phi ca uy vũ, ha ha ha. Chớ khen ta, tuy rằng ta biết vừa rồi ta rất nhiều ép, thế nhưng ngươi như thế khoa ta nhưng là sẽ kiêu ngạo tích. Trần Phi nghe vậy dương dương đắc ý mở miệng nói, nghe được Mộ Dung San, tiểu béo đó là thật không biết nói gì. Mà hắn tiếng nói vừa dứt, lại thấy hắn tò mò hỏi San tỷ, dưới béo, các ngươi chạy thế nào đến cùng châu thị tới? Là bởi vì xây mới chuyện của hàng tình. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi chính sự mà, Mộ Dung San mặt cười hiện ra lau một cái ửng đỏ, nhẹ giọng nói từ lần trước ngươi giúp chúng ta bắt Thánh La Lan tập đoàn kỳ dưới phục sức hợp đồng hợp tác sau, chúng ta đã lục tục nhận được rất nhiều đầu tư, ở phương diện tiền bạc thập phần sung túc, vì vậy chuẩn bị khuếch trương đại quy mô, mở Tân Hán. Trừ lần đó ra, công ty chúng ta đã ở đoạn thời gian trước rời đến cùng châu thị tới bên này. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi nghe vậy gật đầu. Trách không được đối phương trước rất ít cùng hắn liên hệ, xem ra, là thật đã làm việc xấu, lại là đem công ty, lại là mở Tân Hán. Công việc này lượng cũng không nhỏ. Phi ca, người xem người ở đây cùng châu thị nghiêu như vậy,
Liên Thị Uy bí thư đều biết, về sau cần phải bảo bọc chúng ta a. Ngươi xem, trưởng lớp chúng ta đại nhân có thể đều ở đây. Đúng lúc này, Tiểu Béo bỗng nhiên cười hì hì mở miệng nói rằng, thoáng cái liền đem Mộ Dung San còn có Trần Phi hai mặt người đều cho nói đỏ. Này, cái gì gọi là ta, hắn tại đây? Thối Tiểu Béo, nói bậy chút gì? Mộ Dung San đỏ mặt nhìn không được ở Tiểu Béo trên người đánh hai cái, có chút không yên lòng nói. Trần Phi thấy thế cũng tránh hảo theo sườn núi mà xuống tới, có chút chột dạ mở miệng nói cái kia, Tiểu Béo, San tỷ, ta còn chuẩn bị hồi Bắc Sơn, tự đi trước một bước. Về sau có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Mộ Dung San nghe được Trần Phi phải đi, trong lòng mạc danh kỳ diệu có chút thất lạc, nhưng cũng không có ép ở lại, gật đầu, ừ một tiếng nói vậy được rồi, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Phi ca tái kiến, thấy tình cảnh này, Tiểu Béo cũng ở một bên vẫy tay từ biệt. Bye bye, ta đây tựu đi trước. Vừa vặn có một chiếc xe taxi đứng ở một mảnh, Trần Phi phất phất tay tựu lên xe. Chỉ là ngồi ở trên xe taxi, Trần Phi đi qua kính chiếu hậu nhưng vẫn phát hiện Mộ Dung Núi Tĩnh đứng yên ở tại chỗ, một đôi mắt đẹp phức tạp hướng hắn cái phương hướng này vẫn nhìn, làm hắn không kiềm hãm được ngẩn ra. Chỉ là theo chân, xe taxi chuyển biến đến một hướng khác, tự nhiên cũng liền ở Mộ Dung San phạm vi nhìn trong không thấy. San tỷ, San tỷ. Thấy tình cảnh này, Tiểu Béo trong lòng khẽ thở dài một cái, ở Mộ Dung San vỗ vỗ lên bả vai trưởng lớp đại nhân, lúc đầu ta là không muốn nói. Bất quá, ta nghĩ Phi Ca là người tốt, người nếu thật thích hắn, cũng đừng do dự nữa, nếu không, các tướng đến trở lại hối hận cũng đã muộn. Ta, Mộ Dung San nghe vậy đôi mắt đẹp run rẩy, trong lòng hiện ra một loại phức tạp tâm tình. Lẽ nào, ta thật thích hắn sao? Thế nhưng... Mặc dù nói Trần Phi đều đã đi rồi, nhưng trận này ở cùng châu thị Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội phát sinh trò khôi hài, cũng còn là không huyền niệm chút nào dựa theo hắn trước khi đi biểu đạt ý tứ tiếp tục thi hành. Làm chàng tai nạn giao thông này lớn nhất nhân vật phản diện nhân vật, cùng nhảy linh cái này mặc dù biết sai lầm rồi, khóc nháo cầu Trương Tuyền hỗ trợ, thế nhưng ni, hắn đều đã tự thân khó bảo toàn, lại làm sao có thể còn nhớ được những người khác. Trương Toàn Xuyên Trương thư ký lại một chiếc điện thoại đánh tới, đó là đem Trương Tuyền mắng gọi một cái thảm hề hề, cẩu huyết lâm đầu, ngoan ngoãn lăn đi. Đến mức Trầm thư ký, Tất cục trưởng, là đại đội trưởng đám người đương nhiên là tự mình xử lý cái này khởi tai nạn giao thông. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã đi tới cùng châu thị sân bay, leo lên lái về phía Bắc Sơn phi cơ chuyến. Bắc Sơn thị Bạch Vân sân bay, một gã giữa hai lông mày mang theo ngạo nghễ chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Chính vẻ mặt âm trầm hướng phía người bên cạnh quát mắng chuyện gì xảy ra, không phải là đã tra được tiểu tử kia mua lớp này máy bay vé máy bay tin tức sao? Nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng còn không gặp người. Đừng nói cho ta, là các người điều tra không ra. Ngữ khí của hắn thật không tốt, khiến đứng ở chung quanh hắn hắc y nhân đều biến sắc. Vị này giữa hai lông mày mang theo vẻ ngạo nghễ chừng 40 tuổi trung niên nam tử không là người khác. Chính là được khen là Giang Nam là đệ nhất nhà giàu nhất Tiêu Thiên Nhượng. Rất hiển nhiên, hắn gần nhất tựa hồ quá cũng không như ý, bằng không, hắn cũng không có khả năng trong lòng như vậy buồn bực, như vậy loạn phát tỉ khí. Mà cứu kỳ nguyên do, tự nhiên là bởi vì hắn sở thay cái loại này quái bệnh. Mỗi khi lúc ban đêm, hàn khí nặng hơn lúc, đầu gối của hắn cốt sẽ gặp khó có thể ức chế điên cuồng đau đớn, cái gì thuốc mê, thuốc giảm đau các loại căn bản không có tác dụng. Hơn nữa hắn sở mời tới bất luận cái gì cái gọi là chuyên gia, thánh thủ đều bất lực, cứu không được hắn. Vì vậy hắn mấy ngày này quả thực bị hành hạ đến mọi người nhanh muốn qua đời, chỉ có thể đưa mắt lại lần nữa để xuống về tới cái kia ngạo mạn vô lễ, tự cho là đúng tuổi nhỏ trên thân người. Không sai, trong mắt hắn Trần Phi đúng là ngạo mạn vô lễ, tự cho là đúng. Hắn Tiêu Thiên Nhượng thân phận gì? Đường đường Tiêu gia trên mặt nổi trưởng môn nhân, tỉnh Giang Nam thủ phủ. Bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn phản quan hệ đều không có đường, đối phương chính là một người trẻ tuổi, lại dám không đưa hắn để vào mắt, làm trái lời của hắn. Thật cho là mình là cái thứ gì? Rất hiển nhiên, đây chính là cái gọi là kẻ có tiền tự nhận là tài trí hơn người bệnh chung. Tự cho là mình là tỉnh Giang Nam thủ phủ, có tiền. Cũng là Tiêu gia trên mặt nổi trưởng môn nhân, thân phận tôn quý. Vì vậy toàn bộ thế giới tất cả mọi người phải vây bắt bên cạnh hắn chuyển, lấy lòng hắn, nịnh bợ hắn, đây mới là tối đương nhiên. Chỉ là hắn nhưng không nghĩ muốn, nếu bản thân thật nghiêu như vậy,
chưa còn cần như thế khúm núm được tại đây đứng, chờ một lát nữa mà đi cầu người khác. Không sai, hắn ngày hôm nay sở dĩ trùng hợp như vậy, sẽ xuất hiện ở đây Bắc Sơn Bạch Vân sân bay, không mục đích khác, chính là vì như thế này cầu Trần Phi xuất thủ, nhượng hắn cho mình chữa bệnh. Chúng ta quả thực tra được người kia mua trên Nhất Ban máy bay vé máy bay, bất quá, hắn nhưng không có đăng ký, mà là đang trên Nhất Ban máy bay cất cánh sau không lâu sau, lại mua những thời gian khác đoạn vé máy bay. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là có chuyện gì trì hoãn. Tại nơi Tiêu Thiên Nhượng bên cạnh, có một vị trong phân tông phát nam tử mở miệng hồi đáp. Trên mặt hắn thủy chung lộ vẻ làm người ta không thoải mái dáng tươi cười, thật giống như độc xà vậy, hẹp dài đôi mắt lấp lánh làm người ta đảm chiến u quang. Phải, tuân theo, chúng ta đây còn muốn chờ bao lâu? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy càng thêm buồn bực mở miệng nói, giọng nói có vẻ rất không chịu đựng. Nhượng hắn đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ tại đây cùng cái tôn tử tựa như đám người. Đây quả thực nhượng hắn có dũng khí mình bị nhục nhã cảm giác, trong lòng thập phần khó chịu, cũng dĩ nhiên muốn mau chóng kết thúc cái này đáng ghét trò khôi hài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn cần 40 phút. Thời gian này, bên kia hẳn là mới vừa bắt đầu xét vé, bị Tiêu Thiên Nhượng xưng là tuân theo tông phát trong phân nam tử nhẹ giọng mỉm cười. Đợi bao lâu, ta rốt cục lại trở về chim, khoảng chừng 4-5-10 phút sau. Trần Phi một thân một mình cõng cái một vai bao, trong miệng hừ nói chuyện không đâu ca khúc, lắc lư đi ra sân bay hậu cơ phòng khách thông đạo. Lúc này vừa lúc là hơn 2 giờ chiều, có thể nói là ngày mùa hè một ngày trung khí nhiệt cao nhất thời gian. Làm dắt cuốn cuộn cuộn sóng nhiệt nhật quang cửa hàng sái xuống, cả vùng giống như là thật lớn sưởi ấm lô vậy, làm người ta mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng. Cũng may là phi trường trung ương điều hòa coi như cho lực. Tại đây cực nóng cuồn cuộn sóng chiều trong, đưa cho mọi người một tia cảm giác mát. Nhưng tức đã là như thế, bởi vì khí trời thật sự là quá nóng bức xuyên cớ, đi người bên ngoài đều mặc hết sức mát mẻ, hận không thể đem toàn thân y phục đều cởi sạch. Vì vậy tự nhiên mà vậy, cái này vài chàng cái này sân bay cũng bởi vì như thế mà trở nên xuân ý rồi rào lên, các loại trắng bóng thon dài, bị mồ hôi ướt nhẹp thấm nhuộm đi ra ngoài lồi lõm có hứng thú vóc người. Còn có cuồn cuộn mồ hôi hột tích lạc trắng noản da thịt. Đây hết thảy tất cả quả thực đẹp như họa, nhượng Trần Phi cười híp mắt thưởng thức, tốt không được tự nhiên. Nhưng vào lúc này, chợt có một đám người ngăn ở trước mặt hắn, cầm đầu Tiêu Thiên Nhượng vẻ mặt không ai bì nổi sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói Trần bác sĩ, thực sự là đã lâu không gặp. Là ngươi? Trần Phi nhất thời híp mắt đứng ở tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Mà hắn vốn là hảo tâm tình. Cũng bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy cái này không muốn gặp lại người, mà thoáng trở nên có chút không song ni. Ai, thực sự là âm hồn không tiêu tan. Là ta. Vừa thấy được Trần Phi híp mắt từ chối người từ ngoài ngàn dặm dáng dấp, còn có đó là mọi người nghe được ghét bỏ giọng, Tiêu Thiên Nhượng quả thực tức giận ngứa răng, nhưng hắn lúc này đây lại ép buộc bản thân nhịn được, lạnh lùng nói ngươi là một gã bác sĩ, ta cũng là đến mời cho ta xem bệnh. Ngươi hiểu ý của ta. Rất hiển nhiên. Cái này Tiêu Thiên Nhượng tuy rằng ôm cầu tim của người ta thái, nhưng giọng nói chuyện nhưng vẫn là như vậy không ai bì nổi, lấy bản thân làm trung tâm. Ngươi hiểu ý của ta không? Thực sự là gặp quỷ, có vãi như thế cầu người. Vì vậy hắn ngày như vậy lớn nhất ta lão nhị giọng, tự nhiên nghe Trần Phi đó là thật không biết nói gì, cau mày thản nhiên nói ta nói Tiêu Tổng, ngươi có đúng hay không trí nhớ có chút không tốt lắm. Trần Phi dùng ngón tay chỉ đầu. Lại một mặt giễu cợt mở miệng nói ta hiện tại đã từ chức, vì vậy, ta hiện tại cũng không phải một gã bác sĩ. Ngươi, hiểu ý của ta không? Dứt lời, Trần Phi trực tiếp từ bên cạnh hắn xẹt qua còn muốn chạy. Đứng lại cho ta. Đã có thể sau đó một khắc, Tiêu Thiên Nhượng lại trực tiếp kéo Trần Phi vai, vẻ mặt tức giận lạnh lùng nói lẽ nào từ đi công tác ngươi thì không phải là một gã bác sĩ. Thật không biết sư phụ ngươi là như thế nào dạy ngươi, lẽ nào hắn không có nói cho ngươi biết. Là một danh y sinh, hẳn là hành y tế thế, tâm hệ thiên hạ bệnh người. Ngươi tại sao có thể đem đang ở bị khổ bệnh nhân trận ngoài cửa? Hắn những lời này nói vậy đơn giản gọi một cái rõng rạc, trầm bồng du dương, thật giống như thực sự chính mắt thấy được một vị ỷ vào y thuật tốt tự cao tự ngạo, không ai bì nổi lang băm, mà vô cùng đau đớn hình dạng. Nhìn Trần Phi đó là một trận thẹn thùng, cộng thêm không nói gì. Ngươi nói sư phụ ta a tương đương hành y tế thế. Tâm hệ thiên hạ bệnh người. Xin lỗi, hắn hình như thật chưa nói qua.
Thế mà Trần Phi tiếp chỉ là nhạt cười cười, ba một tiếng đánh rất Tiêu Thiên Nhượng lôi kéo bản thân vai tay, lắc đầu, rời đi. Ngươi nói sư phụ hắn. Nghiêm ngặt lại nói tiếp hình như có hai cái đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, vô luận là cái nào, đều cho tới bây giờ không dạy qua hắn cái gì hành y tế thế, tâm hệ thiên hạ bệnh người. Đến mức vị kia truyền thụ hắn thần kỳ như vậy y thuật tu chân giới cao nhân, tại nơi đoạn trong truyền thừa sở nhắc tới nhiều nhất một câu nói, đó chính là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi sô cẩu, sát thân thành thánh. Rất hiển nhiên, đây cũng là một vị lệ khí nặng đến làm người ta giận sôi tên. Đến mức cái gì hành y tế thế, hay là thôi đi. Họ Trần, người đứng lại đó cho ta. Ta khuyên ngươi đừng không tán thưởng, ngày hôm nay ta Tiêu Thiên Nhượng tự mình tại đây chờ ngươi, đã coi như là cho chân ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Thiên Nhượng gặp Trần Phi lại còn như thế không cảm thấy được, nhịn không được tức giận nói. Nga! Trần Phi rời đi cước bộ bỗng nhiên dừng một chút, nghiêng đầu đến mặt không biểu tình xem cái này Tiêu Thiên Nhượng, bỗng nhiên khóe miệng cong lại nói cho chân ta mặt mũi. Tương đương liên quan gì ta? Trần Phi trực tiếp phải ra một cây ngón giữa tức giận Tiêu Thiên Nhượng thân thể run, giận sôi lên, sắc mặt chợt xanh chợt tím, hướng về phía Trần Phi bóng lưng dữ tợn nói họ Trần, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, lập tức xem bệnh cho ta. Nếu không, ta Tiêu Thiên Nhượng nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nga, vậy ngươi tự thử xem lạc. Trần Phi rời đi chính diện khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái trào phúng vậy mỉm cười. Muốn cho ta hối hận à? Tốt lắm. Ta cũng thật muốn nhìn một chút, người Tiêu Thiên Nhượng có bản lãnh gì nhượng ta Trần Phi hối hận. 3. Đã có thể sau đó một khắc, một tay chợt xuất hiện ở trên bả vai của hắn, chỉ thấy tông phát trong phân nam tử không biết khi nào cư nhiên xuất hiện ở Trần Phi phía sau, khóe môi nhếch lên nguy hiểm dáng tươi cười, một tay giật giật nhảy qua ở trên sống mũi kính đen, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói vị tiên sinh này, Tiêu Tổng cũng còn ở chỗ này đây. Ngươi nếu cứ như vậy đi, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Trần Phi xoay đầu lại nhìn tông phát trong phân nam tử, mặt không biểu tình, nhãn thần bình thản, thâm thúy viền mắt nội lướt qua một tia nhàn nhạt màu sắc. Lại là nhất lưu tầng thứ cổ vũ giả sao? Thật mẹ, phiền a. Trần Phi là người tốt sao? Hắn cho tới bây giờ đều không biết mình là người tốt, tương phản, hắn còn cho là mình là một thỏa thỏa túi thuốc nổ, hơn nữa còn là vừa chạm vào tự bạo tạc cái loại này, té ngã quật cường công lừa tựa như... Vì vậy ngươi nếu theo ý tứ của hắn đến, hắn có thể còn có thể với ngươi cười hì hì, nhưng nếu là ngươi, cần phải cùng hắn cứng rắn đến. Không có ý tứ, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi không cảm thấy tay ngươi có chút bẩn sao? Chỉ thấy Trần Phi lạnh lùng quét tông phát trong phân nam tử liếc mắt, thản nhiên nói. Ừ, tông phát trong phân nam tử ngẩn ra, khóe mắt không có vết tích hiện lên một tia âm lãnh, sau lại cấp tốc tin tức. Khóe miệng tiếp tục vẽ bề ngoài theo làm người ta cực sợ dáng tươi cười, nhẹ giọng nói Nga, phải. Vậy thì thật là xin lỗi. Nói xong, hắn tuy rằng buông lỏng tay ra, nhưng theo hướng nhảy tới một bước che ở Trần Phi phía trước, một bộ tự tiếu phi tiếu nguy hiểm thần sắc. Họ Trần, Trần tiên sinh, ta Tiêu Thiên Nhượng ngày hôm nay mặt mũi coi như là mất hết, khuyên ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục làm tức giận ta. Nói tính đi, chỉ cần không phải quá khoa trương ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt con ta quái bệnh. Tiêu Thiên Nhượng đuổi theo nguyên vốn còn muốn quát mắng, nhưng vẫn là cứng rắn dừng lại, thở một hơi thật dài lạnh lùng nói. Nói tính đi. Hắn tự nhận là đều đã xuất ra thành ý như vậy, cho đối phương lớn như vậy mặt mũi, trước đây những chuyện kia mà, cũng nên lúc đó bỏ qua đi. Dù sao hắn thế nhưng Tiêu Thiên Nhượng, hơn nữa ngày hôm nay còn đích thân đến. Thế mà... Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt trào phúng, theo nhìn phía đối phương nhẹ giọng nói được rồi, là ngươi nhượng ta nói cái giới. Vậy 100 ức đi, ngươi Tiêu Tổng nếu có thể xuất ra 100 ức, ta cũng là có thể cân nhắc xuất thủ cho con trai ngươi chữa bệnh. Con mẹ nó ngươi điên rồi có đúng hay không? 100 ức, ngươi tại sao không đi ngân hàng cướp? Tiêu Thiên Nhượng rốt cục cũng vẫn là không nhìn được nổi giận, vẻ mặt dữ tợn nói. 100 ức. Con mẹ nó ngươi tại sao không đi làm mộng tưởng hão huyền? Thế nào, cầm không được sao? Không phải nói ngươi là chúng ta tỉnh Giang Nam thủ phủ. Chút tiền ấy ngươi đều cầm không được, vậy còn nói thí. Trần Phi bất tiết nhất cố nhàn nhạt châm chọc nói. Rất hiển nhiên, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không nghĩ tới cùng đối phương giải hòa. Con mẹ nó ngươi nếu là có tiền tựu cho ta cầm 100 ức xuất hiện a. Nếu cầm không được.
vậy ngươi còn trang cái rắm. Họ Trần, ta cuối cùng sẽ cùng ngươi nói một lần, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Thiên Nhượng vẻ mặt nổi giận hình dạng, nghiến răng nghiến lợi móc ra một tờ chi phiếu thứ cho Trần Phi, dự tợn nói một cái ức, đây là ta ranh giới cuối cùng. Hắn thấy, một cái ức tiền xem bệnh, vô luận là để xuống đến chỗ nào đều không thể nghi ngờ là cái giá trên trời, đối phương mặc dù là ăn uống so với thiên đại, cũng không có khả năng lại không biết đủ. Mà lúc này vốn chính là sân bay nhiều người thời gian, lại tăng thêm Tiêu Thiên Nhượng cái này bảo tiêu đội ngũ chiến trận khiến cho thật sao đại, có chừng hơn 10, nhưng lại giống được lớn tiếng như vậy, rốt cục khiến quá khứ người đi đường chú ý tới bên này, sắc mặt quỷ dị nghỉ chân ở phía xa chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Này, các ngươi nghe không? Đàn ông kia mới vừa nói cái gì, một cái ức. Ngoan ngoãn, đây không phải là đang nói đùa chứ. Ngạch, cái này... Ta nhưng thật ra nghĩ đang diễn trò, người thật cho rằng một cái ức là giấy bản A. Nói có là có, còn tùy tiện tặng người. Mệt nhọc, đối với người thế nào cũng không phát hiện camera A. Không ít người đều ở phía xa tò mò chỉ trỏ, một đám trên mặt đều là thần sắc tò mò. Một cái ức. Mà đúng lúc này, Trần Phi từ Tiêu Thiên Nhượng trong tay tiếp nhận chi phiếu, thấy mặt trên một cái một mặt sau có chừng 8 cái số 0. Bỗng nhiên khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng, nhếch miệng cười nói ta nói Tiêu Tổng, ngươi là đang đánh phát khiếu hóa tử sao? Nói, sắc mặt của hắn chợt trở nên lạnh, như là tràn ngập trào phúng vậy tiện tay đã đánh mất tấm chi phiếu kia, mặt không biểu tình nghênh ngang mà đi. 3. Tiên sinh, ngươi đã quên lời nói của ta sao? Tiêu Tổng cũng còn ở chỗ này đây, ngươi đi, có đúng hay không có chút không lớn hợp? Lại là tông phát trong phân nam tử một tay khoát lên Trần Phi trên vai, híp mắt nguy hiểm cười nói. Còn có chu vi này khí thế uy vũ hộ vệ áo đen, cũng vào thời khắc này toàn bộ xông tới. Tốt, họ Trần, tốt, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là người thứ nhất dám làm nhục ta như vậy Tiêu Thiên Nhượng. Ngươi đã không lấy tiền, tốt lắm, mẹ cho ta buộc trở lại. Tiêu Thiên Nhượng bị Trần Phi nhục nhã cử động tức giận giận sôi lên, cả khuôn mặt phía trên cơ thể đều đang run rẩy. Hắn Tiêu Thiên Nhượng chưa từng thua quá như vậy nhục nhã. Chưa từng thua quá như vậy nhục nhã. Vâng, Tiêu Tổng. Nghe được Tiêu Thiên Nhượng giống giận giống, tông phát trong phân nam tử khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tà tà lãnh ý, trong ánh mắt theo hiện ra làm người ta sợ sát ý, nhìn Trần Phi híp mắt nguy hiểm cười nói thực sự là xin lỗi, vị tiên sinh này, xem ra ngươi là phải bị một ít ủy khuất. Phải, oanh. Nhưng vào lúc này... Một đạo lạnh lùng như tử thần tự vậy thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, khiến sắc mặt của hắn chợt biến đổi, con người co rút lại. Hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng đáng sợ hung hăng xủy ở bụng của hắn, toàn bộ trong bụng ngũ tạng lục phủ đều tốt giống như vào giờ khắc này bị xé rách vậy, khiến sắc mặt hắn thống khổ đến mức tận cùng, cặp kia trong hốc mắt con người đều thiếu chút nữa tan giả, cả người bị một cước này chỉ ít đá ra đi hơn 10 mét, làm cả hậu cơ phòng khách nhìn thấy một màn này mọi người sợ ngây người. Trong nháy mắt không gì sánh được sôi trào. Khốn cây S.I.O.T.A, ta con mẹ nó vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái này vãi thực sự là đang diễn trò. Không phải là mệt nhọc là cái gì, lẽ nào bọn họ đều là siêu nhân không? Chỉ là kỳ quái, ta xem bay ra ngoài người nọ phía sau không dây A, lúc nào quốc nội quay chụp kỹ thuật nghiêu như vậy. Nếu là chụp làm trò vậy khẳng định có minh tinh lạc. Nếu không chúng ta như thế này đi tìm cái kia bạch y phục ký tên. Các ngươi thấy không, hắn vừa rồi thật là đẹp trai a. Một cước liền đem hắc quần áo bại hoại đạp ra ngoài hơn 10 mét xa, oa, đây là đang chụp siêu nhân không? Có lẽ là mọi người thiên tính không muốn tin tưởng vượt qua lẽ thường một màn, vì vậy có người phi thường có yêu cấp tốc giúp Trần Phi tìm được rồi mượn cớ giải thích, hơn nữa rất dễ tự bị mọi người tiếp nhận rồi. Đây bất quá là ở chụp làm trò, khoa trương giờ rất bình thường được rồi. Tổng so với có chút kháng nhật thần kịch tay xé quỷ, khinh công tránh đạn, lựu đạn nổ bay cơ có óc đi. Ừ, meo meo, chính là như vậy. Ta nói, Tiêu Tổng, tự loại này nửa bình nhiều người biết tới tên, người còn trông cậy vào hắn có thể làm gì ta? Xin nhờ, dùng giờ đầu óc tốt không, tốt xấu ngươi cũng là người của Tiêu gia, còn là cái gì ta tỉnh đệ nhất thủ phủ, đừng như thế ngây thơ được rồi. Trần Phi một bên khóe miệng cười nhạt. Một bên chậm rãi đi tới Tiêu Thiên Nhượng trước mặt, nhìn đối phương bởi vì kinh khủng mà cấp tốc mất đi huyết sắc gương mặt, chậm rãi thấp giọng nói Tiêu Tổng, đây cũng là ta lần đầu tiên, cũng là cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu là còn có lần sau,
vậy ý nghĩa hai chúng ta chính thức khai chiến lạc. Ngươi hiểu ý của ta không? Lời tương tự nói, Trần Phi vào giờ khắc này rốt cục đáp lễ cho đối phương, tiện thể còn ném một cái thoáng ánh mắt khinh thường, sau đó xoay người thực sự ly khai. Bởi vì, này một lần, không người dám ngăn. Đừng xem hơn 10 hộ vệ áo đen khí thế tới dọa người, nhưng thực, cũng tự chuyện như vậy. Trong bọn họ mạnh nhất đấu không lại là mấy cái nhị lưu cổ vũ giả, thêm cùng nhau phỏng chừng cũng không đủ Trần Phi một tay đánh, và lại khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phi chỉ dùng một cước, tự đánh bại vị kia tông phát trong phân nam tử sau, càng một đám sợ đều sợ tiểu, trên mặt trắng bệch vô sắc, thủ nhuyễn cước nhuyễn, lại sao dám lại đứng ra lỗ máng. Dù sao làm đồng bạn, bọn họ là rất rõ ràng, tông phát trong phân nam tử thế nhưng một vị nhất lưu cổ vũ giả. Đây chính là nhất lưu cổ vũ giả a. Khụ khụ khụ, Tiêu tổng, xin lỗi, là ta khinh thường. Đúng lúc này, tông phát trong phân nam tử chật vật đi về tới, mặt tái nhợt bưng bụng mình khối kia khu vực, thần sắc thoạt nhìn tương đương thống khổ. Bình, tuân theo, ngươi không sao chứ? Tiểu tử kia thật có lợi hại như vậy, liên ngươi đều không phải là đối thủ. Một màn này, khiến Tiêu Thiên Nhượng nhìn không được có chút dại ra, đặt câu hỏi. Ừ, hắn rất lợi hại, tuổi quá trẻ, thì có không sai biệt lắm cùng ta vậy thực lực. Chỉ là phần này tiềm lực, ta biết thanh niên nhân không mấy cái có thể so sánh được với hắn. Tông phát trong phân nam tử như trước sắc mặt tái nhợt ôm bụng, một đôi nguy hiểm đôi mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Thân là hoa hạ đại địa hoa nam khu tiếng tăm lừng lẫy Tiêu gia cận vệ phân đội trưởng, hắn dĩ nhiên không phải hộ vệ áo đen cái loại này kẻ chạy cờ sắc nhân vật, nhãn giới cùng biết cũng rất cao, rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra Trần Phi số tuổi thật sự tuyệt không đại, rất có thể là ở 25-26 trên dưới, mà ở từng tuổi này cư nhiên có thể là một vị nhất lưu cổ vũ giả. Cho dù phóng nhãn toàn quốc, cũng cực ít có người có thể làm được. Rất hiển nhiên, Trần Phi vừa thoáng cái chỉ nhượng hắn cảm thấy nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Còn nếu là cho hắn biết chân tướng sự thật, 25-6 tuổi nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp sợ ngốc rơi. Bởi vì loại cấp bậc đó thay đổi tai, đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện ở quá. Ít nói cũng có 6-70 năm đi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hiện tại đều đã đem hắn đắc tội chết, lại không thể đủ đem hắn thế nào, bệnh của ta, phải làm gì? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy sắc mặt âm trầm như nước mắng nhỏ một tiếng, buồn bực nói. Một vị nhất lưu cổ vũ giả cao thủ, mặc dù là đặt ở phía sau hắn riêng lớn Tiêu gia, đó cũng là cận vệ phân đội trưởng cấp bậc, liền lấy hắn ở Tiêu gia thân phận và địa vị đều chỉ có thể đồng thời điều động ba, cái này ý vị như thế nào, rõ ràng. Dù thế nào loại trình độ đó đã không phải là hắn muốn thế nào là có thể thế nào. Dù sao coi như Trần Phi địch bất quá bọn hắn Tiêu gia, nhưng hắn chỉ cần bước dài, như vậy một chạy, hắn Tiêu Thiên Nhượng còn có thể có biện pháp nào. Căn bản không có biện pháp. Luôn không khả năng để hắn một gia sự, phải đi phiền phức bên trong gia tộc đại đội cận vệ dài cấp bậc, nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả đi. Một là hắn Tiêu Thiên Nhượng không lớn như vậy nhân tình. Hai là hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực. Nếu muốn điều động bên trong gia tộc đại đội cận vệ dài cấp bậc nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả, sợ rằng chỉ ít cần phụ thân hắn cái kia bối phận còn có thân phận, mới có tư cách. Lẽ nào, thật muốn hắn đi tìm phụ thân hắn đứng ra? Nhưng vấn đề là nếu là hắn thật đi, ở Tiêu gia như vậy khổng lồ, gia tộc cổ xưa trong mắt, đây chính là hắn vô năng tượng trưng, hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Tiêu Tổng, kỳ thực ta còn có cái biện pháp, ngay Tiêu Thiên Nhượng khổ não, đứng ở hắn bên cạnh tông phát trong phân nam tử bỗng nhiên nói. Còn có biện pháp gì, Tiêu Thiên Nhượng cau mày hỏi. Lúc này hắn chân thực nghĩ không ra còn có cái khác biện pháp gì tốt, vì vậy hắn mới nghi hoặc tông phát trong phân nam tử trong miệng biện pháp rốt cuộc là cái gì. Tiêu Tổng ngươi không chú ý tới sao, vừa rồi tiểu tử kia đã phạm quy. Mặt trên là không cho phép chúng ta loại người này đang bình thường người trước mặt bại lộ năng lực. Tông phát trong phân nam tử sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ý vị thâm trường, nguy hiểm cười cười. Ý của ngươi là, nghe thế, Tiêu Thiên Nhượng đôi mắt chợt xẹt qua một tia tinh mang. Ha ha, tông phát trong phân nam tử tà mị cười cười. Hắn tin tưởng, Tiêu Thiên Nhượng đã minh bạch ý tứ của hắn. Dù thế nào chỉ cần Trần Phi bị cái kia bộ môn để mắt tới. Hoặc là thẳng thắn trực tiếp chụp tới, đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý bọn họ Tiêu gia gây khó dễ. Tùy tiện cho một ít thủ đoạn nhỏ được rồi. Tốt lắm, cứ làm như vậy.
Tiêu Thiên Nhượng Liên vốn là nôn nóng rốt cục tiêu thất, vẻ mặt cười nhạt. Ta Tiêu Thiên Nhượng tung hoành Thương Hải nhiều năm như vậy, đến chưa không phải là nhận hết quyến rũ cùng truy phùng. Mặc dù là chính thương hai giới đại ngạc đều biết cho chân hắn mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính là một cái thiểu niên lại dám cự tuyệt hắn. Hơn nữa hắn đều đã cho chân đối phương mặt, còn như vậy không biết thú. Tốt lắm, người đã họ Trần như vậy cậy tài khinh người, không biết sống chết, vậy cũng chớ trách ta Tiêu Thiên Nhượng nhận lấy không cái nặng nhẹ, không lưu tình. Hanh! Trong nháy lại là non nửa chu thời gian trôi qua, Trần Phi mỗi ngày trừ ăn cơm tản bộ, luyện quyền tu tâm, những thời gian khác đều không sai biệt lắm toàn bộ dùng để tu luyện tiên gia công pháp, ngược lại cũng quá thập phần thích ý. Hắn hôm nay tu vi từ lâu đạt tới luyện khí tam trọng đỉnh, theo lý thuyết chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể cá nhảy long môn, trở thành một danh chân chính luyện khí trung kỳ cường giả. Mà đến lúc đó, tình trạng của hắn cũng đem cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, hòa thoát thoát là một hồi lột xác. Nhưng dù sao tu luyện loại sự tình này là không thể đủ một lần là xong, hơn nữa bước này coi như là tu chân dọc đường đạo thứ nhất nhiều hơn khảm, không phải là dễ dàng như vậy có thể nhảy tới. Vì vậy Trần Phi cũng chỉ có thể từ từ đổ, không thể nóng ruột. Cứ như vậy, trong nháy lại là thứ tư, Trần Phi vừa từ trên giường lên tựu đang cầm một quyển sách cổ nhìn, trên bàn đặt một ly trà, thật đúng nhàn nhã đi chơi. Mà giữa lúc hắn như vậy nhàn nhã đi chơi, khoan thai đang cầm một quyển sách nhìn thời gian, Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc học viện tiền nhậm viện trưởng, quốc nội y học giới ngôi sao sáng Đỗ Lão, đang ở một gian rách nát nhà trệt nội cho một vị bệnh nhân bắt mạch. Chỉ thấy bệnh nhân kia gầy như que củi, thế theo thốn đầu, hốc mắt hãm sâu, trên người có chừng 3-40 tuổi hình dạng, nhưng lúc này lại mắt đóng chặt mê man ở một chương bẩn thỉu nát vụn trên giường, tay cùng chân đều bị thiết liên khảo theo, cổ tay cùng mắt cá chân một khối có vẻ càng đỏ bừng, vết thương khắp nơi. Nhà trệt nội cũng là một mảnh hỗn độn. Lão Đỗ, hắn đêm qua lại mắc bệnh, nếu không ta vừa vặn ở nơi này, cho hắn đánh nhất châm tinh thần thuốc an thần còn có thuốc mê, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Một bên từ bác sĩ cư nhiên cũng ở đây, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hai vị bác sĩ, ba ta hắn đến tột cùng bị bệnh gì? Van cầu các ngươi, nhất định phải mau cứu hắn. Trừ lần đó ra, tại đây thấp bé tiểu nhà trên nội, còn có một vị đính thiên 12-13 tuổi tiểu nam hài, ăn mặc tràn đầy bụi, rách nát, bẩn thỉu y phục, vẻ mặt tuyệt vọng mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết, ở trước mặt hắn hai vị này lão bác sĩ, đây chính là toàn bộ Bắc Sơn thị thậm chí toàn quốc đều tiếng tăm lừng lẫy trung y mọi người, hơn nữa bọn họ đều là hảo tâm miễn phí đang vì mình phụ thân xem bệnh. Thế nhưng, cái này đều đã 7-8 ngày, phụ thân hắn quái bệnh lại vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngoại trừ mê man, tại nửa đêm phát bệnh. Vừa nghĩ tới phụ thân hắn phát bệnh lúc quỷ dị, làm cho dáng dấp, tiểu nam hài không khỏi sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hắn phát thệ, bản thân chưa từng thấy qua thậm chí cũng không có nghe nói qua đáng sợ như vậy quái bệnh, ngoại trừ. Ở trong phim ảnh, người bệnh của phụ thân chân thực quá kỳ quái, lão phụ làm nghề y nhiều năm như vậy, mới nghe lần đầu. Nghe được tiểu nam hài chính là lời nói thanh, từ bác sĩ lắc đầu, một tiếng thở dài. Hắn từ Trấn Hưng tự nhận là tuy rằng không phải là quốc nội đứng đầu nhất trung y mọi người, có thể chỉ ít cũng có thể là gần với một nhóm kia đi. Có thể hắn hiện tại lại là thật đúng tiểu nam hài phụ thân quái bệnh không có chút nào manh mối, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Loại tình huống này thậm chí so với lúc trước Lưu Chu lão nhân hỏa độc tiễn còn khoa trương. Dù sao chí ít đương sơ Lưu Chu lão nhân quái bệnh, hắn tốt xấu. Ít nhất, còn có chút manh mối đi, chỉ là không trị được mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại là hoàn toàn xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu a. Có thể, hắn chắc là trúng độc đi. Đúng lúc này, vẫn không nói chuyện Đỗ Lão bỗng nhiên mở miệng nói. Trúng độc, Lão Đỗ, lẽ nào ngươi nhìn ra đây là cái gì bị bệnh? Có biện pháp nào không? Từ Trấn Hưng bác sĩ nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Một bên, tiểu nam hài nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, lúc này cũng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần tia sáng. Ta cũng nhìn không ra đến rốt cuộc là bệnh gì, không có đầu mối. Chỉ là bằng cảm giác đi, có lẽ là trúng độc. Thế mà Đỗ Lão lại nói như vậy. Bằng cảm giác, từ Trấn Hưng bác sĩ nghe vậy khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Cái này quái bệnh muốn là thật dễ dàng như vậy nhìn ra đầu nguồn, lại sao hắn từ Trấn Hưng không có một chữ cũng không có. Đến mức Đỗ Lão suy đoán trúng độc,
có thể, cũng có loại khả năng này đi. Bởi vì hắn biết trong sách thuốc ghi lại thời cổ hậu mỗ một ít kỳ độc, chúng độc sau quả thực sẽ giống như vậy phát bệnh. Chỉ là ở bệnh nhân kia ban đêm phát bệnh lúc, trên người da thịt dĩ nhiên sẽ không hiểu dài ra vải rắn vậy đồ vật, từng mảnh, hiện lên màu xám đen u quang. Vừa nghĩ tới tối hôm qua cùng với mấy ngày hôm trước ban đêm tận mắt nhìn thấy tất cả, liền hắn từng tuổi này lão nhân cư nhiên đều cảm giác có chút cực sợ. Người trên da làm sao có thể dài ra cái loại này ác tâm người gì đó, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đây ba chẳng phải là không cứu. Tiểu Nam Hải nghe được Đỗ lão nói viền mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nói. Tiểu bằng hữu, còn không nóng nảy kết luận, ta nhận thức một gã Trần bác sĩ, hắn trị liệu loại này ngạc nhiên cổ quái chứng bệnh rất lợi hại, ta đi gọi điện thoại cho hắn đi. Đỗ lão an ủi Tiểu Nam Hải một câu, chậm rãi nói. Lão Đỗ, ngươi là cấp cho Trần bác sĩ gọi điện thoại. Từ Trấn Hưng nghe vậy ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đáng chết! Ta thế nào đem Trần bác sĩ quên đi? Lão Từ, người hiện ở bên này nhìn, ta đi ra ngoài cho Trần bác sĩ gọi điện thoại. Đỗ lão khẽ gật đầu, một bên cầm ra điện thoại di động của mình điện thoại, một bên chậm rãi bấm dãy số hướng ngoài cửa phòng vừa đi đi. Từ ra ra, ta, ba ta hắn thực sự còn có cứu sao? Ta, ô ô, Tiểu Nam Hải lúc này hiển nhiên tuyệt vọng, nhìn Từ Trấn Hưng ô ô khóc ròng nói. Từ cặp kia non nớt viền mắt lưu lại nước mắt tích, làm cho có chút đau lòng. Tiểu Lăng yên tâm đi, vị kia Trần bác sĩ thực sự rất lợi hại. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, ta tin tưởng ba người nhất định sẽ được cứu trợ. Từ bác sĩ đau lòng nhìn vẻ mặt giọt nước mắt Tiểu Nam Hải, cũng không chú ý trên người hắn bẩn thỉu, đưa tay đưa hắn ôm ở, an ủi. Bên kia Trần Phi tự nhiên cũng nhận được Đỗ lão điện thoại, sau đó có chút ngoài ý muốn chuyển được điện thoại mở miệng cười nói Đỗ lão. Thực sự là đã lâu không gặp, ngươi trong khoảng thời gian này có khỏe không? Nga, được rồi, Đồng lão gia tử đã không sao, ngay mấy ngày hôm trước. Ta đã nhận được lão Đồng cho ta gọi điện thoại tới. Trần bác sĩ, thực sự là cảm ơn ngươi. Đỗ lão bên kia hiển nhiên từ lâu biết được tin tức, giọng nói cảm kích mở miệng nói. Dù sao nếu như không phải là Trần Phi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn cái kia lão hữu phải trước một bước cưỡi hạc tây về, buông tay nhân gian. Cái này cũng không cần. Bất quá Đỗ lão, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Nghe ngươi giọng nói hình như có điểm. Trần Phi lại hỏi. Là như vậy, Trần tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có thể hay không? Ta chỗ này có cái phi thường đặc thù bệnh nhân. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi chính sự, Đỗ lão ngay tức khắc giọng nói nghiêm túc mở miệng nói. Phi thường đặc thù. Trần Phi nghe vậy giật mình. Có thể bị đối phương để mà hai cái phi thường để hình dung tình hình, nghĩ đến nhất định sẽ thập phần không giống bình thường đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi biểu tình một ngưng, nghiêm túc nói một chút coi, bệnh nhân có cái gì biểu hiện chứng bệnh sao? Người nghe xong cũng dọa cho giật mình. Bên đầu điện thoại kia Đỗ lão sâu hô một cái khí, sau đó đem tình hình thực tế đầu đuôi giảng cho Trần Phi nghe. Nhưng khi Trần Phi chỉ là nghe được còn không có phân nửa lúc, cũng đã sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, giọng nói dị dạng nói Đỗ lão, ngươi là nói người bệnh nhân kia ở phát bệnh lúc, sẽ toàn thân sắc mặt mạc danh kỳ diệu dài ra một tầng tương tự với vải rắn gì đó, hơn nữa tinh thần dị thường phấn khởi, cuồng bạo, sẽ lung tung phá hư. Không sai, nói thật đi, cái này đích đích xác xác là ta làm nghề y như thế năm, gặp gỡ kỳ quái nhất một lần ca bệnh. Bất quá, cái kia bệnh hoạn trước có thanh tỉnh quá một lần, nhưng thời gian rất ngắn. Chỉ nói ra một câu nói. Đỗ lão gật đầu, trên mặt có lau một cái vẻ kinh dị. Một câu nói cái gì? Đỗ lão nghe vậy do dự một chút, sau đó mới nói hắn nói, chạy mau, ma quỷ. Ma quỷ. Trần Phi nghe đến đó chân mày càng nhíu sâu, theo chậm rãi mở miệng nói Đỗ lão, bệnh nhân ở địa phương nào, ta hiện tại liền đi qua. Trần bác sĩ người bây giờ tự muốn đi qua sao? Vậy thì tốt quá. Địa chỉ ngay xxxx. Đỗ lão đương nhiên nghe được Trần Phi ý tứ của những lời này, không khỏi mừng rỡ, nói ra một cái rất xa xôi thành nội quê người trấn địa chỉ. Lão Đỗ, thế nào? Trần bác sĩ bên kia đáp ứng rồi sao? Đúng lúc này, từ bác sĩ thanh âm từ Đỗ lão phía sau phương truyền đến. Đỗ lão nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện là từ bác sĩ đi ra, sau đó giống như là bị khẩu khí vậy gật đầu, nói Trần bác sĩ đã đáp ứng rồi. Hiện tại sẽ phải chạy tới.
thật sự là quá tốt. Tiểu Lăng, ngươi nghe thấy được sao? Vị kia Trần bác sĩ đã đáp ứng sắp tới, ngươi cái này có thể yên tâm đi. Từ bác sĩ nghe vậy cũng giống là thở dài một hơi, hướng phía sau rách nát cửa phòng úy úy xúc xúc thân ảnh cười. Chỉ là bọn hắn nhưng không biết, cách đó không xa một cái nhà ba tầng cũ kỹ nhà lầu đỉnh chóp, đang có một đôi ánh mắt lạnh như băng không hề ba động đang nhìn chăm chú bọn họ. Rất lạnh, rất lạnh. Đỗ lão nói bọn họ chỗ ở vị trí, là Bắc Sơn thị thành nội ngoại một cái rất hẻo lánh hương trấn, vì vậy Trần Phi tìm chí ít nhanh một giờ mới từ Bắc Sơn thị lái xe tới đó. Chạy băng băng GL400 gào thét giống giận vậy ghé qua mà qua, dẫn tới không ít người mộc mạc hương dân một trận sợ hãi than. Qua, hai tử mẹ mau ra đây xem, xe kia thật lớn cái đầu, so với nhà hàng xóm Tiểu Trương xe khá, hẳn là rất đắt đi. Thật đúng là, xe này nên được giá trị cái hơn 10 vạn đi, 3, 40 vạn. La thúc la thẩm, người đây các có thể cũng không biết đi. Đây chính là xe Mercedes xếp giấy đỉnh cấp hào xe. Xe Mercedes biết chưa? Chính là lớn chạy, xe này ít nhất phải hơn 100 vạn. Xòe ra, xe kia giá trị 100 vạn, ta tích cái ngoan ngoãn, xem ra còn là người thành phố có tiền a. Mắc như vậy xe đều nguyện ý mua, đều đủ chúng ta hoa cả đời. Chu vi thỉnh thoảng truyền đến từng đợt sợ hãi than thanh âm, thậm chí còn có người nghỉ chân chỉ trỏ, khiến Trần Phi hơi có chút lúng túng đồng thời, ngay tức khắc cấp tốc tìm một cái đại hình bãi đỗ xe dừng xe xong. Lúc này mới hướng về Đỗ lão trong điện thoại đề cập địa chỉ chạy đi. Dọc theo đường đi hỏi một chút đi một chút, khoảng chừng gần 10 phút sau, ngay hắn phía trước xuất hiện ở một mảnh thấp bé cũ kỹ nhà trệt, hầu như liền cùng hắn đương sơ sinh hoạt thành trung thôn giống nhau như đúc, nước dơ giàn ruộng, gồ ghề, mặt đất khắp nơi đều là giấy tiết rác dưới. Bất quá hắn lại chú ý tới cách đó không xa Đỗ lão đã ở một chỗ nhà trệt ngoại chờ. Mà khi hắn đang nhìn thấy mình thời gian, ngay tức khắc trên mặt hiện ra một nụ cười sáng lạng, Hồ Trần bác sĩ, ở bên cạnh. Ừ, Đỗ lão xin chào. Trần Phi thấy thế ngay tức khắc đi tới chào hỏi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói Đỗ lão, bệnh nhân ở địa phương nào? Ngay trong gian phòng đó mặt, Tiểu Lăng, mau ra đây, Trần bác sĩ tới. Đỗ lão đều còn chưa mở miệng, một đạo thanh âm quen thuộc làm mất đi phía sau hắn truyền đến. Chỉ thấy từ bác sĩ từ nhà trệt trong đi ra. Trên mặt miễn cưỡng mang theo vẻ tươi cười, phía sau còn theo một cái cả người bẩn thỉu, mặc rách dưới tiểu nam hài, nhiều lắm 12-13 tuổi. Chỉ thấy hắn chăm chú trương trương từ bác sĩ phía sau đi tới, hô nhào nhào khuôn mặt nhỏ nhắn trên còn lộ vẻ lễ ngân, viền mắt cũng là đỏ, trước thấy rõ ràng Trần Phi khuôn mặt sau ngẩn người, sau đó lắp bắp, thận trọng nói Trần bác sĩ, ngươi có thể trị hết cha ta sao? Thanh âm có chút mang theo khóc nức nở. Ngươi tên là gì? Trần Phi thấy thế không hiểu trong lòng có chút xúc động, trên mặt nguyên bản sắc mặt nghiêm túc đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều, nhìn tiểu nam hài nhẹ giọng cười nói. Ta gọi là Khấu Lăng, Phỉ Khấu Khấu, Lăng Thiên Lăng. Tiểu nam hài cây ết yêu ta xanh xanh nhìn Trần Phi liếc mắt, như là cảm giác được đối phương trong giọng nói thiện ý, hai tay bóp cùng một chỗ, cúi đầu nhỏ giọng nói. Khấu Lăng, tên rất hay a. Trần Phi trên mặt thần biến sắc nhu hòa hơn rất nhiều. Vỗ nhẹ nhẹ chụp tiểu tử kia vai, khẽ cười nói Khấu Lăng, ngươi yên tâm đi, nếu ngày hôm nay ta Trần Phi đến đều tới, vậy nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chữa cho tốt người bệnh của phụ thân, ta cam đoan với ngươi. Thật, thật vậy chăng? Trần ca, Trần bác sĩ ngươi thật có thể đủ chữa cho tốt cha ta quái bệnh. Khấu Lăng nghe vậy mạnh ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin rung giọng nói. Kỳ thực đến bây giờ, hắn đều không sai biệt lắm nhanh đã tuyệt vọng. Thế nhưng Trần Phi trong giọng nói kiên định tự tin, lại làm cho hắn từ từ lạnh như băng nội tâm lại phảng phất có một điểm hơi nóng, bốc cháy lên mồi lửa vậy hy vọng. Tiểu Lăng A, ngươi có thể phải tin tưởng Trần bác sĩ. Y thuật của hắn so với ta hai lão đều lợi hại, đặc biệt đối với loại này nghi nan tạp chứng, nếu hắn lên tiếng, vậy nhất định có thể đi. Một bên từ bác sĩ đã ở cổ vũ tiểu Khấu Lăng nói. Một bên Đỗ lão ra là khẽ gật đầu, một bộ công nhận dáng dấp. Tuy rằng hai người bọn họ cũng không biết Trần Phi đến cùng có hay không nắm chặt cứu người chữa bệnh, nhưng loại thời điểm này lại không cần xen vào nữa nhiều như vậy, cấp cho hài tử lòng tin, hy vọng mới là trọng yếu nhất, không phải sao. Ngươi vẫn là để cho ca ca ta đi, chúng ta đi vào trước, ta muốn nhìn ngươi một chút phụ thân tình hình. Trần Phi cười sờ sờ Khấu Lăng đầu, mở miệng nói. Nga, tốt lắm,
Trần ca ca ngươi theo ta tiến đến ta đi, cha ta đang ở bên trong. Khấu Lăng nghe được Trần Phi ngây người gật đầu, sau đó vừa nghe đến Trần Phi muốn ngay tức khắc cho cha mình xem bệnh, ngay tức khắc vẻ mặt khẩn trương chỉ vào nhà trệt nội, đem Trần Phi lĩnh đi vào. Mà khi tiến vào gian nhà trệt nội, nhất thời có một mãnh liệt mùi hôi thối đập vào mặt. Đây là... Trần Phi một bên che mũi, một bên chân mày sâu đậm nhíu lại, trong ánh mắt ngay sau đó xẹt qua một tia phức tạp tinh mang. Chỉ thấy ở căn phòng kia nội một chương rách nát trên giường, có một gã tuổi chừng có 3-40 tuổi trung niên nam tử, đang bị một cái khóa sắt vòng khảo ở trên giường, giờ khắc này ở ngủ mê man. Hắn gầy như que củi, thế theo thốn đầu, hốc mắt hãm sâu, bộ dáng kia chỉ là làm cho nhìn cũng có chút cực sợ. Chúng ta cũng không biết cái này mùi thúi là từ đâu tới, chỉ là, mỗi làm bệnh nhân phát bệnh sau, loại này mùi hôi thối sẽ trở nên càng thêm nặng. Đỗ lão ở một bên che mũi giải thích, hắn sở dĩ không muốn đi vào nhà trệt nội, cũng là bởi vì loại này tanh hôi thật sự là quá huân nhân, nhượng hắn buồn nôn. Vậy những thứ này xiềng xích, Trần Phi chỉ trên người của hắn xiềng xích. Đó là vì phòng ngừa hắn phát bệnh. Bệnh nhân phát bệnh thời gian không chỉ có trên da sẽ hiện ra này quỷ dị vảy rắn, hơn nữa, còn có thể vô ý thức nơi phá hư. Thập phần nguy hiểm, vì vậy chúng ta chỉ có thể dùng khóa sắt phòng đưa hắn buộc lại. Phát bệnh thời gian, tự cho hắn tiêm vào tinh thần thuốc an thần còn có thuốc mê. Từ bác sĩ ở một bên giải thích, trên mặt hiện ra lau một cái lòng còn sợ hãi vẻ. Điều này hiển nhiên là bệnh nhân phát bệnh một màn kia, để lại cho hắn rất sâu khắc ấn tượng rất sâu sắc. Trần ca ca, ca ca ta rốt cuộc là bị bệnh gì? Khấu Lăng ở một bên chặt siết chặt y phục của mình sừng, run thanh hỏi. Bây giờ còn không thể xác định, bất quá phải có một ít đầu mối đi. Trần Phi vừa nói vừa đi đến bệnh nhân bên cạnh chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay hơi một chút ở kỳ phía trên cổ tìm một chút, bài trừ vài giọt giọt máu, đặt ngang ở bàn tay mình tâm dùng linh khí cảm thụ. Trần chỉ, từ bác sĩ thấy tình cảnh này lấy làm kinh hãi, phản xạ có điều kiện nghĩ ra miệng quát bảo ngưng lại, lại bị bên cạnh Đỗ lão ngăn lại. Đừng động hắn, Trần bác sĩ có phương pháp của mình. Đỗ lão nhẹ giọng mở miệng nói. Từ đã trải qua bản thân lão hữu Đồng lão gia tử sự kiện kia, hắn đương nhiên đã rất rõ ràng Trần Phi cũng không người bình thường, vì vậy, tự nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt nhìn hắn. Khấu Lăng thấy thế hơi cắn dưới môi, tay nhỏ bé toàn cùng một chỗ rất khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đỗ lão, từ bác sĩ, các ngươi có hay không xét nghiệm quá huyết dịch của hắn? Đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên đứng dậy mở miệng hỏi. Ừ, đã xét nghiệm. Trong thân thể của hắn, có xà loại gen, từ Trấn Hưng bác sĩ ngay tức khắc nói. Đáng chết, lại còn thực sự là. Trần Phi nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu âm trầm xuống, trong con người hiện ra cuồn cuộn lửa giận. Trần bác sĩ làm sao vậy? Người đây là, biết nói chuyện gì xảy ra. Đỗ lão cùng từ bác sĩ nghe được Trần Phi thô tục ngẩn người, người sau nhịn không được hỏi. Ừ, biết cái gì tình huống? Trần Phi gật đầu một cái nói. Trần Phi lời vừa nói ra, Đỗ lão cùng từ bác sĩ hai người tự nhiên là vẻ mặt kích động đem hắn nhìn, chờ mong hắn mau nhanh nói cho bọn hắn biết đến cùng đây tột cùng là chuyện gì. Thế mà, Trần Phi lại dĩ nhiên do dự, ánh mắt có chút khác thường đem Khấu Lăng nhìn, đột nhiên nói Khấu Lăng, nếu không ngươi đi ra ngoài trước một hồi đi, ta và hai vị gia gia nói ra suy nghĩ của mình. Không, ta không đi ra. Thế nhưng tiểu Khấu Lăng lại dĩ nhiên rất thông minh. Vẻ mặt quật cường nhìn Trần Phi kiên định nói Trần ca ca, ta muốn biết cha ta đến tột cùng bị bệnh gì. Ta thực sự muốn biết. Trần bác sĩ, đến tột cùng. Đỗ lão, từ bác sĩ hiển nhiên cũng hiểu được tình hình, vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ thở dài một hơi, sau đó dùng một loại rất nghiêm túc ánh mắt quét vào Khấu Lăng trên mặt, chậm rãi nói ngươi thực sự muốn biết. Hắn lúc này trong lòng thực sự rất mâu thuẫn, không biết loại sự tình này mà. Đến cùng có nên hay không nói cho một cái năm ấy chỉ có 12-13 tuổi tiểu hài tử. Cái này có đúng hay không, có chút quá tàn nhẫn. Oanh! Trần ca ca, mời nói cho ta biết đi. Ta thực sự rất muốn biết cha ta đến tột cùng bị bệnh gì. Nhưng vào lúc này, tiểu Khấu Lăng cư nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống đến, cứ như vậy quỳ gối Trần Phi trước mặt vẻ mặt quật cường nói rằng. Một màn này, mọi người đều có chút nói lỡ. Lên! Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lại không tưởng được có chút lãnh đạm. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, thế nhưng nam nhi dưới trướng có hoàng kim,
ngoại trừ lạy trời quỳ xuống đất cũng chỉ có thể lạy phụ mẫu. Ngươi hiểu ý của ta không? Trần Phi nhìn đối phương quật cường nhãn thần, lãnh đạm mở miệng nói. Ta, vâng, ta minh bạch. Tiểu Khấu Lăng thân thể gầy ốm run rẩy, rốt cục vẫn phải cúi đầu đứng lên, nhỏ giọng nói Trần ca ca, ta bệnh của phụ thân. Ai? Trần Phi không khỏi thở dài một tiếng, nhưng đúng là vẫn còn không có giấu giếm nữa, chậm rãi nói phụ thân ngươi hắn. Có người ở trên người hắn làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm, lẽ nào? Trần Phi lời vừa nói ra, Tiểu Khấu Lăng khuôn mặt non nớt trực tiếp ngây dại, Đỗ lão cùng Từ bác sĩ hai người càng mạnh nhảy dựng lên, già nua gương mặt trong nháy mắt hiện đầy cuồng nộ thần sắc. Cư, lại có ở người sống sờ sờ trên người làm thí nghiệm, tại sao có thể có loại sự tình này phát sinh? Đây thật là hơi quá đáng. Liên Hợp Quốc không phải là sớm cấm chỉ như vậy phá diệt nhân tính hành vi sao? Lẽ nào những người đó không sợ chế tài sao? Đây quả thực là diệt sạch nhân tính. Ngươi nói trước phụ thân ngươi bị bệnh gì đi, tựa như trong phim ảnh chụp vậy, bị người trồng vào nào đó xà loại gen, bất quá xem chừng, chắc là giai đoạn thí nghiệm, cho nên mới phải như vậy, bởi vì thực nghiệm thất bại mà mất đi lý trí. Trần Phi nhìn Tiểu Khấu Lăng mặt không chút thay đổi nói. Ta, ô ô, người sau rốt cục bởi vì không chịu nổi loại này khổng lồ áp lực, ô ô khóc ồ lên, mặc dù không có tê tâm liệt phế, nhưng này loại cắn chặt môi nước mắt giàn giụa dáng dấp, lại càng làm cho lòng người trong khó chịu. Bất quá đúng lúc này, một tay chợt đặt ở trên đầu hắn, theo Trần Phi ấm áp cười nhà thanh liền vang lên nói đừng khóc nữa, phụ thân ngươi tình huống này còn không quá tệ, có thể còn có được cứu trợ, ta thử xem đi. Tiểu Khấu Lăng ô ô tiếng khóc trong nháy mắt dừng lại, mạnh ngẩng đầu nhìn Trần Phi, non nớt mặt xuất thần. Nhân thể thí nghiệm, không thể nghi ngờ là cả nhân loại thế giới tối làm người ta thống hận, tối làm người ta phỉ nhổ ti tiện thủ đoạn, diệt sạch nhân tính. Vì vậy từ lúc thế kỷ trước chàng thế kỷ đại chiến sau khi chấm dứt, toàn bộ trên địa cầu sở hữu quốc gia đều liên hợp cùng một chỗ, ký tên một phần có quan hệ ở tuyệt đối cấm các loại hình thức nhân thể thí nghiệm hiệp ước. Nếu là có trái với người, đem đã bị Liên Hợp Quốc chế tài, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng ở hiện tại, bọn họ lại cư nhiên chính mắt thấy đồng loạt chuyện như vậy phát sinh, cái này khiến Từ bác sĩ còn có Đỗ lão đều vô cùng phẫn nộ, bộ mặt cơ thể đều ở đây co quắp. Hơi quá đáng, chuyện này ta nhất định phải lập tức trên báo lên, nhất định phải đốc thúc bọn họ tìm ra thủ phạm, đem ra công lý. Đã bị phải có chế tài, Đỗ lão càng vẻ mặt tức giận lớn tiếng nói. Trần bác sĩ, ngươi thật sự có biện pháp cứu hắn. Phải biết rằng nhân thể gen nếu là bị cải biến, hầu như lại không thể có thể tái biến đã trở về. Mà Từ bác sĩ cũng vẻ mặt nghiêm túc hướng phía Trần Phi nói. Hắn mặc dù là một gã trung y, nhưng những năm gần đây lục tục tiếp thu phương Tây chữa bệnh quan niệm cũng không coi là ít. Đương nhiên người biết thể gen chính là bên trong cơ thể phức tạp nhất đồ vật một trong, chỉ lần này ở đại não. Mà bây giờ... Khấu Lăng phụ thân máu trong đã bị xét nghiệm ra có nào đó xà loại gen tồn tại. Tại đây loại có thể nói vô giải dưới tình huống, thực sự vẫn có thể ở cứu trở về tới sao. Đừng nói hắn từ Trấn Hưng không tin, ngay cả Đỗ lão, tựa hồ cũng không quá tin tưởng. Ta chỉ nói là có thể cứu sống hắn mà thôi, đến mức trong cơ thể hắn đổ vật, nghe thiên từ. Chỉ là Trần Phi hắn những lời này đều còn chưa nói hết, chỉ nghe được thổi phù một tiếng trầm thấp. Ánh mắt của hắn ngay sau đó tự bắt được một đường lóe lên ngân mang, từ tường xuyên thủng tiến đến, lấy một loại tốc độ cực nhanh bắn về phía hắn, rát xé rách tiếng gió thổi. Trong lòng của hắn nhất thời cả kinh, sau đó không chút do dự dưới chân đạp, thân thể cứ như vậy trong nháy mắt tà tà trốn được đi sang một bên, hiểm lại hiểm tránh khỏi ngân mang. Nhưng dù vậy, cánh tay của hắn lại còn là bị thương, để lại một cái vết máu. Một màn này vẻn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt. Có thể nói trừ hắn ra không nữa người thứ hai phản ứng trở về. Nhưng may là, ngân mang tựa hồ là hướng về phía hắn tới, bằng không nếu là đưa mắt đổi thành ở đây bất kỳ một cái nào những người khác. Sợ rằng sớm đã thành đều mất mạng. Cư nhiên có thể xuyên thủng ta linh khí vòng bảo hộ. Trần Phi mặt không thay đổi nhìn nhược điểm xuyên thủng xuống đất ngân mang. Lại là một thanh ngân hôi sắc phi đao, hai bên đều có nhận miệng, thoạt nhìn cũng không chớp mắt. Nhưng khiến trong lòng hắn đã dậy rồi không ít gợn sóng. Máu tươi từ cánh tay của hắn trên chảy ra, nhiễm đỏ hắn bên trái tay áo. Phải biết rằng, từ hắn tu vi đi đến luyện khí tam trọng sau, đã có thể làm được thuần phát linh khí vòng bảo hộ. Nói cách khác,
trên mặt đất chuôi này ngân hôi sắc phi đao, vừa rồi lại là ngạnh sinh sinh đâm rách hắn linh khí vòng bảo hộ, sau đó mới ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Nếu hắn vừa rồi không phản ứng kịp, lại có lẽ là một đao này không cẩn thận đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trần bác sĩ, chúng ta, cái này. Đỗ lão đám người lúc này cũng là cả người đều bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm, sắc mặt thập phần khẩn trương hướng về Trần Phi nói. Nhất là Đỗ lão, đương sơ hắn thế nhưng thấy tận mắt, Trần Phi tại nơi dạng gần gũi tình huống dưới, đều tránh thoát đạn, nhưng bây giờ lại cư nhiên bị chuôi này màu bạc phi đao đâm bị thương. Chỉ là trong lòng như vậy nghĩ, hắn cũng không khỏi nghĩ có chút tay chân lạnh cả người cực sợ. Trần ca ca, tiểu khấu lăng tự nhiên cũng là bị một màn này dọa sợ, sắc mặt trở nên trắng, môi thẳng run run. Phải biết rằng, hắn mới chỉ có 12-13 tuổi a. Thế mà, lúc này đây Trần Phi lại không trả lời vấn đề của bọn họ, mà là tiện tay đem bản thân trên cánh tay máu cho dừng lại, sau đó mặt không thay đổi đi ra nhà trệt. Ánh mắt ở bốn phía quan sát một vòng, bỗng nhiên tập trung ở tại một cái hướng khác ba tầng cũ kỹ nhà lầu đỉnh chóp, cùng một song không hề ba động ánh mắt lạnh như băng đối diện lên, trong hư không phảng phất có thiểm điện đan vào cuồng bạo. Hắn lại có thể phát hiện ta ở địa phương nào? Chỉ thấy tại nơi lầu ba cũ kỹ nhà lầu đỉnh chóp, có một vị tóc hoa dâm tóc tai bù xù lão giả, mắt rất khó xem, bởi vì đã mù dơ chỉ. Khô tóc bạc hỗn loạn che đậy khuôn mặt của hắn, một tay lưng đeo phía sau. Tay kia cầm vài chuôi màu bạc trắng phi đao, cứ như vậy trên cao nhìn xuống đem Trần Phi nhìn, mâu quang có vẻ rất lạnh nhạt. Phải biết rằng, hắn lúc này chỗ ở phương vị cự ly Trần Phi bên kia, thẳng tắp cự ly ít nói cũng có hơn 10 gần trăm mét. Thế nhưng Trần Phi cứ như vậy mới vừa đi ra đến nhìn, tự cư nhiên trực tiếp đem chỗ hắn ở cho rõ ràng khóa được, cái này há có thể không cho người giật mình. Bất quá, hắn nhưng thật giống như là một rất khó bao lớn tâm tình ba động người. Vẻn vẹn chỉ là khàn khàn lão trong mắt lướt qua một tia vẻ kinh dị, tự hướng về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng lắc đầu, sau đó xoay người ly khai. Về phần hắn vì sao biết lắc đầu, có thể, chắc là uy hát yêu ta đi. Dù sao nếu là có người biết được không nên biết sự tình, trước hết uy hát yêu ta một chút, không phải là rất bình thường sao. Tự tỉ như vừa rồi một đao kia. Đến mức thần bí kia lão giả cứ như vậy tùy ý đi, tuy rằng Trần Phi cũng chính mắt thấy được. Nhưng hắn do dự nửa ngày, nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đến mức nguyên nhân, vậy rất đơn giản, cách khoảng cách xa như vậy, đối phương tay không ném ra phi đao lại vẫn có thể đâm rách hắn linh khí vòng bảo hộ, thương tổn được thân thể hắn, cái này đến tột cùng cần thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm được. Nửa bước tiên thiên, hay hoặc là, chân chính tiên thiên. Mẹ, thật đáng chết, lúc nào loại này cấp bậc cường giả đều được rau cải trắng, nói ra hiện tựu xuất hiện. Trần Phi chỉ cảm giác mình môi hơi khô chát, lắc đầu thấp giọng mắng. Phải biết rằng hắn không có thể như vậy cái gì người thường, mà là một vị chân chính tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả đồ đệ, đương nhiên biết rõ tiên thiên cường giả không có thể như vậy cái gì rau cải trắng, nói có là có. Chỉ sợ cũng xem như là phóng nhãn toàn quốc, loại cấp bậc đó ngôi sao sáng tồn tại cũng không mấy cái, hiếm thấy kinh người, vì thế lực khắp nơi cây trụ. Đến mức nửa bước tiên thiên. Tuy rằng so với tiên thiên cấp bậc yếu đi không chỉ một bậc, nhưng đối với cái tầng thứ kia dưới mọi người mà nói, cũng còn là có thể nói kinh khủng núi lớn, đáng sợ đến cực điểm. Trần bác sĩ ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, nhà trệt nội Đỗ lão, từ bác sĩ hình như là rốt cục chậm quá mức mà đến, mỗi một người đều đuổi theo ra nhà trệt khẩn trương hỏi. Ta không sao, bất quá, trước gọi người đi, ta kiến nghị trước đem bệnh nhân chuyển tới y viện rồi hãy nói. Đến mức chuyện này ta sẽ cùng Hoàng Phó Thị trưởng phản ánh một chút, như vậy báo lên sau, sẽ phải có chuyên môn bộ môn xử lý, đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Nga, đúng, đúng, trước đem bệnh nhân chuyển đi bệnh viện rồi hãy nói. Từ bác sĩ nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự gật đầu nói. Trên thực tế, Khấu Lăng ba ba vốn chính là từ bệnh viện chuyển đi ra ngoài, bởi vì không có tiền. Nhưng chuyện bây giờ tính chất đã hoàn toàn khác nhau, dính đến toàn bộ nhân loại đều cấm người thể thí nghiệm. Ở tình huống như vậy dưới, tiền gì đều là thứ yếu, quả thực sẽ phải có chuyên môn bộ môn đứng ra giải quyết. Trần ca ca, đúng lúc này, Khấu Lăng cũng từ nhà trệt trong đi ra. Yên tâm đi, ba người sẽ không có chuyện gì. Trần Phi thấy thế nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của hắn, vừa cười vừa nói.
Này, Tần Nguyên sao? Là ta, người bây giờ lập tức an bài một chiếc xe cứu thương đến XXX đến, còn có, nhớ kỹ báo nguy, nhượng cảnh sát với các ngươi cùng đi. Đỗ lão gia ở một bên gọi điện thoại, trong miệng hắn Tần Nguyên, chính là Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc viện hiện giữ viện trưởng, cũng là hắn tương đối đệ tử xuất sắc một trong. Đại nhân, là ta, nhiệm vụ thất bại, bên kia, vị kia tóc tai bù xù lão nhân cùng người bình thường tựa như trà trộn ở trong dòng người, một bên mặt không thay đổi đi tới, một bên lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại dãy số. Nga, nhiệm vụ thất bại. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm kinh ngạc, có chút tuổi còn trẻ, thế nhưng nghe lại không hiểu âm xâm xâm, giống như là ban đêm có quỷ bên tai bạn nhẹ nhàng nói nhỏ, nói chung chính là làm cho cực sợ. Ừ, thất bại, hắn tránh thoát ta phi đao. Tóc tai bù xù lão nhân nhưng thật giống như không có gì xúc động, như trước mặt không thay đổi thản nhiên nói. Cái gì, ngươi nói hắn tránh thoát phi đao của ngươi, là ai, quân đội mấy cái lão gia này, còn là cái kia ngành người. Lúc này đây cái này tuổi trẻ thanh âm rốt cục hình như có điều xúc động, giọng nói hơi vội vàng lạnh lùng chất vấn. Rất hiển nhiên, bên đầu điện thoại kia người rất rõ ràng, cái này tóc tai bù xù lão giả phi đao là có nhiều khủng bố. Coi như là tại bọn hắn bên trong tổ chức, có thể chân chính tránh thoát cũng lác đác không có mấy, hơn nữa mấy người kia hầu như mỗi một thân phận địa vị cũng không hơn hắn, thậm chí, có còn có sở vượt qua. Vì vậy ở bên đầu điện thoại kia nghe được tóc tai bù xù lão giả nói ra câu nói kia sau, hắn mới có thể có vẻ như vậy giật mình. Không phải là quân đội người, cũng không phải phi báo. Là một người trẻ tuổi, tóc tai bù xù lão giả nghe vậy bình tĩnh đáp trả, lại bị bên đầu điện thoại kia lại một lần nữa cắt đứt. Ngươi nói cái gì? Nam, nhẹ, người, âm trầm thanh âm gần từng chữ một. Rất cây ết yêu ta sợ. Đúng vậy, thanh niên nhân. Có thể hẳn là cùng đại nhân ngươi không kém bao nhiêu đâu. Tóc tai bù xù lão giả bình bình đạm đạm gật đầu nói. Sau đó bên đầu điện thoại kia liền trầm mặc. Hồi lâu sau, âm xâm xâm thanh âm cư nhiên trở nên hơi có chút khàn khàn, nói ta, đã biết. Nói tiếp, hiển nhiên bên kia lúc này đã bị to lớn chấn động cùng trùng kích. Cái gì, có thể tiếp được bên cạnh hắn cực mạnh vũ lực phi đao người, lại là một cái nam. Nhẹ, người. Ta tìm được rồi cái kia chạy trốn người, lúc đầu muốn thuận lợi giải quyết, thế nhưng bởi vì người tuổi trẻ kia. Dù thế nào chính là thất bại. Hơn nữa, hắn và ta trong lúc đó chỉ ít cách có gần 100 mét xa, thế nhưng hắn lại chỉ dùng mấy giây, liền phát hiện sự tồn tại của ta, đồng thời còn giống như có thể thấy rõ ràng ta. Tựa hồ là bởi vì thật lâu không có nói qua lớn như vậy đoạn lời, tóc tai bù xù lão giả nói rất chậm. Thế nhưng hắn càng nói được chậm. Bên đầu điện thoại kia nghe được tựu càng kinh ngạc. Cách chí ít gần 100 mét, hơn nữa trung gian còn có các loại cảnh vật quấy nhiễu, lại còn có thể ở vài giây nội phát hiện ở địch nhân vị trí chỗ. Lẽ nào trong cơ thể hắn cũng cùng ưng thúc người vậy, bị trồng vào diều hâu gen? Bên đầu điện thoại kia dù gì nói. Ta, cũng không biết. Làm Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc viện hiện giữ viện trưởng Tần Nguyên, nhận được mình tôn sư Đỗ lão điện thoại sau. Ngay tức khắc không chút do dự bấm 110 điện thoại, sau đó cấp tốc phái ra một chiếc xe cứu thương lái về phía Bắc Sơn khu vực thành thị ngoại phương hướng. Trên thực tế nếu không phải là có ban đầu ở Đỗ lão bên người học tập đoạn cuộc đời, hắn Tần Nguyên tuyệt không khả năng có tuyến thành tựu cùng thân phận địa vị. Cho nên khi Đỗ lão một chiếc điện thoại đánh, hắn tự nhiên không dám có một tia một hào chần chờ, lập tức làm theo. Đến mức 110 bót cảnh sát bên kia. Cũng bởi vì điện thoại là trung y phụ thuộc viện hiện giữ viện trưởng tự mình đánh tới, mà có vẻ không gì sánh được coi trọng. Ở nhận được điện thoại báo cảnh sát sau, ngay tức khắc phái ra tương quan cảnh viên đi chuyện cũ phát hiện chàng, thậm chí còn có một vị cấp bậc cao cảnh sát tự mình mang đội. Mà thấy tình cảnh này, Trần Phi lặng lẽ ở khấu lăng phụ thân trên người làm một cái tiêu ký, lại hơi chút áp chế một chút trong cơ thể hắn tình hình sau, liền cáo từ ly khai. Hắn hôm nay một cái cánh tay bị thần bí kia lão giả phi đao thương tổn được, tự nhiên cũng không thích hợp lại tiếp tục cậy mạnh vi khấu lăng phụ thân xem bệnh. Đi, Trần bác sĩ ngày hôm nay thực sự là xin lỗi. Ngươi trở lại nhiều chú ý nghỉ ngơi, chuyện bên này mà, chúng ta sẽ tạm thời toàn lực nhìn. Đỗ lão, từ bác sĩ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đều lên tiếng nói. Trần phi cứu như vậy cưỡi mình tọa giá chạy băng băng GL400 về tới California hoa viên đại tửu điếm. Lúc này đây ở cẩn thận xử lý qua vết thương,
xác nhận không có độc cùng với cái khác tác dụng phụ sau, hắn thích ý tắm một cái, sau đó đem mình ném tới trên giường, nhắm mắt nhãn thần lên. Đối với ngày hôm nay phát sinh chuyện này, nói thật đi, rất nhượng hắn cảm thấy cây Ediota sợ và phẫn nộ. Cư nhiên thật sự có người như vậy phát rồ, diệt sạch nhân tính, ở một cái người sống sờ sờ trên người làm thí nghiệm, đây quả thực nhượng hắn không cách nào tiếp thu, thậm chí cảm giác được có chút trầm trọng cùng không hiểu bi ai. Hắn không muốn nghĩ giống, nếu ngày hôm nay hắn không có trùng hợp đuổi lên, tiểu khấu lăng phụ thân sẽ là một cái gì hạ tràng. Bị phi đao trực tiếp bị mất mạng, hay là trực tiếp tinh thần tan vỡ, biến thành một con quái vật,